Mấy năm trước tốc độ phát triển của Ando còn đứng thứ 2 trên tổng số 16 thành thị cấp phó tỉnh trong toàn quốc, kém hơn mỗi Quảng Châu. Vậy mà năm trước Quảng Châu và Thâm Quyến đã sớm bỏ Ando lại phía sau, Tô Châu và Ando chạy song song với nhau. Năm nay Tô Châu vượt qua Ando là chuyện không thể khác được, chỉ sợ ngay cả Hàng Châu và Vô Tích cũng sẽ áp sát Ando, tình thế ác liệt này không thể không khiến cho tỉnh ủy An Nguyên cảm thấy lo lắng. Tôn Liên Bình làm phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy nên có thể chịu đựng được áp lực, nhưng Diêu Văn Chí thì sợ là phiền toái. Bất kể là Tôn Liên Bình hay là Tần Hạo Nhiên và Nhậm Vi Phong ở trên tỉnh thì đều không hài lòng về hắn lắm, mà ý tưởng và hành động của hắn thì lại bị Tôn Liên Bình cản trở rất nhiều. Từ một góc độ khác mà nói thì lãnh đạo chủ yếu đảng, chính quyền có quan điểm bất đồng cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn tới việc phát triển kinh tế của Ando xuất hiện vấn đề, nhưng mà không có người nào lại thừa nhận điều này. Diêu Văn Chí sẽ gặp nạn, đây là nhận định của Triệu Quốc Đống. Trên thực tế thì từ khi Ninh Pháp rời khỏi An Nguyên thì Diêu Văn Chí đã không còn quá thuận lợi, ngay cả Lô Vệ Hồng mà hắn tán thưởng cũng bị điều khỏi khu công nghiệp kỹ thuật cao, khiến cho một vài hạng mục vừa mới tạo dựng được đã bị bỏ dở nửa chừng. Bộ máy lãnh đạo khu công nghiệp kỹ thuật cao dường như cũng chưa được định vị, khiến cho sự phát triển của nơi này bị đình trệ, từ đó dẫn tới đà tăng trưởng kinh tế của thành phố Ando cũng bị liên lụy nhất định, còn Diêu Văn Chí thì có cảm giác mình như con dê thế tội vậy. Chẳng ai có khả năng gặp may suốt đời cả. Đây là định luật, chỉ mong Diêu Văn Chí có thể gắng gượng qua cửa ải này. Bí thư Triệu, ngài đang ở đâu vậy? Triệu Quốc Đống vừa mới ngồi vào xe, đang chuẩn bị bảo Lão Trương lái xe thì nhận được một điện thoại từ một số máy quen thuộc. Toàn Hữu à, tôi ở Ando, đang chuẩn bị trở về Ninh Lăng đây. Triệu Quốc Đống nhận được điện thoại thì mơ hồ đoán rằng có việc gì đó. Tối nay ngài có thời gian rảnh không? Tôi muốn mời lão lãnh đạo ngồi một chút. Có thể nghe ra tâm trạng của Quế Toàn Hữu khá tốt. Tối nay không có chuyện gì cả, có phải là muốn chúc mừng cho bản thân một chút đúng không? Triệu Quốc Đống mỉm cười. Ha ha, bí thư Triệu, ngài cũng biết rồi ư. Bí thư Vĩnh Bân sẽ tới Ninh Lăng bên ngài làm phó thị trưởng thường trực. Đáng để ăn mừng cho nên tối nay tôi muốn mời ngài và y đến ngồi với nhau một chút, ngài cảm thấy có tiện hay không? Mặc dù Quế Toàn Hữu trưng cầu ý kiến của Triệu Quốc Đống nhưng hắn biết nhất định là Quế Toàn Hữu muốn liên lạc thay Cố Vĩnh Bân trước một chút. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã thông qua, ban tổ chức tỉnh ủy cũng đã đóng dấu vào văn kiện bổ nhiệm Cố Vĩnh Bân tới Ninh Lăng làm thường vụ thị ủy. Trên thực tế chuyện này cũng đã công khai rồi, chẳng qua vị trí mà Cố Vĩnh Bân muốn tới hình như không phải là cái ghế phó thị trưởng thường trực thị xã Ninh Lăng này mà là phó chủ nhiệm ủy ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước xa xác của tỉnh, giờ đột nhiên thay đổi nên mới khiến Triệu Quốc Đống có chút bất ngờ mà thôi. Triệu Quốc Đống có thể hiểu cho Quế Toàn Hữu. Điều này cũng khó trách, nghe nói quan hệ giữa Quế Toàn Hữu và Cố Vĩnh Bân cũng khá tốt, hai người phối hợp với nhau cũng coi như ăn ý. Sau khi Cố Vĩnh Bân đã xác định phải đi thì đã hết lòng đề xuất với Đàm Lập Phong cho Quế Toàn Hữu làm bí thư huyện ủy Quy Ninh. Quế Toàn Hữu có thể đảm nhiệm bí thư huyện ủy thì phần lớn cũng nhờ sự gắng sức của Cố Vĩnh Bân, nếu không trong hoàn cảnh Lữ Thu Thần và Phó Thiên không quá ưa thích Quế Toàn Hữu thì sẽ khá khó khăn. Hắn không thể không cho Quế Toàn Hữu thể diện được. Vậy thì được rồi, anh bố trí đi, trở thành bí thư huyện ủy thì cũng nên ăn mừng một chút, hôm nay không tính, ngày khác cậu mời đi. Triệu Quốc Đống đồng ý. Nhân tiện gọi lệnh Hồ tới luôn đi, cũng lâu rồi tôi không gặp hắn. Vâng, tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu ta ngay lập tức, bí thư Triệu, ngài thấy ở Túy Vân Lâu có được không? Được, anh xác định là được rồi, mấy giờ? Đúng 6 giờ 30, tôi còn đang ở Quy Ninh, đến lúc ấy tôi sẽ qua trước, bí thư Vĩnh Bân và lệnh Hồ Triều sẽ cùng qua đó. Chuyện đã chắc chắn nên trong lòng Quế Toàn Hữu cũng nhẹ nhõm hẳn. Bí thư Triệu, sau này tôi là tiểu binh dưới trướng của ngài, mong ngài chiếu cố nhiều hơn. Cố Vĩnh Bân bưng chén rượu cười tươi như hoa, hắn biết Triệu Quốc Đống có tửu lượng cao mà bản thân thì lại có hạn, nhưng trong hoàn cảnh hiếm có được lần gặp mặt tư nhân như thế này thì đáng để theo. Quan hệ giữa hắn và Quế Toàn Hữu rất tốt, Quế Toàn Hữu và Triệu Quốc Đống thì lại có quan hệ mật thiết, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn cũng có thể hòa hợp với Triệu Quốc Đống. Hơn nữa quan hệ tương hỗ này cũng hoàn toàn không giống nhau. Ngày sau phối hợp công tác như thế nào thì còn phải chờ xem, nhưng hôm nay thì chắc chắn là một cơ hội để kéo gần quan hệ song phương. Vĩnh Bân, tôi và anh cũng không cần quá khách khí, tôi biết tửu lượng của anh không cần làm khó bản thân. Cái thứ rượu này không có thì thiếu không khí mà uống nhiều thì hại người. Tôi chủ trương nhất quán vừa có giới hạn mà vẫn có thể thoải mái. Triệu Quốc Đống xua tay cười nói. Như vậy đi, tôi cạn rồi,
anh tùy ý, tôi nói thật đấy, không phải khích anh đâu, đừng hiểu lầm. Cố Vĩnh Bân cũng phải thừa nhận Triệu Quốc Đống đã thay đổi hoàn toàn, hiện giờ hắn không còn cái khí thế bức người như khi còn làm thị trưởng Hoài Khánh nữa mà thay vào đó là cái loại thuận hòa và ung dung cùng nội liễm. Hai năm mà có thể làm cho người ta biến đổi lớn như vậy ư? Là nhờ được chui rèn khi ở các bộ và ủy ban trung ương hay là tốc độ phát triển mạnh mẽ hiện tại của Ninh Lăng khiến hắn có đủ sức mạnh và tự tin? Bí thư Triệu đúng là biết quan tâm đến cấp dưới, được, chén này tôi cũng xin cạn. Cố Vĩnh Bân cũng không nói nhiều mà dốc ngược ly rượu, Triệu Quốc Đống thấy vậy chỉ mỉm cười lắc đầu. Lệnh Hồ Triều vội vàng rót rượu cho hai vị lãnh đạo, ở trong phòng này thì y là người không có quyền lên tiếng nhất, ai cũng là lãnh đạo của hắn, chỉ cần rượu rót ra là phải uống một phần. Bí thư Triệu, tăng trưởng kinh tế của Ninh Lăng thật kinh người. Trong các hội nghị từ năm trước thì Bí thư Lập Phong đã nói mục tiêu của Hoài Khánh đó là nhắm vào Vĩnh Lương, nhưng bắt đầu từ năm nay Bí thư Lập Phong không đề cập tới Vĩnh Lương mà nói tới Ninh Lăng. Nhất là từ sau khi hội nghị thu hút đầu tư phát triển kinh tế dân doanh toàn tỉnh chấm dứt thì Bí thư Lập Phong lại càng nhắc nhiều tới Ninh Lăng. Diệu Hoa, Giang Nam chọn Ninh Lăng làm nơi đầu tư mà bỏ qua An Đô và Hoài Khánh khiến Bí thư Lập Phong rất thất vọng. Lúc ấy thì ủy Hoài Khánh chúng tôi còn triệu tập riêng một hội nghị thường ủy để nghiên cứu nguyên nhân sự kiện này. Đối với ngành sản xuất sợi thủy tinh điện tử không kiềm này mà nói thì Hoài Khánh chúng tôi và An Đô là nơi thích hợp nhất để xây dựng xí nghiệp, vậy vì sao Diệu Hoa, Giang Nam lại không chọn hai nơi này để cho đồng bộ mà lại chọn Ninh Lăng xa xôi? Triệu Quốc Đống cũng có chút tò mò. Vậy kết luận cuối cùng đưa ra là gì thế? Đủ các kiểu, có ý kiến thì nói Ninh Lăng đảm bảo cung ứng điện lực với giá thấp, có ý thì lại nói điều kiện giao thông Ninh Lăng thuận tiện, nhưng những lý do này đều bị Bí thư Lập Phong phủ định. Ý kiến của Bí thư Lập Phong chỉ có một, đó là Ninh Lăng đã đi trước một bước trong việc xây dựng một hệ thống phục vụ thu hút đầu tư, mà trong giai đoạn hiện nay mà nói thì các nơi đều có cơ sở, thiết bị cứng ngang nhau, mỗi nơi mỗi vẻ nên các yếu tố mềm sẽ quyết định việc thành bại của thu hút đầu tư. Cố Vĩnh Bân gần từng tiếng một, hiển nhiên hắn cũng rất tán thành quan điểm này của Đàm Lập Phong. Ha ha, không ngờ Bí thư Lập Phong lại coi trọng Ninh Lăng chúng tôi như vậy. Nếu công tác thu hút đầu tư của Ninh Lăng chúng tôi mà không khởi sắc thì chẳng phải là sẽ khiến nhiều người thất vọng sao? Triệu Quốc Đống bật cười. Vĩnh Bân, sau khi anh tới đây thì công tác thu hút đầu tư sẽ do anh chịu trách nhiệm. Bên chúng ta ngoài cục chiêu thương còn thiết lập riêng một cục xúc tiến xí nghiệp vừa và nhỏ, xí nghiệp dân doanh, hy vọng sau khi anh tới đây thì công tác thu hút đầu tư của Ninh Lăng chúng ta có thể bước lên được một nấc thang mới. Bốn người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, không khí khá hòa hợp. Cố Vĩnh Bân cũng dần dần thả lỏng, tuy rằng quan hệ giữa hắn và Triệu Quốc Đống chưa tới mức thân thiết nhưng dù sao cũng đều ở trong một vòng tròn nên cũng thường xuyên tiếp xúc. Chẳng qua Triệu Quốc Đống làm thị trưởng nên nghiêng về việc nắm giữ công tác kinh tế nhiều hơn, do đó ít tiếp xúc các chuyện cụ thể với một thường vụ thị ủy như hắn. Hiện giờ sắp trở thành cộng sự với nhau, anh có tình, tôi có ý nên tự nhiên là trò chuyện với nhau vui vẻ. Mãi cho đến tận 9 giờ tối thì bữa cơm này mới xong, mỗi người đều tự trở về nhà. Triệu Quốc Đống đã bảo Bành Trường Quý trở về Ninh Lăng, còn lệnh Hồ Triều phụ trách đưa Quế Toàn Hữu về nhà. Cố Vĩnh Bân vừa mới lên xe thì nhận được điện thoại. Vĩnh Bân, đã gặp mặt với Triệu Quốc Đống chưa? À, vừa mới cơm nước xong. Chút cảm giác choáng váng trong người Cố Vĩnh Bân lập tức biến mất. Ồ, sau khi đến Ninh Lăng cần phải làm cho tốt đó, anh coi như là cán bộ từ Hoài Khánh chúng ta đi ra, đừng để chúng ta mất mặt với Ninh Lăng đó. Bên đầu kia của điện thoại như có phần cảm khái. Thế sự khó lường, anh nói có đúng hay không? Ai mà ngờ được anh lại tới Ninh Lăng, mà Triệu Quốc Đống thì lại đang là bí thư thị ủy. Ha ha, chuyện này là sao chứ? Quyển 14, chương 50. Cố Vĩnh Bân im lặng, ân oán giữa Triệu Quốc Đống và Đàm Lập Phong thì hắn cũng không tiện nói xen vào. Nói đúng ra thì hai người vốn cũng chẳng có ân oán gì trực tiếp cả, dù sao Triệu Quốc Đống chuyển khỏi Hoài Khánh. Đàm Lập Phong không tới thì cũng sẽ có người khác tới. Nhưng nếu xét khách quan thì lúc đó Phó Bí thư Tỉnh ủy Yến Nhiên Thiên đã dốc hết sức thúc đẩy Triệu Quốc Đống chuyển đi và đẩy Đàm Lập Phong đến Hoài Khánh đảm nhiệm thị trưởng nên mới hình thành tình cảnh như hiện tại. Đàm Lập Phong rất có trí tuệ và khí phách, trong số lãnh đạo mà Cố Vĩnh Bân từng gặp qua thì lòng dạ Đàm Lập Phong được coi là rộng lượng, dù là dở thủ đoạn với Triệu Quốc Đống thì Cố Vĩnh Bân cũng dám nói như vậy. Đương nhiên có gan dở thủ đoạn với Triệu Quốc Đống thì cũng là bởi vì Triệu Quốc Đống không quá để ý tới việc này. Có lẽ Đàm Lập Phong không giỏi làm kinh tế bằng Triệu Quốc Đống nhưng làm bí thư thị ủy thì trước tiên không hẳn phải làm được kinh tế mới có thể phục chúng.
Hiện tại Cố Vĩnh Bân còn không rõ sức ảnh hưởng của Triệu Quốc Đống đối với bộ máy thị ủy Ninh Lăng như thế nào, có điều chắc hẳn cũng sẽ không yếu, chỉ riêng việc hai người Lục Kiếm Dân và Vưu Liên Hương đều lên cương vị cấp giám đốc sở thì cũng đủ để chứng minh năng lực của Triệu Quốc Đống. Đương nhiên đây cũng mới chỉ là ý nghĩ, mọi việc còn cần phải quan sát thêm nữa. Bí thư Đàm, tôi cảm thấy Triệu Quốc Đống đã thay đổi rất nhiều, phải nói là cực kỳ lớn. So với lúc còn làm thị trưởng Hoài Khánh trước kia thì hoàn toàn là hai người khác nhau, biến hóa cụ thể ở điểm nào thì trong lúc nhất thời tôi cũng khó nói rõ được. Chờ tôi đến Ninh Lăng tiếp xúc thêm một thời gian thì sẽ rõ hơn. Cố Vĩnh Bân nói một cách dứt khoát. Đương nhiên là thay đổi, không thì anh cho rằng vì sao Triệu Quốc Đống có gan từ Bắc Kinh trở về, dám đảm nhiệm trọng trách Ninh Lăng này, tỉnh ủy không cân nhắc gì chắc. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười khẽ. Vĩnh Bân, tới Ninh Lăng cũng phải học tốt cách suy nghĩ của Triệu Quốc Đống, tên này rất lợi hại, quán quân tăng trưởng của Hoài Khánh chúng ta năm nay coi như bị hắn đoạt ngay trước mắt rồi. Nếu không phải khu khai phát thị xã chúng ta được tỉnh đề cử thành khu khai phát kỹ thuật cấp quốc gia thì tôi thật sự không còn mặt mũi nào gặp người khác. Anh theo hắn mà học hỏi được mấy chiêu thì sẽ trợ giúp rất lớn đối với anh. Được rồi, tôi không nói nhiều nữa, chờ anh quen thuộc tình hình bên Ninh Lăng thì chúng ta tìm cơ hội ngồi với nhau một chút. Cúp máy, Cố Vĩnh Bân thở dài một hơi, Đàm Lập Phong khá coi trọng việc khu khai phát kinh tế Hoài Khánh được tỉnh đề cử làm khu khai phát kỹ thuật cấp quốc gia, nhưng hình như Triệu Quốc Đống lại khá rửng rưng với việc này, chỉ nói rằng Ninh Lăng coi trọng hiệu quả thực tế chứ không coi trọng hình thức, điều này khiến Cố Vĩnh Bân rất đồng cảm. Hắn cảm thấy thị ủy Hoài Khánh dường như cũng có ý kiến về việc này này nhưng Đàm Lập Phong thì lại rất đắc ý nên hắn cũng không tiện phá vỡ sự vui mừng của Đàm Lập Phong. Chỉ có điều sau buổi tiếp xúc nói chuyện với Triệu Quốc Đống tối nay thì Cố Vĩnh Bân cũng đã cảm giác được phong cách bên Ninh Lăng này có phần khác biệt với Hoài Khánh. Bên Hoài Khánh dường như là chú trọng, nói trước làm sau, chủ trương, danh bất chính thì ngôn bất thuận, còn bên Ninh Lăng này thì hình như là có phần, làm trước nói sau, thậm chí còn là, làm mà không nói, nhưng một khi muốn nói thì sẽ nói một cách đặc biệt. Về phương diện này thì quan niệm của Ninh Lăng và Hoài Khánh không nhất trí. Bản thân mình phải học được cách thay đổi phong cách công tác, Cố Vĩnh Bân đưa mắt nhìn cảnh đêm rực rỡ bên ngoài cửa sổ, cảnh đêm An Đô vẫn diễm lệ như cũ, nghe nói việc kiến thiết thành thị Ninh Lăng đã chiếm một khoản kinh phí lớn, quy mô còn lớn so với việc Triệu Quốc Đống thúc đẩy xây dựng thành thị có đủ sơn thủy, cây cối ở Hoài Khánh. Không biết tân thế giới mà mình sắp sửa đối mặt cao như thế nào. Chiếc Accord thoải mái lướt đi trên các con đường trong nội thành, làm một phó chủ tịch huyện nên lệnh Hồ Triều cũng có một lái xe riêng. Nhưng hôm nay thì hắn biết mình không nên mang tài xế theo, cùng lắm thì mình tự lái là được. Đương nhiên hắn cũng sẵn lòng làm lái xe chốc lát cho lão lãnh đạo, đối với hắn mà nói thì đây là một cơ hội hiếm có mà hắn phải làm. Lệnh Hồ, thế nào, làm phó chủ tịch huyện không tốt sao? Triệu Quốc Đống ngửa người dựa vào đệm phía sau rồi trêu. Ôi, hôm nay được hưởng thụ đãi ngộ cao cấp một chút, một cán bộ cấp phó huyện lái xe phục vụ mình. Ha ha, bí thư Triệu. Có thể lái xe cho ngài cũng là vinh dự của tôi đó, nghe nói lão Bành vẫn làm lái xe cho ngài. Đó là một người thành thật, có dùng cũng yên tâm. Từ trước đến giờ khi ở trước mặt Triệu Quốc Đống thì lệnh Hồ Triều vẫn luôn duy trì bản sắc thư ký. Làm cái chức phó chủ tịch huyện này bắt đầu có hương vị, không trâu bắt chó đi cày, có điều cũng may là còn có trợ lý chủ tịch huyện Đoạn Giảm Sóc. Lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ để xảy ra sơ sót gì rồi bị mắng sẽ khiến ngài mất mặt. Vừa lái xe vừa cho chậm tốc độ lại, cảm xúc của lệnh Hồ Triều lại dâng trào. Nói thật, trong mấy tháng vừa rồi thì hầu như tôi chưa được ngủ ngon giấc, chuyện gì cũng phải cân nhắc vài lần, đến khi ấy thì tôi mới hiểu được cái câu, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, là có ý gì. Trước kia đi theo ngài thì đều cảm thấy một số việc khá đơn giản nhưng khi tự mình làm chủ thì mới cảm giác được áp lực to lớn. Nhất là công tác mà lãnh đạo phân công thì không dám để sai nửa điểm, yêu cầu đã tốt còn phải tốt hơn. Hoàn hảo nên về cơ bản thì mấy hạng mục công tác trong mấy tháng vừa rồi đều nhận được lãnh đạo khen ngợi. Đây đúng là những ký ức mà cả đời này tôi khó có thể quên được. Ai cũng đều phải đi qua bước này, chẳng có ai từ khi sinh ra mà đã biết hết cả, mọi việc đều có quá trình từ mới lạ sẽ thành quen, những vấp ngã trong quá trình này sẽ nâng cao được năng lực xử lý, chấp hành của mình. Đây là những bước đi cơ bản nhất. Triệu Quốc Đống chỉ điểm cho lệnh Hồ Triều. Nắm bắt có chừng mực. Thường xuyên báo cáo với lãnh đạo chủ yếu để nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ. Đây là những yêu cầu cơ bản nhất phải làm được. Bí thư Triệu, nếu không phải nhờ mấy năm đi theo ngài học hỏi thì rất nhiều chuyện tôi thật sự không nắm được.
có mấy lần tôi đều muốn gọi điện thoại để thỉnh giáo ngài nhưng sau tôi vẫn nhịn được, hồi tưởng xem nếu như là ngài gặp phải thì sẽ xử lý như thế nào, từ từ suy nghĩ rồi xử lý từng chuyện một. Lệnh Hồ Triều cũng thấy cảm khái, chỉ đến khi thật sự được tiếp xúc với các sự vụ hành chính trong chính quyền thì hắn mới cảm nhận được nghệ thuật trong cách xử lý. Có một số việc xử lý như này cũng đúng mà làm thế kia cũng có thể, nhưng hiệu quả giữa hai cách là một trời một vực, làm như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất chính là một cách kiểm tra năng lực cá nhân của anh. Nếu thật sự gặp chuyện gì đó mà còn băn khoăn thì có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào, hơn nữa anh cũng nên tích cực báo cáo với toàn hữu để được thỉnh giáo nhiều hơn. Triệu Quốc Đống cũng rất thích tinh thần ham học hỏi của Lệnh Hồ Triều, đi theo mình vài năm nên giờ cũng biết chia sẻ với mình không ít chuyện. Bí thư Triệu, không phải tôi sợ mình mất mặt mà chỉ sợ ngài mất thể diện thôi. Lệnh Hồ Triều có hơi thẹn thùng. May mà tôi cũng qua được một vài cửa ải, hiện giờ về cơ bản đều thuận lợi. Sở Lệ giờ làm ở đâu? Ở công ty di động Hoài Khánh. Lệnh Hồ Triều đáp. Vậy hai người định khi nào kết hôn? Chúng tôi cũng đã đi đăng ký rồi, chuẩn bị cuối năm nay thì kết hôn, đến lúc đó xin mời ngài đến tham dự. Vẻ mặt Lệnh Hồ Triều lộ rõ sự vui mừng. Ừ, tôi chắc chắn sẽ đến, có điều thân phận của anh hiện đã khác trước nên vấn đề mới khách phải thận trọng, đừng để có kẻ xấu lợi dụng. Nhất là một phó chủ tịch huyện trẻ tuổi như anh hiện giờ thì tôi thấy nhất định sẽ có không ít người ngứa mắt đấy. Triệu Quốc Đống nhắc nhở. Bí thư Triệu, ngài yên tâm, tôi biết. Ở bên này tôi chỉ mời mấy thành viên trong bộ máy tới thôi. Bởi vì phần lớn thân thích của Sở Lệ đều ở Ninh Lăng nên còn phải về Ninh Lăng làm mấy bàn, ở đâu tôi cũng đều khống chế trong phạm vi nhỏ. Lệnh Hồ Triều cũng rất biết chừng mực trong việc này. Ừ, anh biết được là tốt rồi, hay làm tốt công tác tư tưởng với bên nhà Sở Lệ, bố mẹ cô ấy phải hiểu rõ mới được. Triệu Quốc Đống khẽ mỉm cười nói. Bí thư Triệu, bố của Sở Lệ còn cẩn thận hơn chúng tôi. Ngay từ đầu đã nhắc chuyện này nhất định phải cẩn thận, không được để xảy ra chuyện gì, nhắc nhở tôi đừng để gặp bất lợi gì về chuyện này. Lệnh Hồ Triều cũng mỉm cười, hồi tưởng lại từ lúc một Sở Lệ cao ngạo tới khi như một con chim non nép vào mình, còn cả gia đình Sở Lệ lúc đầu cũng tị hiềm nhà mình nên kiên quyết phản đối đến giờ lại cúi đầu nghe theo. Anh không thể không thừa nhận cảnh ngộ đời người đều mang đến những biến hóa lớn đối với mọi thứ xung quanh, bao gồm cả nhân tình thế thái. Ồ! Quy Ninh hiện đang phát triển rất nhanh, với tuổi của anh hiện giờ sẽ có ưu thế rất lớn nên mấy chuyện như này cần phải cẩn thận một chút. Còn về tác phong công tác thì có thể mạnh dạn hơn, đừng có vẻ già nua, nặng nề, chuyện gì mà nắm chắc thì phải kiên trì đến cùng, cố ngồi ở vị trí này mấy năm cho chắc chắn và làm được mấy việc thật sự. Nhiều lãnh đạo ghét nhất là mấy kẻ chỉ biết nói bốc nói phét, tôi hy vọng anh đừng biến thành loại người này. Triệu Quốc Đống nhấn mạnh. Tôi hiểu, Bí thư Triệu. Lệnh Hồ Triều cũng không nói nhiều. Anh có cảm giác gì về Cố Vĩnh Bân? Triệu Quốc Đống thuận miệng hỏi. Trong lòng Lệnh Hồ Triều hơi trầm xuống, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói. Tính cách cá nhân bí thư Cố không có gì nổi trội, cùng với chủ tịch Quế, à không, giờ là bí thư Quế rồi. Cùng với bí thư Quế là hai kiểu người khác nhau, bí thư Cố nói không nhiều lắm nhưng có thể chỉ ra điểm mấu chốt, hơn nữa lại chú trọng làm thực sự. Đây là một người rất chắc chắn. Miêu tả của Lệnh Hồ Triều không khỏi khiến Triệu Quốc Đống mỉm cười. Điều này cũng phù hợp với cảm nhận của Triệu Quốc Đống về Cố Vĩnh Bân, không quá am hiểu kết giao, tài ăn nói cũng không được như Quế Toàn Hữu, tính cách khá ôn hòa. Nhưng một người như vậy mà lại có thể đi từng bước đến vị trí bây giờ thì chắc chắn là cũng có sở trường. Câu nói, chú trọng làm thật sự, mà Lệnh Hồ Triều nói thì rất phù hợp với khẩu vị của Triệu Quốc Đống. Có thể làm thật thì chính là cán bộ tốt nhất. Lệnh Hồ, chỉ riêng điểm này của bí thư Cố cũng đủ để anh học tập cả đời. Làm việc một cách chắc chắn, thật sự thì rất nhiều người đều nói được nhưng thực sự mà làm được thì lại rất ít. Triệu Quốc Đống cũng không nói thêm mà chỉ mỉm cười. Bí thư Triệu, tôi đưa ngài đến chỗ nào? Lệnh Hồ Triều hỏi. À, đưa tôi đến siêu thị Dương Quang đi, tôi còn muốn mua một số thứ. Triệu Quốc Đống nói. Vâng. Lệnh Hồ Triều đánh tay lái một cách thuần thục. Tới chỗ nào cũng là một vấn đề, hiện giờ việc này càng lúc càng là vấn đề lớn. Quyển 14, chương 51. Trở về Ninh Lăng rồi thì biết đi đâu. Nhược Lâm vẫn luôn khuyến khích La Băng từ chức để tới giúp cô. La Băng thì lại không muốn phá vỡ cuộc sống yên lặng của mình bây giờ, hai người vẫn luôn luôn rằng co nhau nhưng dường như thái độ của La Băng đã mềm yếu đi. Theo Triệu Quốc Đống thấy thì cuối cùng La Băng sẽ phải chịu thua bởi công phu mềm mỏng mà dai chắc của Trình Nhược Lâm. Tiểu Âu lại đi châu Âu,
không biết là lễ hội thời trang Milan hay Paris lại hấp dẫn cô, tóm lại là cho tới lúc này cô này vẫn chưa chịu an phận, không chịu ở yên tại Ando. Cù Vận Bạch thì lại tới Bắc Kinh, trụ sở chính của tập đoàn Thiên Phu đã rời tới Bắc Kinh vì muốn chuyên tâm xây dựng nghiệp vụ mở rộng thị trường quốc tế. Cho rằng sau khi tiến vào Bắc Kinh thì mọi phương diện sẽ có sức cạnh tranh hơn, đây dường như là một xu thế tất yếu đối với mỗi tập đoàn nếu muốn quốc tế hóa. Ando chỉ có thể làm trụ sở thứ hai hoặc là trụ sở trong đại lục, Triệu Quốc Đống không rõ việc này có ý nghĩa lớn đến đâu hay lại vẫn chỉ là một hành động mang tính tượng trưng. Nhưng hắn lại không muốn can thiệp vào quyết sách của Thiên Phu. Còn bên hai chị em Từ Xuân Nhạn thì sao? Đau đầu, đúng là những cơn đau đầu ngọt ngào. Dáng người La Băng vẫn giữ được vẻ cân xứng, đầy đặn, nghe nói lúc còn học đại học thì cô còn là chủ lực của đội bóng rổ trường, chẳng trách lại gìn giữ được tốt như vậy. Một chiếc váy ngủ liền thân bằng tơ tằm màu vàng nhạt xẻ giữa hai chân, cổ áo khoét sâu chắc chắn là điểm thu hút lớn nhất, thật sự có hơi thấp một chút, gần nửa bầu vú tròn đầy ngạo nghễ ưỡn lên như muốn trêu ngươi, bờ mông chắc nịch dưới chiếc váy ngủ bó sát làm lộ rõ chiếc quần lót hình tam giác, tất cả tổng hợp lại thành một bức họa hương diễm tinh xảo. Triệu Quốc Đống phủ thêm một chiếc áo khoác cho La Băng, trời đêm cuối thu ở Ando đã khá lạnh, La Băng cảm kích ngoái đầu lại nhìn đối phương. Những đêm thanh tĩnh như này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì công vụ càng ngày càng bận rộn khiến thời gian trở về Ando của hắn ít đi rất nhiều. Nhiều khi phải một, hai tuần mới có thể về một lần, mà thường ngày bởi vì lên tỉnh họp hay là đi công tác thì mới tới đây cũng đều dẫn tới sự sung sướng vô hạn của La Băng. Càng là cuộc sống an bình thì La Băng lại càng quý trọng sự vui mừng hiếm có khó được này. Cuộc sống vô danh vô phận như vậy giống như một tình nhân ngầm, có đôi khi La Băng cũng cảm giác được sự cô đơn. Cô không giống như Trình Nhược Lâm cả ngày bôn ba vì sự nghiệp, công tác nhàn nhã ổn định ở học viện làm cho cô có nhiều thời gian nhàn hạ, đọc sách, tập yoga, thỉnh thoảng lại đi du lịch đã chiếm phần lớn thời gian. Trong học viện cũng có không ít người bày tỏ ý nguyện theo đuổi nhưng La Băng đều khéo léo từ chối, về đối ngoại đều tỏ vẻ mình là người theo chủ nghĩa độc thân. Ở trong trường cao đẳng thì loại hiện tượng này cũng không hiếm gặp nên cũng không gây nên nhiều hoài nghi. Bộ sofa nghệ thuật mang màu sắc giàu có hòa cùng với gian phòng khách cách điệu, ấm cúng làm cho người ta có cảm giác ấm áp. La Băng rất thích cảm giác được giúp vào trong lòng người tình, mặc dù người đàn ông này cũng không hoàn toàn thuộc về mình nhưng cô không bận tâm, trên thế giới này vốn chẳng có cái gì là thập toàn thập mỹ cả, bảo thủ có đôi khi cũng là một loại tâm tính. Anh nói em có nên tới chỗ Nhược Lâm hay không? À, nếu em thích cuộc sống bây giờ thì không nên. Còn nếu chị cảm thấy cần một ít thay đổi thì cũng có thể thử thách thức bản thân một chút. Triệu Quốc Đống vuốt ve những sợi tóc mềm mại của người tình, người phụ nữ đang cuộn mình trong lòng mình tựa như một đứa bé khiến người ta phải thương yêu. Đây không phải là một đáp án mà em muốn anh đề xuất một phương án cho em. La Băng u oán ngồi thẳng người lại rồi cố kéo chiếc áo ngủ che bộ ngực căng phồng, tránh cho hấp thụ quá nhiều ánh sáng sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của người đàn ông bên cạnh. Triệu Quốc Đống cười cười. Thò tay luồn vào trong vuốt ve và cảm nhận rõ sự nở nang trơn bóng từ tay mang lại. Nếu nhất định muốn nghe ý kiến thì anh đề nghị em có thể tới chỗ Nhược Lâm thử một lần, trường em không phải có kỳ nghỉ sao? Nếu thời gian nghỉ đông quá ngắn thì em có thể chọn kỳ nghỉ hè, anh nghĩ với thời gian 2 tháng là đủ để em cảm nhận được công tác này sẽ mang đến những biến hóa gì cho chị. Nếu em cảm thấy hứng thú thì có thể làm tiếp, còn nếu thấy mệt mỏi thì thôi, việc này chẳng có vấn đề gì. Triệu Quốc Đống nói tiếp. Đời người chính là một quá trình tìm kiếm những thứ dài lâu mà mình muốn, thích hợp với bản thân hoặc là thử nghiệm một chút. Nếu em không thử qua thì sao biết có thích hợp với mình hay không? La Băng ngẫm nghĩ rồi nói. Nếu giờ em rời bỏ công tác nhưng sau này lại không muốn nữa thì sao? Ồ, ý em là lo kiếm sống sao? Triệu Quốc Đống nhún nhún vai. Anh chưa từng nghĩ tới điều này, có anh ở đây thì em lo lắng cái gì? Bất kể là em muốn cái gì. Làm gì thì anh đều là hậu thuẫn của em. Trong lòng thấy ấm áp, hài lòng, La Băng cười rạng rỡ, nói được như vậy thì cần gì tìm chồng nữa. Cho dù là một thế giới không trọn vẹn thì vẫn luôn chứa đầy hy vọng. 3 ngày sau khi Lục Kiếm Dân tới Lam Sơn làm phó bí thư thị ủy, thị trưởng thì Vưu Liên Hương cũng rời khỏi Ninh Lăng để tới nơi mới nhậm chức. Trước đó, Lam Quang được bổ nhiệm làm phó bí thư thị ủy Ninh Lăng, vẫn kiêm nhiệm bí thư chính pháp ủy phong ủy. Cố Vĩnh Bân được điều tới Ninh Lăng làm thường vụ thị ủy, Vưu Liên Hương được miễn khỏi thường vụ thị ủy Ninh Lăng đồng thời được bổ nhiệm làm phó bí thư thị ủy Đường Giang lập tức đệ trình đơn từ chức phó thị trưởng thị xã Ninh Lăng lên Đại hội đại biểu nhân dân Ninh Lăng.
Triệu Quốc Đống chủ trì hội nghị thường ủy Đại hội đại biểu nhân dân thị xã đã đồng ý đơn xin từ chức của Vưu Liên Hương, đồng thời cũng tuyển cử Cố Vĩnh Bân đảm nhiệm phó thị trưởng ủy ban nhân dân thị xã Ninh Lăng. Tất cả trình tự chỉ diễn ra trong vài ngày nhưng đợt điều chỉnh nhân sự lớn lần này lại không gây nên nhiều chấn động và ảnh hưởng với Ninh Lăng. Điều này làm cho ban tổ chức tỉnh ủy khá hài lòng. Cố Vĩnh Bân lập tức được lộ diện thể hiện quan điểm trên hội nghị công tác nông nghiệp toàn thị xã, giống hệt như hồi Triệu Quốc Đống từ Ninh Lăng đến Hoài Khánh đảm nhiệm phó thị trưởng thường trực. Những biến hóa liên tiếp trong toàn tỉnh cũng tạo nên một ít sóng gió, Đặng Nhược Hiền được đảm nhiệm phó bí thư thị ủy, chủ tịch thị xã Vĩnh Lương, nguyên phó bí thư thị ủy Vĩnh Lương được điều tới Lô Hóa làm phó bí thư kiêm thị trưởng. Một loạt những việc này chứng tỏ tỉnh ủy An Nguyên đã bắt đầu mở màn điều chỉnh bộ máy các địa phương bất lực trong việc phát triển kinh tế. Triệu Quốc Đống vẫn luôn để ý xem An Đô có xuất hiện điều chỉnh nhân sự hay không, nhưng cho đến giờ vẫn không có động tĩnh gì. Dù vậy thì Triệu Quốc Đống phán đoán việc rời đi của Diêu Văn Chí là điều không thể tránh được. Tôn Liên Bình mới nhậm chức phó bí thư tỉnh ủy An Nguyên kiêm bí thư thị ủy An Đô chưa đến 2 năm, khả năng điều chỉnh là không lớn. Hơn nữa kinh tế phát triển chậm chạp thì chịu trách nhiệm hàng đầu đều là lãnh đạo chủ yếu bên chính quyền chứ không phải là lãnh đạo đảng ủy. Đây là thường lệ. Chỉ có điều Diêu Văn Chí là cán bộ cấp phó tỉnh, nếu muốn điều chỉnh thì cần phải thông qua ban tổ chức trung ương, nhưng nếu tỉnh ủy nhất trí ý kiến thì Diêu Văn Chí bị điều chỉnh là điều chắc chắn. Hiện tại sở dĩ chưa động thì có lẽ là ý kiến của mấy lãnh đạo chủ yếu trên tỉnh ủy chưa nhất trí mà thôi. Triệu Quốc Đống liền đem tâm tư trở lại Ninh Lăng, Cố Vĩnh Bân tới Ninh Lăng rồi thì thích ứng rất nhanh, trong thời gian đầu tập trung xuống các quận, huyện bên dưới điều tra, nghiên cứu. Làm phó thị trưởng thường trực thì phải nắm rõ tình hình cơ bản các quận, huyện bên dưới là điều tối thiểu, nhất là nắm giữ được tình trạng phát triển về kinh tế, xã hội là nhiệm vụ thiết yếu. Khi trao đổi với Cố Vĩnh Bân thì Triệu Quốc Đống đã thẳng thắn bày tỏ ý kiến, vốn các huyện, khu của Ninh Lăng có sự chênh lệch khá lớn về kinh tế và xã hội. Hiện giờ thị xã cũng đang cố gắng giải quyết vấn đề này, giúp đỡ phát triển kinh tế các vùng nghèo, mắc nợ, làm sao để trong thời gian ngắn những nơi này có đổi mới lớn hơn. Ngoài ra hắn cũng muốn Cố Vĩnh Bân chú trọng điều tra, nghiên cứu mấy huyện, khu có kinh tế lạc hậu. Lật mấy tờ lịch bàn trên bàn, bố trí liên tục khiến Triệu Quốc Đống tâm phiền ý loạn. Gần như ngày nào cũng đều bị trói buộc sẵn, buổi sáng buổi chiều, cơm trưa tiệc tối, thời gian đều bị chia tới từng phút, nhưng nếu xem kỹ thì lại thấy rất nhiều chuyện anh không thể không đi. Buổi sáng tham gia lễ cắt băng khánh thành trường học Hy Vọng do tập đoàn Long Thịnh Quyên tặng huyện Bản Dương, đây là một khởi đầu rất tốt. Triệu Quốc Đống đã xác định phải đi tới sớm, 10 giờ bắt đầu thì 9 giờ phải qua đó. Còn phải hội kiến với Tổng Giám đốc Tập đoàn Đông Năng đang khảo sát công tác tiền kỳ trạm phát điện ở sông Vọng Nguyệt, sau đó chưa còn phải về gấp để cùng ăn cơm trưa với đại biểu các nhà đầu tư Giang Tích tới Ninh Lăng khảo sát hoàn cảnh đầu tư rồi buổi chiều sẽ chuyển sang tiến hành tọa đàm với nhau. Sau khi tọa đàm kết thúc còn có một bố trí đó là hội kiến đoàn khách cấp cao do Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dalit, Phúc Kiến dẫn đầu. Đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng vì liên quan đến giai đoạn 2 của hạng mục mà tập đoàn Dalit Phúc Kiến đầu tư ở huyện Thổ Thành. Hắn và Trung Dược Quân đều phải tham gia hội kiến, còn phải cùng nhau ăn tối nữa. Sau đó vẫn còn một công tác quan trọng, đó là buổi hẹn nói chuyện với Phó trưởng Ban Thư ký Thị ủy Giản Hồng sắp tới quận Đông Giang làm bí thư. Trong việc chọn người lần này thì Triệu Quốc Đống cũng đã tốn khá nhiều tâm tư, thế cho nên bí thư quận Đông Giang mãi vẫn lần lữa chưa chọn được. Giản Hồng cũng không quá quen làm kinh tế nên về lý thuyết thì không phải là sự lựa chọn tốt nhất làm bí thư quận Đông Giang. Hơn nữa Tăng Lệnh Thuần cũng hy vọng để Giản Hồng tiếp tục đảm nhiệm phó trưởng ban thư ký kiêm chánh văn phòng thị ủy, nhưng quận Đông Giang hiện giờ đang có quá nhiều việc cần giải quyết, áp lực công tác kinh tế rất lớn, mà bản thân Hoắc Vân Đạt cũng am hiểu công tác kinh tế. Cho nên chọn Giản Hồng thì cũng có một cái ưu thế, đó là tránh khỏi việc tạo thành hai luồng quan điểm của hai lãnh đạo chủ quản. Ông nói gà bà nói vịt, chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Giản Hồng phụ trách kiến thiết bộ máy và tác phong, tư tưởng, Hoắc Vân Đạt dồn tinh lực vào công tác kinh tế, đồng thời cũng là do suy xét đến việc Giản Hồng và Hoắc Vân Đạt khá hiểu nhau, do đó sau khi trưng cầu ý kiến của Tiêu Phượng Minh thì cuối cùng Triệu Quốc Đống đã quyết định thực thi. Buổi tối hẹn nói chuyện với Giản Hồng là vì Triệu Quốc Đống hy vọng Giản Hồng có thể hiểu được ý đồ lần này của mình. Nhưng khả năng phối hợp của bộ máy này có đạt được hiệu quả như mình mong muốn hay không thì còn phải chờ thực tiễn để kiểm nghiệm. Quyển 14, chương 52. Cố Vĩnh Bân bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Khu khai phát kinh tế kỹ thuật Ninh Lăng, khu công nghiệp Lâm Cảng mang đến rung động khá mãnh liệt cho hắn, hơn nữa chủ yếu là các hạng mục đầu tư mang tính công nghiệp.
Hoài Khánh cũng từng có giai đoạn phát triển huy hoàng như vậy, mà chỉ đến khi hắn tự đặt mình vào công trường to lớn này thì hắn mới chính thức cảm nhận được những bước theo đuổi mau lẹ và vững chắc của Ninh Lăng. Nơi này chính là đại lộ huy hoàng, thị trưởng Cố, anh hãy chờ xem, trước tháng 10 sang năm cây cầu nói tuyến đường chính mà chúng ta đang ngồi đây sẽ được thông xe. Đến lúc đó cây cầu được mệnh danh là huy hoàng này sẽ đưa được quốc lộ băng ngang qua dòng Ô Giang, khiến cho Giang Đông và Giang Tây hòa thành một thể. Mặt khác từ khu Hà Nam đến Giang Đông và khu công nghiệp Lâm Cảng cho tới khu khai phát kinh tế kỹ thuật Bắc Đoan cũng đã được quy hoạch. Theo dự tính thì chậm nhất sang năm khi cây cầu Huy Hoàng làm xong thì hai cây cầu đó cũng sẽ bắt đầu khởi công xây dựng. Chỉ cần làm xong hai cây cầu đó thì toàn bộ vùng Giang Đông, Giang Tây, Hà Nam, khu công nghiệp Lâm Cảng sẽ chính thức nối thành một thể, hình thành một chỉnh thể phát triển mạnh mẽ. Cố Vĩnh Bân vừa cẩn thận quan sát bức quy hoạch xây dựng vừa lắng nghe Phó Thị trưởng Trúc Văn Khôi giới thiệu. Nghe nói vị phó thị trưởng được phân công quản lý xây dựng giao thông và đất đai này có tài hùng biến khiến người nghe say mê, xem ra cũng không quá. Cùng mình đi thị sát xây dựng đô thị suốt 2 ngày, có thể nói là thao thao bất tuyệt, xây dựng thành thị Ninh Lăng từ lịch sử cho tới hiện trạng thì hắn đều thuộc như lòng bàn tay, nơi nào trong nội thành có cái gì thì hắn cũng đều rõ, làm cho người ta quả thực không thể tin hắn là một phó thị trưởng mà giống như một tình nguyện đi bụi vậy. Lão Trúc, ý của anh là sang năm cho đến năm sau nữa sẽ còn dựng cây cầu nối hai bờ sông Ô Giang nữa sao? Trong lòng Cố Vĩnh Bân thấy chấn động. Nếu tính cả cây cầu cao tốc An Tương và cây cầu đường sắt An Tương đã sắp làm xong thì Ninh Lăng chúng ta đã xây dựng xong 5 cây cầu lớn bắc qua Ô Giang trong 4 năm. Trúc Văn Khôi nói với giọng tự hào. Điều này đã mang đến tác dụng xúc tiến rất lớn đối với việc phát triển các địa phương ven bờ Ô Giang. Hơn nữa chiếu theo ý tưởng của thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã thì chậm nhất là sang năm sẽ khởi động kế hoạch thiết kế sân bay Ninh Lăng. Vài năm sau Ninh Lăng phải xây dựng được một sân bay có tiềm lực phát triển với sức sống lớn nhất, quan trọng nhất ở An Đông. Sân bay, Ninh Lăng muốn xây dựng sân bay dân sự. Cố Vĩnh Bân chấn động cả người, hai mắt trợn tròn, liên tiếp những điều bất ngờ khiến hắn thật sự hiểu được tác phong của Ninh Lăng với Hoài Khánh là hoàn toàn khác biệt. Về vấn đề xin khu khai phát kinh tế cấp quốc gia thì từ trên xuống dưới thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Khánh đều cùng tạo thanh thế. Vì tranh đoạt chỉ tiêu vinh dự này nên đã cạnh tranh kịch liệt với ba nơi Miên Châu, Vĩnh Lương, Kiến Dương, thậm chí Đàm Lập Phong còn yêu cầu Nhược Hiền phụ trách công tác này. Giờ Đặng Nhược Hiền đã rời khỏi Hoài Khánh nên nghe nói là đã chỉ định Tiêu Chiều kế nhiệm phó thị trưởng thường trực phụ trách phối hợp giai đoạn sau, phải bảo đảm khu khai phát kinh tế của Hoài Khánh lên cấp thành công. Mà đây là một quá trình khá lâu dài, không mất 1-2 năm thì e là không được. Thị trưởng Cố, chẳng lẽ lại là sân bay quân sự hay sao? Trúc Văn Khôi có hơi buồn cười. Ý tưởng này đã từng được Bí thư Triệu đưa ra khi mới về Ninh Lăng năm trước nhưng một là lúc đó cơ sở kinh tế Ninh Lăng chúng ta còn khiếm khuyết. Hai là hệ thống giao thông trong nội thành và các vùng xung quanh chúng ta chưa được xây dựng xong. Do đó thị xã mới tạm gác ý tưởng này lại nhưng không phải là không có hành động gì. Trên thực tế việc định vị, phác thảo sân bay vẫn luôn được tiến hành. Mục tiêu của thị xã chúng ta sau khi xây dựng sân bay xong chính là mở rộng từ Ninh Lăng, Thông Thành, Vĩnh Lương, Tương Tây, Tân Châu, thậm chí Nam Hoa Đông, trở thành trung tâm hàng không dân dụng thứ cấp của An Nguyên dành cho 6 thành thị, 50 huyện, khu với tổng cộng 25 triệu dân cư. Quá rung động, Cố Vĩnh Bân đã thầm tính toán trong lòng, làm phó thị trưởng thường trực thì công việc chủ yếu hàng đầu chính là phân công quản lý công tác tài chính. Nói cách khác hắn phải phụ giúp thị trưởng quản lý tốt của cải toàn thị xã. 1-2 năm gần đây Ninh Lăng có nhiều động tác xây dựng cơ sở như vậy thì tài chính từ đâu mà có được chứ? Hai cây cầu lớn cộng thêm một sân bay, hơn nữa từ lời của Trúc Văn Khôi thì vì muốn tạo được sân bay hàng không dân dụng thứ cấp làm đầu mối quan trọng nên thị xã chắc chắn đã đầu tư không ít về việc xây dựng giao thông. Thu nhập tài chính năm nay của Ninh Lăng tăng tốc rất mạnh, hắn cũng biết sơ sơ. Vài ngày trước Cục trưởng Cục Tài chính tới báo cáo công tác cũng nói tình hình thu thuế nhập ngân khố năm nay. Nhưng nếu muốn khởi động được mấy ý tưởng khổng lồ như vậy thì chỉ sợ là vẫn không đủ lực, hắn rất muốn biết Ninh Lăng giải quyết vấn đề này như thế nào. Lão Trúc, nghe giới thiệu của lão thì 1-2 năm gần đây Ninh Lăng chúng ta chẳng phải sẽ đầu tư rất lớn trong việc xây dựng các công trình cơ sở sao? Cố Vĩnh Bân hỏi một cách bình tĩnh. Đây là điều khó tránh khỏi. Vị trí địa lý của Ninh Lăng rất đẹp. Là nơi hội hợp của hai dòng sông. Sang năm đường sắt An Tương sẽ được thông xe và kết hợp với đường sắt Tây Liễu hình thành nên một đầu mối trung chuyển hình chữ thập. Nhưng xét về tổng thể thì điều kiện cơ sở thì vẫn còn kém so với các nơi khác,
sau khi bí thư Triệu tới Ninh Lăng thì đã đề xuất vừa phải xây dựng phần cứng vừa phải xây dựng phần mềm. Trúc Văn Khôi kiên nhẫn giới thiệu. Mà phần cứng thì chủ yếu chính là công trình giao thông và thị chính cùng với khu khai phát và các khu mới làm vật dẫn. Ví như con đường nối liền Phong Đình, Ninh Lăng đang được thi công toàn diện. Phương án xây dựng quốc lộ Vân Lĩnh đã chính thức được thông qua, tuần sau sẽ khởi công. Còn con đường nối liền Nam Độ, Vân Lĩnh cũng đã xin chỉ thị Sở Giao thông tỉnh, cố gắng trước khi sang năm mới sẽ nắm được phương án quy hoạch để sang đầu năm mới sẽ khởi công. Ngoài ra sang năm mới còn phải cải tạo hai con đường quốc lộ cấp 2 Ninh Lăng, Thương Hóa và Ninh Lăng, Bổn Dương. Có thể nói là mức độ đầu tư trước nay chưa từng có. Vậy còn tài chính, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà lại tập trung đầu tư xây dựng cơ bản, đây là còn chưa tính tới việc xây dựng các cơ quan nhà nước ở bên khu mới nữa, tài chính từ đâu tới chứ? Cố Vĩnh Bân truy vấn. Thị trưởng Cố, tài chính đến từ nhiều phương diện, một mặt là do công ty Thành Đầu đầu tư. Việc khai phá khu Giang Đông bao gồm cả xây dựng các công trình thị chính chủ yếu do công ty Thành Đầu giải quyết. Về vấn đề xây dựng đường giao thông thì chia làm 3 con đường, một là thị xã đầu tư một phần tài chính, một phần tranh thủ tài chính của tỉnh nhưng phần này số lượng không lớn, bình thường thì đều tranh thủ tài chính từ các quốc lộ và tỉnh lộ có liên quan, phần còn lại chính là thông qua quyền chuyển giao và vay mượn để gom góp tài chính. Quyền chuyển giao và vay mượn. Lão Trúc, ý của lão là các con đường giao thông từ thị xã tới các huyện đều dựa vào quyền chuyển giao để thu được tài chính sao? Cố Vĩnh Bân lắc đầu tỏ vẻ nghi ngờ. Tôi không cho là làm như vậy thì có thể thu thập được vốn, với tình trạng phát triển trước mắt của Ninh Lăng chúng ta, xét dưới góc độ phát triển thì dù các con đường từ thị xã tới các huyện có trọng yếu nhưng nếu bàn về lợi nhuận thì e là rất khó để khiến nhà đầu tư hài lòng chứ. Còn nữa, nếu Ninh Lăng thực sự đã có quy hoạch làm sân bay thì tôi rất hoài nghi hiệu quả sẽ không được như dự đoán sau khi xây sân bay xong. Chuẩn xác mà nói nếu quả thực phải xây sân bay thì tôi cảm thấy với hoàn cảnh trước mắt thì sân bay không có khả năng tự nuôi sống chính mình, thậm chí có thể tạo ra những lỗ hổng tài chính khổng lồ. Việc này đã có vô số vết xe đổ chứng minh rồi. Trúc Văn Khôi tự cho mình là người thẳng thắn nhưng không ngờ vị thị trưởng mới tới này lại còn dám nói thẳng hơn. Nhất là khi đề cập đến vấn đề sân bay này. Vốn lúc đầu bí thư Triệu đề xuất ý tưởng này thì rất nhiều lãnh đạo thị xã đều có thái độ hoài nghi, lo rằng việc này sẽ trở thành một cái động không đáy, phá vỡ tài chính thị xã. Nhưng lúc ấy thấy Triệu Quốc Đống đang rất hào hứng, lại chỉ mới triển khai công tác tiền kỳ chứ chưa đề cập tới cái gì mang tính thực chất cả, do đó chẳng ai bằng lòng gạt đi sự hứng khởi của Triệu Quốc Đống về vấn đề này. Nhưng Trúc Văn Khôi có thể cảm nhận được không ít lãnh đạo bao gồm cả thị trưởng Trung Dược Quân đều có thái độ hoài nghi cao về ý tưởng này. Thị trưởng Cố, việc thu tài chính từ quyền chuyển giao cũng không thuận lợi, đúng như lời anh nói, nhà đầu tư cho rằng khả năng thu hồi vốn đầu tư trong thời hạn quy định là không lớn nhưng thị xã đã tính toán thông qua việc vay nợ từ ngân hàng để đảm bảo tài chính. Do đó vẫn quy định kỳ hạn thu hồi. Trúc Văn Khôi cười cười giải thích. Về vấn đề sân bay, tôi nghĩ điểm này kể cả tôi và rất nhiều người đều có nghi vấn, có điều bí thư Triệu đã nói rằng tạm thời không muốn tranh luận về vấn đề này. Mọi việc cứ đợi 6 tháng cuối năm rồi nói sau. Công tác chuẩn bị tiền kỳ mới chỉ là điều tra mang tính dự bị chứ chưa nói việc đẩy mạnh duyệt đề án chính thức. Cố Vĩnh Bân mỉm cười. Ý của Bí Thư Triệu là đợi sang năm mới, Bí Thư Triệu nắm chắc rằng có thể xóa tan những nghi ngờ và lo lắng của mọi người đối với phương án sân bay này sao? Bí Thư Triệu có chắc chắn không? Ha ha, tôi đoán có lẽ Bí Thư Triệu có ý đó. Trúc Văn Khôi mỉm cười với vẻ thần bí. Không chừng Bí Thư Triệu có thể hóa đá thành vàng thì sao? Có điều, thị trưởng Cố à, theo lý thuyết thì anh cũng đã có thời gian ngắn làm cùng với Bí Thư Triệu, ở Quy Ninh thì anh làm Bí Thư huyện ủy, Bí Thư Triệu làm thị trưởng, năng lực của Bí Thư Triệu thì hẳn là anh biết rõ mới phải. Bí Thư Triệu đến Ninh Lăng đã khiến Ninh Lăng chúng ta có nhiều biến hóa không tưởng được, cho nên về vấn đề này thì tôi chỉ bán tín bán nghi mà thôi. Ừ, Bí Thư Triệu đích thực là có nhiều kiến giải và quan điểm độc đáo. Ánh mắt cũng hơn hẳn một bậc. Nếu nói một cách cầu thị thì Hoài Khánh có thể phát triển được đến như hiện giờ, khu khai phát kinh tế kỹ thuật Hoài Khánh có thể được xếp vào danh sách ứng cử khu khai phát kỹ thuật cấp quốc gia thì có quan hệ lớn với việc Bí Thư Triệu đảm nhiệm thị trưởng Hoài Khánh lúc ấy đã thúc đẩy phát triển ngành công trình mạnh điện tổng hợp trở thành ngành công trình chủ đạo của Hoài Khánh. Nhưng Bí Thư Triệu cũng là người, không phải thần thánh, thoát ly khỏi các điều kiện thực tế khách quan, có tài giỏi đến mấy thì không bột đố gột nên hồ, như vậy là không thể được. Cố Vĩnh Bân cười nhạt. Chúng ta đành ngóng chờ thôi, đi nào thị trưởng Cố, chúng ta qua bên kia xem, đây là núi Diệu Phong và hồ Diệu Hồ,
là điểm kết thúc phía đông của đại lộ Huy Hoàng, cũng được khen là hai lá phổi xanh của Ninh Lăng chúng ta. Trúc Văn Khôi nói đầy hào hứng. Quyển 14, chương 53. Cố Vĩnh Bân đích xác là chấn động một hồi lâu, hắn không biết là do mình vừa mới tiếp nhận chức vụ phó thị trưởng này hay là do quy hoạch khổng lồ của Ninh Lăng, tóm lại hắn hiểu rõ Ninh Lăng rất khác so với suy nghĩ trước đây của mình. Lúc đầu khi biết được Đặng Nhược Hiền phải đi thì hắn hy vọng có thể ở lại Hoài Khánh đảm nhiệm phó thị trưởng thường trực, nhưng tỉnh ủy lại không đồng ý ý kiến của thị ủy, có lẽ cũng là do mình chỉ mãi công tác ở Hoài Khánh. Về sau ý kiến của ban tổ chức cán bộ có khuynh hướng để mình tới ủy ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước của tỉnh, nhưng giai đoạn sau cùng lại trở thành phó thị trưởng thường trực thị xã Ninh Lăng. Trước kia hắn chưa từng tới Ninh Lăng, theo hắn nhớ thì 3-4 năm trước hắn chỉ đi ngang qua, ấn tượng mà hắn nhớ đó là thành thị Ninh Lăng cũ kỹ, mặc dù các kiến trúc cũ đã bảo tồn rất khá nhưng về mặt tổng thể lại làm cho người ta có cảm giác lộn xộn, một vài điểm sáng thì lại bị ẩn giấu trong tình trạng bất thường. Nếu nói về kinh tế thì Ninh Lăng càng không đáng để nhắc tới, khi Triệu Quốc Đống rời Bộ Năng lượng trở lại Ninh Lăng thì hắn cũng như Đàm Lập Phong đều không hiểu vì sao mà Triệu Quốc Đống lại lựa chọn như vậy. Năm trước nhân khẩu ở Ninh Lăng còn chưa đến 20 tỷ mà Hoài Khánh thì đã hơn 43 tỷ, tương đương gấp hơn 2 lần Ninh Lăng. Cho nên lúc đầu khi tỉnh xác định để hắn đến Ninh Lăng đảm nhiệm phó thị trưởng thường trực thì cảm xúc của hắn rất phức tạp. Vừa vui vì được tiếp tục công tác tại địa phương mà cũng tiếc nuối vì phải đến một nơi xa xôi và chênh lệch quá nhiều với Hoài Khánh. Nhưng khi đến đây được một thời gian thì hắn đã cảm nhận được một hình ảnh Ninh Lăng hoàn toàn khác với trong suy nghĩ, tưởng tượng của hắn. Tiếng motor nổ vang cả đêm trong công trường xây dựng, các bến cảng, khu tàu của Ninh Lăng thì qua lại như mắc cửi, các công xưởng, nhà máy thì lúc nào cũng hừng hực khí thế, hiệu suất làm việc ở các văn phòng hành chính mau lẹ, hệ thống phục vụ chu đáo, cẩn thận. Có những cái Hoài Khánh có nhưng cũng có cái Hoài Khánh lại thiếu sót, hắn có thể thấy được chênh lệch này, mà điều này dường như cũng dự báo một cái gì đó. Thoạt nhìn thì thị trưởng Trung Dược Quân có quan hệ khá tốt với Triệu Quốc Đống, ít nhất thì trong khoảng thời gian này hắn cảm giác Triệu Quốc Đống về cơ bản không phát biểu ý kiến gì về công tác của bên chính quyền, nhưng nếu gặp vấn đề gì trọng đại thì trước tiên Trung Dược Quân phải tiến hành trao đổi với Triệu Quốc Đống. Mà hai người bọn họ cũng có thể đưa ra được một ý kiến nhất trí trong thời gian ngắn nhất. Làm được điểm này thì rất bình thường nhưng có thể làm được một cách tự nhiên và hòa hợp như vậy thì không đơn giản. Lúc trước thì còn hơi hoài nghi về uy tín và tầm ảnh hưởng của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng, nhưng giờ xem ra hoài nghi của mình chính là một chuyện cười, chỉ có thể dùng một từ thông tục nhất để hình dung, Triệu Quốc Đống tuyệt đối là trung tâm. Đó cũng là duyên cớ hắn có chút bận tâm khi nghe được ý tưởng xây dựng sân bay do Triệu Quốc Đống đề xuất, nếu đã như vậy thì ai dám nghi ngờ và phản đối ý kiến của Triệu Quốc Đống. Cố Vĩnh Bân cười tự giễu, bản thân mình chẳng qua chỉ là một phó thị trưởng thường trực, mới đến chưa được bao lâu, lẽ nào muốn vì duyên cớ như vậy mà muốn lên công đường thẩm vấn bí thư thị ủy thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Hiện tại nói chuyện này hãy còn hơn sớm, nhưng mình lại được phân công quản lý tài chính nên không thể không cân nhắc trước. Đi một bước nhìn một bước là sách lược tốt nhất, vấn đề ở chỗ là có thể kéo dài được bao lâu. Chỉ mong lời của Tiệm Văn Khôi biến thành sự thật. Mặc dù hy vọng mà Cố Vĩnh Bân ấp ủ cũng không lớn. Triệu Quốc Đống chăm chú đọc bức thư của một đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân huyện tên là Củng Minh Sương tới từ trấn Tiểu Bá gửi tới. Đây là công việc cố định mỗi ngày của Vân Duệ, chọn lựa một số văn kiện và thư tín cần thiết rồi giao cho đích thân Triệu Quốc Đống đọc và xử lý. Bức thư này do một đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân huyện làm công tác pháp luật gửi tới. Sở dĩ Triệu Quốc Đống rất coi trọng bức thư này là bởi vì vị đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân huyện này rất đặc biệt, thực chất hắn không phải là đại biểu do huyện ủy Khuê Dương đề cử mà lấy thân phận một người độc lập thay mặt trấn Tiểu Bá tự đề cử làm đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân huyện. Thậm chí cơ quan công an huyện Khuê Dương còn tiến hành lập án điều tra riêng vì tình nghi Củng Minh Sương này mua chuộc để trúng cử. Nhưng căn cứ vào kết quả điều tra thì người này không có hành vi mua chuộc. Ngoại trừ việc áp dụng một vài phương pháp tuyên truyền cho bản thân theo chế độ tuyển cử phương Tây, nhận được sự ủng hộ của hơn 10 cử tri liên danh đề cử. Đồng thời vì người này có thân phận đặc thù là làm công tác pháp luật nên thường xuyên cung cấp, tư vấn, phục vụ về pháp luật để nông dân kiện cáo lên tòa án, do đó hắn khá có sức ảnh hưởng ở trấn Tiểu Bá. Cho nên khi hắn chủ động tới từng nhà một bày tỏ ý muốn tự tranh cử làm đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân huyện thì nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của cử tri và tiến tới được trúng cử. Vào lúc ấy thì chuyện này khá có tiếng vang nhưng vì hạn chế tầm ảnh hưởng của vị đại biểu phản đối chính quyền này nên từ huyện cho đến thị xã theo bản năng đều im thin thít.
Lúc đó Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy rất hứng thú với vị đại biểu này, nhưng vì sự vụ năm rồi quá nhiều nên hắn cũng không còn tinh lực để hỏi tới chuyện này. Nhưng hôm nay lại nhận được bức thư do vị đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân huyện này gửi tới thì không thể không khiến hắn trọng thị. Nội dung trong bức thư cũng không phức tạp, đều là những tâm tư cũ nhưng lại mang đến sự tươi mát khiến một lúc lâu sau mà tâm tình của hắn không thể bình ổn lại được. Thực sự đối phương không phải phản ánh tư pháp bất công hay là xuất hiện tình trạng gì cả mà chỉ là đề xuất một ý kiến, muốn được thực hiện đầy đủ chức trách của một đại biểu đại hội đại biểu nhân dân. Đó là giám sát chức năng, chức trách và cách sử dụng quyền lực của một số cơ quan hành chính, ngoài ra do nhận được một số vấn đề do quần chúng phản ánh và yêu cầu nên muốn làm một cây cầu nối giữa bọn họ với các cơ quan hành chính chính quyền, sử dụng đúng chức quyền đại biểu đại hội đại biểu nhân dân. Khá thú vị. Triệu Quốc Đống không ngờ ở Ninh Lăng còn có đại biểu đại hội đại biểu nhân dân có tư tưởng như vậy, điều này làm cho hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Chế độ của đại biểu đại hội đại biểu nhân dân trong giai đoạn hiện nay không quá lý tưởng để phát huy tác dụng, nhất là khi đại đa số đại biểu đại hội đại biểu nhân dân các cấp là cứu cánh cho quần chúng nhân dân, phải phát huy được nhiều tác dụng với các cơ quan quyền lực nhưng lại luôn bị nhiều nghi ngờ và phê bình. Rất nhiều nơi đại biểu đại hội đại biểu nhân dân đã trở thành vật trang trí. Thậm chí còn biến thành tấm bùa hộ mệnh và vầng hào quang cho một số ít cái gọi là tinh anh và tầng lớp nhà giàu mới. Giai đoạn trước Triệu Quốc Đống đã dồn nhiều tinh thần và tâm tư vào việc nhanh chóng chấn hưng và phát triển kinh tế Ninh Lăng, hiện giờ kinh tế đã dần dần đi vào quỹ đạo, hơn nữa xu thế cũng rất tốt. Cho nên giờ hắn cũng ý thức được phải bắt đầu điều chỉnh phương hướng và trọng tâm công tác của mình, phải nghiêng về phương diện xây dựng cơ cấu chính quyền và sự vụ dân sinh xã hội, mà bây giờ thì hình như là một cơ hội rất tốt. Vân Duệ, đi mời trưởng ban Tiêu, phó chủ nhiệm Mã Vạn Phúc bên Đại hội đại biểu nhân dân thị xã và chủ nhiệm Giải bên văn phòng nghiên cứu Đại hội đại biểu nhân dân thị xã tới văn phòng của tôi một chuyến. Triệu Quốc Đống đọc kỹ lại phong thư một lần nữa, suy ngẫm hồi lâu rồi mới gọi Vân Duệ vào. Bí thư Triệu, mời trưởng ban Tiêu và chủ nhiệm Mã cùng tới đây sao? Ừ, trước tiên mời trưởng ban Tiêu tới đã, còn chủ nhiệm Mã thì đợi sau nửa giờ. Triệu Quốc Đống nghĩ một chút rồi nói. Tiêu Phượng Minh nhận được thông báo liền nhanh chóng tới, tuy rằng văn phòng của ban tổ chức và bí thư thị ủy không cùng tầng nhưng đều cùng trong một tòa nhà chứ không giống như trụ sở đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị ở bên cạnh. Ngồi đi, Phượng Minh. Triệu Quốc Đống vừa cười tiếp đón, vừa tiện tay đưa bức thư mà mình đã đọc đi đọc lại mấy lần cho Tiêu Phượng Minh. Vốn Tiêu Phượng Minh còn tưởng rằng Triệu Quốc Đống muốn nghe báo cáo kinh nghiệm công tác thí điểm thôn dân tự trị và cơ sở dân chủ ở Tây Giang. Không ngờ Triệu Quốc Đống lại đưa một phong thư cho hắn. Hắn ngồi xuống với sự nghi hoặc rồi mở bức thư ra đọc một cách cẩn thận. Sao, có cảm tưởng gì không? Triệu Quốc Đống thấy Tiêu Phượng Minh vừa đọc mà nét mặt lộ ra vẻ xúc động nên trong lòng càng cao hứng hơn. Cùng Minh Sương này thật thú vị, nếu anh có nói người này lập dị thì cũng đúng. Người này làm việc rất tích cực, hơn nữa thích chống đối cơ quan chính quyền, nếu nói hắn lấy lòng mọi người thì cũng không hoàn toàn đúng. Chỉ đánh giá một câu rằng người này có tư tưởng, quan điểm không nhất trí như người bình thường, thật không dễ để phán xét ý nghĩ của hắn. Tiêu Phượng Minh dường như khá rõ về người này, vừa cười vừa lắc đầu. Lúc này Triệu Quốc Đống mới nhớ ra Tiêu Phượng Minh vốn đi lên từ bí thư huyện ủy huyện Khuê Dương nên hiển nhiên không xa lạ với tình hình nơi này. Phượng Minh, anh cũng quen cùng Minh Sương này sao? Có thể không biết được sao? Ở Khuê Dương thì tên này cũng coi như là nửa danh nhân. Có phần hiệp cốt nghĩa đảm, chẳng qua lại có thành kiến sâu sắc với đảng ủy, chính quyền. Chỉ cần là liên lụy đến vấn đề cơ quan hành chính thì hắn sẽ đi sâu nghiên cứu tới cùng, hắn đã gây không ít phiền toái khi tôi và Như Hoài còn ở Khuê Dương. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng các cơ quan chức năng hành chính của chúng ta xuất hiện một vài vấn đề thì mới có thể bị hắn nắm thóp. Vốn trước kia cảm thấy hắn là một mối phiền toái nhưng giờ nghĩ lại thì thấy nhờ có hắn mà công tác của chúng tôi được đẩy mạnh. Tiêu Phượng Minh như đang hồi tưởng lại ký ức xưa, nét mặt cũng khá phức tạp nhưng cuối cùng lại có nhiều phần tươi cười. Ồ, người như vậy đúng là đặc biệt, cho dù là bới lông tìm vết thì chỉ cần hắn có ánh mắt nhìn ra được thì cũng coi như là có tài. Đối với việc thúc đẩy các ban ngành đảnh chính chúng ta nâng cao hiệu suất và đề cao tiêu chuẩn công tác thì đúng là một việc tốt đó. Triệu Quốc Đống cười dài rồi nói. Nếu là người làm công tác pháp luật thì tôi đang nghĩ xem liệu có nên đưa các cơ quan hành chính của chính quyền huyện các anh tới tay hắn hay không. Tiêu Phượng Minh cười khổ, đại khái là hiểu quá sâu về vị Cùng Minh Sương này. Việc này có nên không? Huyện chúng tôi có thể lý giải sâu sắc, luật khiếu nại hành chính, và, luật bồi thường, thì chân chính mà nói là,
nhờ, có hắn nên mới lĩnh hội được, người của tòa án huyện vừa nhìn thấy hắn xuất hiện ở tòa án là lại cảm thấy đau đầu. Thấy hắn là đau đầu, cảm giác đối phương chiếm lấy việc của cơ quan chấp pháp sao, khó xử với hai bên ư. Triệu Quốc Đống lắc đầu, nói có phần đăm chiêu. Tôi cảm thấy rằng người như thế không nên coi là người gây phiền toái một cách đơn giản, ừ, nếu nói chuẩn xác thì tôi cho rằng những người này là những nhân tài được sinh ra từ gốc rễ. Bọn họ sẽ là nền tảng có tác dụng thúc đẩy đối với việc xây dựng cơ sở pháp chế của chúng ta, mấu chốt là ở chỗ anh đối xử với bọn họ như thế nào mà thôi. Quyển 14, chương 54. Tiêu Phượng Minh đã cảm nhận được mục đích Triệu Quốc Đống tìm tới mình. Y cẩn thận suy nghĩ ý trong lời nói của Triệu Quốc Đống. Đối phương đã đưa ra vài quan điểm mới trong việc tiếp dân, đó chính là đưa ra nghi vấn về chức trách đại biểu nhân dân hiện hành, cho rằng hầu hết đại biểu nhân dân chỉ là người nhấc tay cho đủ. Triệu Quốc Đống đây là muốn tiến hành cải cách, hy vọng được thị ủy, đại hội đại biểu nhân dân thị xã ủng hộ. Tại sao bức thư này trực tiếp gửi lên cho Triệu Quốc Đống mà không phải là bí thư huyện ủy Khuê Dương? Trong này là điều cần người ta phải suy nghĩ. Theo cách suy đoán và giải thích của Tiêu Phượng Minh thì Củng Minh Sương đã đưa ra ý kiến nhưng không được bên Khuê Dương ủng hộ, thậm chí có thể là bị chèn ép nên mới trực tiếp gửi thư lên cho bí thư thị ủy Triệu Quốc Đống. Bí thư Triệu, ý của ngài là có cái nhìn về phương diện này. Tiêu Phượng Minh hỏi khá cẩn thận, dù sao một đại biểu nhân dân bị huyện nghi ngờ về tư cách rồi lại gửi thư lên cho bí thư thị ủy là điều chưa từng xuất hiện ở Ninh Lăng. Mà nếu như Triệu Quốc Đống khen ngợi ý tưởng của Củng Minh Sương, điều này cũng có nghĩa là một vài ý tưởng của Củng Minh Sương có thể áp dụng vào thực tế. Nhưng điều này sẽ mang lại ảnh hưởng đến mức như thế nào thì ngay cả Tiêu Phượng Minh cũng không thể đoán trước. Có gì không ổn sao? Triệu Quốc Đống đặt bút xuống, nhíu mày nói. Vấn đề Củng Minh Sương đưa ra đúng là những vấn đề đang tồn tại trong chế độ đại biểu nhân dân của chúng ta. Đại biểu nhân dân được bầu có trách nhiệm gì? Có phải là hàng năm tham gia hội nghị đến ngồi một ngày, giơ tay, thông qua báo cáo công việc của chính quyền, đưa ra vài vấn đề phổ biến không đau không ngứa là xong sao? Câu hỏi của Triệu Quốc Đống khá sắc bén nhưng Tiêu Phượng Minh không có gì để đáp lại, đây là hiện tượng phổ biến trong cả nước, cũng không phải chỉ riêng Ninh Lăng. Bọn họ bình thường ngoài việc làm tròn chức trách của đại biểu nhân dân ra còn có thể làm gì? Làm đại biểu của Đại hội đại biểu nhân dân thị xã, anh ta cần phải nắm rõ tình hình khu mình trúng tuyển, có nắm chắc ý dân hay không? Làm gì cho dân chúng? Triệu Quốc Đống tiếp tục đưa ra vấn đề. Có phải là khi bọn họ làm tốt trong ngành nghề cửa mình thì theo lý bình thường sẽ đương nhiên được chọn làm đại biểu nhân dân? Tôi cảm thấy mấy vấn đề mà Củng Minh Sương phản ánh trong thư rất sắc bén, nhưng rất có tính thực tế. Một đại biểu nhân dân có làm tròn chức trách ngành nghề của anh ta hay không là thứ yếu, mấu chốt là anh ta có thể đại biểu quần chúng khu vực anh ta hay không, có đưa ra các vấn đề mà quần chúng quan tâm trong hội nghị hay không, có muốn chủ động phản ánh cho quần chúng hay không. Đó mới là tố chất cơ bản nhất của đại biểu nhân dân, mà không phải cái gọi là tinh anh, bình thường chỉ bận rộn công việc của mình, không rảnh tâm mà xem xét mấy việc nhỏ nhặt của dân chúng. Những người đó bận công việc, đến hội nghị chỉ biết giơ tay cho có thì bọn họ đại biểu cho ai. Triệu Quốc Đống nói làm Tiêu Phượng Minh chấn động, bây giờ rất nhiều giám đốc các công ty tiến vào làm đại biểu đại hội đại biểu nhân dân, hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân, thậm chí làm thường vụ. Triệu Quốc Đống nói chính là muốn đi ngược trào lưu, nhất là khi Ninh Lăng đang tích cực cổ vũ công ty tư nhân phát triển thì nó có thích hợp không? Thấy Tiêu Phượng Minh im lặng không nói, Triệu Quốc Đống cũng biết lời nói của mình sẽ mang tới một ít tác dụng phụ. Nhưng đối với cơ cấu của đại biểu đại hội đại biểu nhân dân, ủy viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân hiện nay hắn đã sớm có một vài suy nghĩ. Người của các công ty tiến vào Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân có được không? Đương nhiên có thể nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy thì phải có các quy định rõ ràng, không phải anh kiếm được nhiều tiền, có quan hệ tốt với lãnh đạo là nhất định thành đại biểu Đại hội đại biểu Nhân dân, ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân. Mà người chính thức đại biểu ý kiến của quần chúng thường bị đảng ủy, chính quyền coi là nhân vật phiền phức. Bọn họ thường vì bảo vệ lợi ích nhân dân mà khiến cho quyền uy của chính quyền bị hao tổn, khiến cho chính quyền cảm thấy khó có thể khống chế và đẩy đối phương sang thế đối lập. Đối với quần thể này, Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ về việc định vị bọn họ như thế nào. Được rồi, anh suy nghĩ một chút đi. Lát nữa Lão Mã cũng sẽ tới, tôi nghĩ chúng ta có thể thảo luận về việc này. Nói như thế nào nhỉ, tôi cảm thấy có thể xuất hiện đầu mối ở Ninh Lăng, đó là việc đáng mừng. Chứng minh chế độ đại biểu nhân dân đã từng bước được quần chúng nhân dân hiểu rõ, mà không phải theo chủ nghĩa hình thức. Xe Audi chạy nhanh trên đường.
Bí thư Triệu, anh đây có được coi là tự đi tìm hiểu dân tình không? Mã Vạn Phúc, phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã ngồi bên cạnh Triệu Quốc Đống, đây là người từng làm cục trưởng cục tư pháp, phó bí thư đảng ủy chính pháp. Lão Mã, chúng ta đây là xuống cơ sở xem một chút, gặp vị đại biểu nhân dân có tính cách độc đáo này. Cùng Minh Sương là người làm công tác pháp luật nhưng không đủ tư cách làm luật sư, vậy mà có thể dựa vào bản lĩnh của mình tranh cử chức đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân huyện. Ha ha, đây đúng là tranh cử, nó khó khăn hơn nhiều so với việc đề cử truyền thống, vậy mà lại bị chính quyền địa phương phản cảm. Tôi đúng là phục bản lĩnh của người này. Triệu Quốc Đống cười nói. Chúng ta phải xuống xem thực tế, tự tìm hiểu. Mã Vạn Phúc và Giải Hồng, chủ nhiệm văn phòng nghiên cứu Đại hội đại biểu nhân dân thị xã ngồi bên ghế trên trong lúc nhất thời không tiện nói chuyện. Từ tình hình phản ánh của Đại hội đại biểu nhân dân Khuê Dương thì có thể thấy biểu hiện của Cùng Minh Sương hình như không tốt. Luôn khơi mào làm quần chúng có tâm lý đối lập với cơ quan nhà nước, chủ động nhận các công việc tố tụng hành chính, cố gắng kiện thắng để lấy danh tiếng cho mình, mưu lợi riêng. Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại từ chối cho ý kiến về việc này, cuối cùng kéo hai người Mã Vạn Phúc và Giải Hồng đi xuống. Đường từ Ninh Lăng đến Khuê Dương là đường cấp quốc lộ cấp 2 mới được sửa, điều này cũng có nguyên nhân do kinh tế Khuê Dương khá phát triển, có nhiều liên lạc với nội thành Ninh Lăng nên con đường này hay được sửa. Khuê Dương ở phía tây nam Ninh Lăng, có trên 720.000 dân, phía bắc giáp Thổ Thành, tây giáp Vĩnh Lương, đông lân cận với Tây Giang, đông nam giáp với Thương Hóa. Mà từ Khuê Dương chạy về phía tây nam qua quốc lộ tỉnh 331 là có thể trực tiếp đến huyện Bạch Mã thị xã Đường Giang. Kinh tế Khuê Dương vẫn xếp hàng đầu của Ninh Lăng. Trước khi Ninh Lăng lên cấp thì kinh tế Khuê Dương chỉ kém mỗi quận Ninh Lăng và huyện Tào Tập. Sau khi Ninh Lăng lên cấp, Hoa Lâm phát triển vượt qua Tào Tập cùng Khuê Dương. Mà Khuê Dương cũng dựa vào tốc độ phát triển ổn định mà vượt qua Tào Tập, hình thành tam giác kinh tế Tây Giang, Hoa Lâm, Khuê Dương. Đoàn người Triệu Quốc Đống đến Khuê Dương nhưng không thông báo trước cho Khuê Dương. Triệu Quốc Đống từ đầu đến cuối cũng không dự định thông báo cho Khuê Dương. Hắn hy vọng có thể dùng góc độ khách quan mà quan sát xem Cùng Minh Sương là người như thế nào. Bành Trường Quý là nhân vật đi dò đường, rất nhanh biết được, cố vấn pháp luật Cùng Minh Sương ở đây. Đây là nơi làm việc hàng ngày của Cùng Minh Sương, cũng là một căn nhà mặt tiền cách đường chính của thị trấn không xa. Thị trấn Tiểu Bá là trấn lớn thứ hai của Khuê Dương, chỉ kém mỗi thị trấn Khuê Dương. Khi Triệu Quốc Đống tới nơi cũng vừa đã gần đến 10 giờ. Mặc dù phố Nam Sách mà Cùng Minh Sương đang làm việc khá đông người nhưng nó lại hợp ý đoàn người Triệu Quốc Đống. Nhiều người cũng dễ cho bọn họ quan sát công việc hàng ngày của Cùng Minh Sương. Làm Triệu Quốc Đống vui mừng chính là ngay đối diện nơi Cùng Minh Sương làm việc có một quán nước, ngồi đây là thấy rõ tình hình bên đối diện. Vì lần đi tìm hiểu này, bốn người đã chuẩn bị một phen. Cả bốn người đều ăn mặc khá bình thường nên khó ai có thể nhận ra. Quyển 14, chương 55. Chuyện này tôi đã nói với anh rồi. Nếu như anh có nghi ngờ với công an huyện, anh có thể tìm đến công an huyện, thậm chí có thể trực tiếp lên thị xã, lên tỉnh. Cùng Minh Sương kiên nhẫn giải thích cho đối phương. Tôi mặc dù không phải pháp y chuyên nghiệp nhưng tôi đoán vết thương này của anh khá nhẹ, công an huyện giám định thấy vấn đề không lớn, chủ yếu là kết quả giám định thì anh mới có thể kiện ra tòa đòi bồi thường. Chuyện này của anh tôi thấy có thể tìm lên huyện, chính quyền thị trấn Trung Bá cho anh về nghỉ tuy có văn bản của huyện nhưng cũng phải bồi thường chứ, đây có cái lý đùn đẩy như vậy. Văn bản của huyện to hay pháp luật to, chuyện này anh cảm thấy tranh chấp với thị trấn không tiện. Anh có thể lên phản ánh với phòng lao động hoặc nhân sự trên huyện, nếu không được có thể đưa ra tòa, tôi thấy không vấn đề gì. Trong một tiếng, Triệu Quốc Đống cùng mấy người Giải Hồng ngồi bên vừa uống trà vừa giả vờ nói chuyện. Cũng có mấy người chú ý đến bọn Triệu Quốc Đống, nhưng đây là nơi giao dịch trứng gia cầm lớn của Khuê Dương, mấy người kinh doanh trứng gia cầm đều tới đây nên hay có khách từ ngoài đến. Chuyện mà các anh nói sợ rằng phải lên huyện mới được, thị trấn sẽ không quản chuyện này. Anh nghĩ xem nhà máy giấy vừa được thị trấn cho người ngoài thuê, thị trấn cần là nhận tiền cho thuê, anh nói nó làm ô nhiễm nước mương, bọn họ nói không ô nhiễm, anh chứng minh nó ô nhiễm bằng cách nào. Việc này cần Cục Bảo vệ Môi trường đến kiểm tra tước, rất phiền phức. Chuyện này tôi cũng đã biết nhiều năm nhưng không dễ làm. Tôi đề nghị các anh tốt nhất lấy máy quay, máy ảnh chụp cá bị ô nhiễm nên chết, sau đó đưa lên cho Phòng Bảo vệ Môi trường huyện. Nếu Phòng Bảo vệ Môi trường huyện mặc kệ hoặc kéo dài thời gian thì các anh trực tiếp đến văn phòng huyện, không sợ bọn họ không để ý tới. Đoàn người Triệu Quốc Đống bắt đầu đi về là hơn 11 giờ.
Có không ít dân chúng đến văn phòng tư vấn luật của Củng Minh Xương, trong đó hầu hết là tranh chấp dân sự và kinh tế, viết văn bản, cố vấn, nhưng cũng có vài vấn đề về ô nhiễm môi trường, chiếm đất và tài chính thôn. Điều này làm Triệu Quốc Đống đánh giá Củng Minh Xương cao lên không ít. Đối phương không thuần túy là làm việc, khi liên quan đến mấy vấn đề tranh cãi dân sự cần kiện cáo thì mặc dù cũng không nói rõ là cần lấy tiền nhưng cũng nhắc đối phương kiện cần phải trả tiền, khiến đối phương chuẩn bị tâm lý. Đây cũng là việc hợp tình hợp lý, chỉ làm việc không công, không lấy tiền thì không thể duy trì được lâu. Khi thu nhập không được đảm bảo thì sao anh thực hiện được chức trách đại biểu nhân dân của mình? Không khí khi đến rất nhẹ nhàng, nhưng lúc về không khí trên xe lại khác. Dù là Mã Vạn Phúc hay Giải Hồng đều không nói nhiều và phải suy nghĩ. Triệu Quốc Đống đã đưa bọn họ đến hiện trường xem xét, tìm hiểu. Dù là Mã Vạn Phúc hay Giải Hồng đều cân nhắc xem làm như thế nào ứng phó với vấn đề mới sau chuyến đi ngày hôm nay. Triệu Quốc Đống vốn đã chuẩn bị tư tưởng, mặc dù chỉ xuống xem thực tế có hơn tiếng, không thể chính thức hiểu rõ biểu hiện của Củng Minh Xương, nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy ít nhất mình có thể từ vài chi tiết mà phân tích ra tư tưởng, suy nghĩ của Củng Minh Xương. Củng Minh Xương có điều kiện kinh tế thoạt nhìn không quá kém. Nhà y có 3 cửa hàng thì có 2 chỗ cho thuê, một được y mở làm văn phòng tư vấn pháp luật. Không thể phủ nhận Củng Minh Xương sở dĩ tranh cử làm đại biểu đại hội đại biểu nhân dân cũng là có ý đồ riêng, theo Triệu Quốc Đống thấy đó là bình thường. Một người làm bất cứ công việc gì đều có mục đích và lý tưởng của anh ta. Mà nếu như anh vì thực hiện nguyện vọng của mình theo một phương hướng tích cực, như vậy Triệu Quốc Đống thấy nó đáng để thử, tại sao không thể chuyển một tư vấn pháp luật ở văn phòng riêng vào văn phòng của đại hội đại biểu nhân dân. Khi Triệu Quốc Đống nói ý này ra, Mã Vạn Phúc và Giải Hồng đều cẩn thận suy nghĩ vấn đề mới này. Phòng làm việc cho đại biểu nhân dân, một nơi để nghe quần chúng khu vực đó phản ánh vấn đề, tăng thêm việc hiểu rõ. Nhưng khi chính thức áp dụng có thể thực hiện đúng hay không, thậm chí biến thành một nơi khó giải quyết đối với chính quyền địa phương không? Bí thư Triệu, tôi cảm thấy ý tưởng này của ngài sợ rằng còn cần phải suy nghĩ kỹ một chút mới được. Dù sao việc này chúng tôi chưa bao giờ gặp phải, công việc của đại biểu nhân dân là gì? Bọn họ có quyền lực và nghĩa vụ gì? Mặc dù đã có quy định pháp luật nhưng đó chỉ là chung chung, chính thức áp dụng vào thực tế sẽ có rất nhiều vấn đề. Mã Vạn Phúc từ tốn nói. Đúng thế, chủ nhiệm Mã nói rất cụ thể. Tôi xin đưa một ví dụ đó là nếu như đại biểu nhân dân trong một hội nghị liên danh yêu cầu một đơn vị trả lời thuyết phục, có thể trong thời gian nhất định sẽ được gửi lại. Nhưng nếu như một đại biểu nhân dân gửi văn bản yêu cầu đốc thúc một việc cụ thể, anh ta có quyền và nghĩa vụ gì? Đọc tài liệu, xem văn bản, yêu cầu ngành liên quan hoặc là nhân viên phụ trách trả lời bằng miệng hoặc văn bản. Giải Hồng bổ sung thêm. Lão Mã, đúng là có mấy vấn đề này nhưng bởi vì công việc này của chúng ta chưa từng triển khai cho nên một khi triển khai sẽ gặp phải. Nhưng tình hình thực tế mà nói chế độ đại biểu nhân dân của chúng ta đang không ngừng tìm kiếm hình thức mới mà thay đổi. Ví dụ như việc do lãnh đạo đảng ủy kiêm chức chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân. Thoạt nhìn là để tăng sự lãnh đạo của đảng đối với công tác của Đại hội đại biểu nhân dân, nhưng điều này cũng khiến cho Đại hội đại biểu nhân dân mất đi quyền lực giám sát đối với đảng ủy đã được quy định trong hiến pháp. Đại hội đại biểu nhân dân rốt cuộc sẽ làm gì? Chính là muốn đi điều tra, tìm hiểu tình hình rồi đến cuối năm họp giơ tay biểu quyết sao? Vậy có bao nhiêu tác dụng giám sát, đốc thúc đảng ủy, chính quyền? Triệu Quốc Đống nói làm cả Mã Vạn Phúc, Giải Hồng chấn động. Đều vểnh tai nghe vị bí thư thị ủy nổi tiếng làm kinh tế này có ý kiến gì mới trong vấn đề này. Ý của tôi rất đơn giản. Đại hội đại biểu nhân dân phải phát huy tác dụng, phải thực hiện chức trách của mình, không nên chỉ giới hạn ở việc điều tra và họp, mà phải phát huy khả năng giám sát, phối hợp và xúc tiến. Đồng thời cũng phải phát huy tính chủ quan năng động của từng đại biểu nhân dân, chủ động tham gia nghị chính, mà tham gia nghị chính cũng không phải là tham gia mấy hội nghị hàng năm, mà phải chứng thực vào trong công việc hàng ngày. Đương nhiên bởi vì đại biểu nhân dân của chúng ta không phải đại biểu chuyên trách, đều có công việc của mình. Nhưng tôi cảm thấy đối với những người rảnh rỗi hơn một chút thì có thể mở rộng cánh cửa cho bọn họ, để bọn họ làm nhân viên giám sát các ngành chức năng, bởi vì bọn họ đại biểu cho cơ quan quyền lực. Mã Vạn Phúc và Giải Hồng gật đầu vì ý này của Triệu Quốc Đống. Bí thư Triệu, ý tưởng của ngài thì tốt nhưng tôi cảm thấy sợ rằng muốn áp dụng vào thực tế sẽ cần một quy hoạch chu đáo. Tôi cảm thấy Củng Minh Xương là đối tượng thí điểm rất tốt. Nếu anh ta đã có nhiệt tình và ý tưởng, chúng ta cũng nên bảo vệ và cổ vũ. Đương nhiên hôm nay chúng ta chỉ hiểu một chút tình hình, sau đây cần tích cực liên lạc với Đại hội đại biểu nhân dân Khuê Dương, hiểu thêm về Củng Minh Xương.
Ý của tôi là không nên chỉ nghe ý kiến của huyện, mà phải xem Củng Minh Sương đã làm gì, được dân chúng ủng hộ hay không mới là quan trọng nhất. Không điều tra sẽ không có quyền lên tiếng, đó là nguyên tắc cơ bản nhất trong công việc của chúng ta. Triệu Quốc Đống nói. Mã Vạn Phúc và Giải Hồng đều cẩn thận cân nhắc ý trong lời nói của Triệu Quốc Đống. Khuê Dương hai năm nay phát triển không chậm nhưng cũng xảy ra vài vấn đề, nhất là mâu thuẫn xã hội thiếu chút nữa tạo thành sự kiện quần thể. Nếu như bởi vì các cơ quan hành chính không làm đúng quy định khiến Củng Minh Sương đại diện quần chúng kiện thắng bọn họ, khiến bọn họ mất mặt rồi cho rằng Củng Minh Sương gây phiền toái cho bọn họ, tôi cảm thấy người như Củng Minh Sương cần được bảo vệ. Bởi vì người như Củng Minh Sương có thể đứng ở một lập trường trung lập nhìn nhận vấn đề, có thể làm cầu nối trung gian giữa quần chúng với đảng ủy, chính quyền. Quần chúng có gì khúc mắc có thể tới tìm bọn họ trước rồi phản ánh vấn đề lên cho đảng ủy, chính quyền, đây là điều chúng ta mong được thấy. Nhất là ở thời kỳ cải cách này thì mâu thuẫn xã hội càng lúc càng nhiều, loại người trung gian này càng thêm quan trọng. Quyển 14, chương 56. Lưu Như Hoài về quận liền bảo thư ký thông báo cho Bành Nguyên Hậu và trưởng ban tổ chức cán bộ Kinh Khắc Cương đến văn phòng mình. Y có hơi không rõ ý của Triệu Quốc Đống. Sau khi nhận được điện của Vân Duệ, Lưu Như Hoài vốn tưởng rằng bí thư Triệu gọi mình tới chính là vì hạng mục giai đoạn 2 của khu công nghiệp Lâm Cảng nên cũng không suy nghĩ nhiều. Y tự nhận mình đã chuẩn bị khá đầy đủ, vì thế y đi đến văn phòng Triệu Quốc Đống với tâm trạng hơi kích động. Không ngờ sau khi đến văn phòng Triệu Quốc Đống không nhắc nửa câu về việc này, mà lại hỏi về chế độ đại biểu thôn dân ở thôn Thiết Môn, thị trấn Hà Thanh, cùng với chế độ vận hành của nhân viên tài chính. Điều này làm Lưu Như Hoài rất khó hiểu. Bởi vì không có chuẩn bị gì trước nên kết quả báo cáo không được tốt. Lưu Như Hoài cũng không dám nói gì nhiều, đành phải ngồi đó nửa tiếng chống đỡ rồi mới có thể về. Trên đường y đã gọi cho Tiêu Phượng Minh hỏi về việc này. Vì thế y mới biết gần đây bí thư Triệu có vẻ rất chú ý vấn đề xây dựng chính quyền cơ sở. Chẳng những trong cuộc họp của Đại hội đại biểu nhân dân thị xã đã yêu cầu phát huy đầy đủ chức năng của Đại hội đại biểu nhân dân. Hơn nữa trong hội nghị công tác toàn thị xã cũng đưa ra yêu cầu chú trọng cao về việc xây dựng chính quyền cơ sở, phát huy đầy đủ tính chiến đấu của Đảng bộ nông thôn, tổng kết kinh nghiệm tiên tiến. Thời gian trước y cùng Cổ Bình Nguyên chia nhau dẫn đoàn đến khu vực Châu Tam Giác và Trường Tam Giác, vừa là khảo sát khu công nghiệp nơi đó, vừa thuận tiện thu hút đầu tư, đồng thời cũng làm cho cán bộ trong quận tăng thêm kiến thức, đổi mới quan niệm. Không ngờ bí thư Triệu lại chuyển từ việc chú ý đến công tác kinh tế sang thành xây dựng chính quyền cơ sở. Chẳng lẽ là chế độ đại biểu thôn dân và cơ chế thành viên giám sát tài chính ở thôn kia làm bí thư Triệu thấy đáng giá để nhân rộng? Chế độ đại biểu thôn dân và cơ chế thành viên giám sát tài chính ở thôn Thiết Môn cũng không phải mới có một hai ngày, mà đã có một thời gian. Sao đột nhiên bí thư Triệu lại chú ý chứ? Nhưng bí thư Triệu đã chú ý thì nhất định sẽ có lý. Trong lúc nhất thời Lưu Như Hoài không rõ, chẳng qua nếu bí thư Triệu đã chú trọng như vậy thì y đương nhiên không dám chậm trễ. Kinh Khắc Cương vốn là chánh văn phòng ban tổ chức cán bộ thị ủy được bổ nhiệm xuống làm trưởng ban tuyên giáo, là người làm ở ban tổ chức cán bộ nhiều năm. Sau khi Tiếu Chiêu Quý lên làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy, Bành Nguyên Hậu thay thế Tiếu Chiêu Quý, Kinh Khắc Cương được chuyển làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Y có nhiều kinh nghiệm đối với công tác tổ chức, hơn nữa mới hơn 40, là tuổi còn sung sức, giỏi tìm kinh nghiệm, tạo điển hình tiên tiến. Chế độ đại biểu thôn dân và cơ chế thành viên giám sát tài chính ở thôn Thiết Môn chính là do y tìm ra. Lưu Như Hoài cũng sớm biết chuyện này, nhưng y không ngờ sao bí thư Triệu lại đột nhiên có hứng thú với việc này nên chuẩn bị không đủ. Không ngờ lại bị nói cho một trận, vì thế sau khi về y vội vàng thông báo Bành Nguyên Hậu và Kinh Khắc Cương tới. Nếu nói về năng lực không thôi thì Bành Nguyên Hậu không bằng Kinh Khắc Cương. Nhưng Bành Nguyên Hậu công tác ở Tây Giang một thời gian dài, quan hệ rộng. Hơn nữa Lưu Như Hoài cũng biết Bành Nguyên Hậu có quan hệ khá tốt với Triệu Quốc Đống. Lúc Triệu Quốc Đống làm bí thư quận ủy Tây Giang, hai người đã có quan hệ. Bành Nguyên Hậu coi như là người đứng về phía Triệu Quốc Đống sớm nhất. Hơn nữa Bành Nguyên Hậu là người biết chừng mực, trong nhiều công việc vẫn phối hợp với mình nên Lưu Như Hoài khá hài lòng với Bành Nguyên Hậu. Lưu Như Hoài nói qua nội dung cuộc nói chuyện giữa mình với bí thư thị ủy ra, sau đó y nhìn Bành Nguyên Hậu và Kinh Khắc Cương. Đây là chuyện gì? Tại sao bí thư Triệu lại đột nhiên hứng thú với chuyện ở thôn Thiết Môn của Tây Giang chúng ta như vậy? Bành Nguyên Hậu cũng có phần khó hiểu. Thôn Thiết Môn có chế độ đại biểu thôn dân và cơ chế thành viên giám sát tài chính này không phải một hai ngày, ít nhất cũng có được hai năm, sao bí thư Triệu lại đột nhiên có hứng thú?
nhưng nghĩ đến thời gian trước hai vị lãnh đạo chủ yếu đều đi khảo sát, mà thị xã cũng tổ chức hội nghị công tác tổ chức, phó bí thư phụ trách tổ chức và trưởng ban tổ chức cán bộ các quận, huyện đều phải tới tham gia. Tinh Khắc Cương cũng phát biểu trong hội nghị trao đổi kinh nghiệm, đề tài chính là tăng cường giám sát của Đảng, củng cố trụ cột của chính quyền. Chủ yếu là giới thiệu về chế độ đại biểu thôn dân và cơ chế thành viên giám sát tài chính của thôn Thiết Môn. Bành Nguyên Hậu cũng đoán ra được đôi chút. Bí thư Lưu, tôi thấy chỉ sợ là do Lão Kinh phát biểu trong cuộc trao đổi kinh nghiệm vừa rồi đã làm bí thư Triệu có hứng thú. Chẳng qua lúc ấy trưởng ban Tiêu chỉ nói chúng ta lấy ra một kinh nghiệm và không nói gì khác. Đúng rồi, thật ra hai hôm trước phó trưởng ban Tiêu cũng dẫn người đến thôn Thiết Môn tọa đàm và điều tra, Lão Kinh cũng đi phải không? Chuyện lớn như vậy sao các anh không nói tiếng nào với tôi? Lưu Như Hoài nói với giọng tức giận. Đây là thành tích kinh nghiệm của Tây Giang chúng ta, có thể được thị xã đánh giá cao cũng là sự khẳng định đối với công việc Tây Giang chúng ta mà. Bí thư Lưu, trưởng ban Tiêu và trưởng ban Tiếu cũng không nói gì. Trưởng ban Tiếu mới đến hôm trước, ở thôn Thiết Môn một hôm, hỏi khá chi tiết về chế độ đại biểu thôn dân và cơ chế thành viên giám sát tài chính đã phát huy tác dụng như thế nào ở thôn Thiết Môn. Còn chuyên môn xem xét chứng từ tài chính của thôn Thiết Môn. Nhưng lúc đi trưởng ban Tiếu cũng không nói gì. Ngài cũng mới về sáng qua, tôi định hôm nay hoặc mai báo cáo chuyện này với ngài, không ngờ bí thư Triệu đã gọi gấp như vậy. Tinh Khắc Cương vội vàng giải thích. Đây là lần đầu tiên tôi bị bí thư Triệu phê bình như vậy, bây giờ mặt vẫn còn nóng. Nói là tôi quan liêu, hỏi gì cũng không biết. Ha ha, lúc ấy tôi có thể nói gì chứ, chỉ có thể cúi đầu lắng nghe. Chẳng qua bây giờ xem ra cũng là chuyện tốt, ít nhất thị xã cảm thấy chế độ ở thôn Thiết Môn đáng giá áp dụng. Lưu Như Hoài cười nói. Không nói chuyện này nữa, hai người mau điều tra rõ một lần nữa về chế độ này ở thôn Thiết Môn, ngoài tài liệu còn cần cả hình ảnh. Theo tôi thấy ý của bí thư Triệu là muốn tổ chức ban tổ chức cán bộ tất cả các quận, huyện và một vài bí thư đảng ủy xã, thị trấn đến thôn Thiết Môn học tập kinh nghiệm. Tới học tập kinh nghiệm. Bành Nguyên Hậu và Kinh Khắc Cương vừa mừng vừa lo. Đây là việc rất tốt để hai người có thể lộ mặt. Ừ, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị toàn diện, cũng không cần cố gắng khoe khoang, có vấn đề nào thiếu sót thì phải nói ra. Dù sao đây cũng là một hình thức mới được áp dụng ở cơ sở, không thể nào toàn vẹn được. Nhưng cũng phải thể hiện rõ nguyên nhân và cơ sở để chế độ này sinh ra, cùng với hiệu quả hoạt động này là như thế nào. Lưu Như Hoài cảm thấy mình càng lúc càng không hiểu tâm tư của Bí Thư Triệu. Khi mọi người đang tập trung vào phát triển kinh tế, hắn lại suy nghĩ việc này. Chẳng lẽ đó là tầm nhìn xa trông rộng của hắn hay sao? Triệu Quốc Đống cũng không ngờ một loạt động tác gần đây của mình lại làm nhiều người cảm thấy khó hiểu. Trên thực tế hắn cũng không cảm nhận được việc này. Theo hắn thấy phát triển kinh tế cũng cần có sự ổn định xã hội. Mà hiện Cố Vĩnh Bân đã nhanh chóng bắt tay vào công việc, mấy vị phó thị trưởng cũng thể hiện tốt, các quận, huyện liên tục có hành động thì hắn là bí thư thị ủy cũng không cần xen vào việc phát triển kinh tế. Đặt tâm tư vào việc tạo không khí và hình thức tốt đẹp trong toàn thị xã, tìm kiếm đột phá trong chế độ mới là điều hắn cần cân nhắc. Đổi mới chế độ cần không ngừng thay đổi theo tình hình thực tế. Dù là trong công tác kinh tế hay công tác xã hội đều như nhau. Công tác kinh tế ở điểm này dễ được người ta chấp nhận, còn về hệ thống chính trị xã hội thì chỉ từng động tác nhỏ cũng làm mọi người chú ý. Dễ bị phóng đại ra vô hạn, mang tới phiền phức không cần thiết. Cho nên Triệu Quốc Đống vẫn hy vọng có thể đạt được đột phá, vì thế hắn mới tiến hành từng bước. Ví dụ việc thí điểm thành lập phòng làm việc cho đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân thị xã. Mặc dù trước đó Đại hội Đại biểu Nhân dân thị xã đã điều tra không ít, nhưng cách làm như của Củng Minh Sương lại bị chính quyền địa phương cho rằng không tốt, mang tới sự phiền toái cho công việc của huyện. Điều này làm Triệu Quốc Đống rất tức giận. Hắn không rõ đối phương là người cố vấn pháp luật, nếu như chỉ bằng lời nói có thể khiến huyện ủy, ủy ban e ngại, hắn không biết huyện ủy, ủy ban triển khai công việc như thế nào nữa. Cho nên hắn nói chuyện với lãnh đạo chủ yếu của Khuê Dương mà không hề khách khí. Đại biểu của Đại hội Đại biểu Nhân dân dựa theo pháp luật thực hiện chức trách của bọn họ, dù là cơ quan cấp bậc nào cũng phải tuân theo quy định pháp luật, đảm bảo đầy đủ quyền lực của Đại biểu Nhân dân. Quyển 14, chương 57. Bất cứ chuyện gì khi muốn đột phá đều có mạo hiểm, nhưng anh không thể bởi vì các nhân tố không xác định mà không thực hiện. Không thử thì sao biết được hiệu quả sẽ như thế nào? Đây là quan điểm của Triệu Quốc Đống. Theo hắn thấy kẻ không dám thử cái mới chính là kẻ bảo thủ. Hắn giao việc khảo sát thôn Thiết Môn cho Lam Quang làm, muốn Lam Quang và Tiêu Phượng Minh tiến hành nghiên cứu cẩn thận và tổng kê kinh nghiệm,
xem có thể tuyên truyền hay không. Đồng thời hắn cũng giao việc thí điểm lập văn phòng cho đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân Khuê Dương cho Mã Vạn Phúc và một vị phó trưởng ban thư ký thị ủy phụ trách. Đồng thời cũng cổ vũ cùng Minh Sương làm điển hình, làm tốt việc phối hợp với Đại hội đại biểu nhân dân Khuê Dương, cổ vũ các đại biểu đến làm ở trong văn phòng này, thiết thực đẩy mạnh thí điểm công việc này. Bí thư Triệu, có một vị nghe nói là cấp dưới cũ của ngài ở huyện Hoa Lâm, là đồng chí Mễ Phong Hằng muốn gặp ngài. Vân Duệ vào cửa và nói khá ngập ngừng. Y biết Triệu Quốc Đống bây giờ hiếm khi có thời gian rảnh đọc báo, nhưng Mễ Phong Hằng tự nhận từng là cấp dưới của Bí thư Triệu. Bí thư Triệu lại rất thân thiết với cấp dưới cũ, vì thế y phải vào báo cáo. Mễ Phong Hằng, mời anh ta vào, đã lâu không gặp anh ta. Lần này Mễ Phong Hằng đến chỉ là thử mà thôi. Con gái y thi vào trường đại học không tốt nên không được vui. Bây giờ nghe nói có thể vào làm nữ binh nên y cũng cố chạy trọt. Nhưng Mễ Phong Hằng hỏi ban chỉ huy quân sự huyện thì biết hàng năm số lượng nữ binh là rất nhỏ, một năm cả thị xã không đầy 20 người, hơn nữa hầu hết là chia cho các quận. Mễ Phong Hằng cũng không biết đây là thật hay không, nhưng y thông qua vài quan hệ hỏi thì được câu trả lời đều như vậy. Chỉ tiêu rất ít và nằm trong tay quân khu thị xã, huyện không thể quyết định. Nhưng cả đời Mễ Phong Hằng chỉ làm ở Hoa Lâm, không mấy khi có liên lạc gì với thị xã. Bây giờ tuổi cao đến làm một chức nhàn bên Đại hội đại biểu nhân dân huyện nên càng ít quan hệ hơn. Hơn nữa Mễ Phong Hằng nghe nói việc này cũng rất phức tạp, cạnh tranh chỉ tiêu khá kịch liệt. Y thậm chí mặt dày nhờ người trên Đại hội đại biểu nhân dân thị xã nhưng đối phương nói thẳng cạnh tranh quá lớn, chỉ tiêu ít, yêu cầu cao không nói mà còn nhiều người chạy trọt. Nhưng Mễ Phong Hằng hơn 30 mới có con gái không thi được vào đại học, bây giờ muốn học lại để thi thì không có nhiều cơ hội. Con gái suốt ngày ở nhà buồn bã, Mễ Phong Hằng cũng không vui. Y nghĩ mãi thấy chỉ có cách tìm đến chỗ Triệu Quốc Đống. Nhìn Mễ Phong Hằng đầy lo lắng, Triệu Quốc Đống không khỏi thở dài một tiếng. Thực ra hắn cũng biết Mễ Phong Hằng gặp khó khăn nên mới tìm tới mình. Mễ Phong Hằng là người thành thật, cho đến bây giờ còn chưa đến tìm hắn. Nhớ năm đó khi Triệu Quốc Đống còn ở Hoa Lâm có ý điều Mễ Phong Hằng về phòng nào đó của huyện nhưng khi ấy quốc lộ Bồng Hoa mới thông xe. Kinh tế Hà Khẩu vừa khởi sắc, nhất là tập đoàn Dụ Thái vừa mua lại nhà máy chè Hà Khẩu, tập đoàn Trần Thị cùng tập đoàn Sán Hoàng cũng vừa đầu tư vào Hà Khẩu, công việc nặng nề nên Mễ Phong Hằng chủ động nói muốn ở lại làm bí thư đảng ủy khu Hà Khẩu. Sau đó Triệu Quốc Đống đi, Hoàng Côn đến làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm, Trung Quốc xóa bỏ cấp khu khiến cho Mễ Phong Hằng được điều sang Đại hội đại biểu nhân dân Hoa Lâm. Lão Mễ, có phải gặp chuyện khó không? Nói đi, trước mặt tôi đừng xấu hổ như vậy chứ. Nói xong còn có chuyện cần bàn, tôi muốn nói chuyện với anh về biến hóa mấy năm qua của Hoa Lâm. Tôi về đã hơn năm, số lần đến Hoa Lâm không ít nhưng nói thật không có nhiều cơ hội điều tra chính thức. Vì thế muốn nghe mấy người như các anh nói một chút. Triệu Quốc Đống tự rót trà cho Mễ Phong Hằng rồi cười ha hả nói. Khi Mễ Phong Hằng ấp úng nói lý do, Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều mà trực tiếp gọi cho quân khu thị xã, nói với đối phương là con gái cấp dưới của mình muốn bảo vệ quốc gia. Hy vọng nếu phù hợp nguyên tắc thì đối phương giúp một chút, đối phương cũng nhanh chóng đáp ứng. Bí thư thị ủy tự mình gọi tới vì việc nhỏ này làm cho đối phương khá kinh ngạc, chỉ cần thư ký gọi tới là xong mà. Thấy Triệu Quốc Đống giúp mình ngay lập tức, Mễ Phong Hằng yên tâm hơn rất nhiều. Nhớ đến 20.000 trong túi, y có chút do dự. Mễ Phong Hằng biết tính cách của Triệu Quốc Đống, chưa bao giờ nhận cái này. Chẳng qua Triệu Quốc Đống đã đi nhiều năm, con người cũng có thay đổi mà. Theo Mễ Phong Hằng biết thì việc này bỏ ra 20.000 là không đủ, chẳng qua nhà y không giàu mấy nên không thể bỏ ra được nhiều. Thấy Mễ Phong Hằng bỏ tay vào túi, Triệu Quốc Đống cũng biết ngay nên cười ha hả nói. Lão Mễ, tôi giúp anh một chút mà thôi. Đó là vì con gái anh muốn vào quân đội, chỉ cần trong điều kiện phù hợp sẽ ưu tiên cân nhắc. Anh cũng biết tính của tôi mà. Tay Mễ Phong Hằng cứng lại, mặt mày đầy xấu hổ. Triệu Quốc Đống ở Hoa Lâm nổi tiếng là cứng rắn. Nếu là hộp chè, chai rượu thì không sao, nhưng liên quan tới thứ khác sẽ lập tức trở mặt ngay. Bí thư Triệu, ngài thấy đó, tôi cũng không mang tới gì cho ngài, nhiều năm như vậy không gặp ngài cho nên. Cho nên gì chứ, lần sau anh mang chè Hà Khẩu đến cho tôi là được, nếu không rượu mía ở chỗ anh cũng được. Đã lâu không uống nên cũng thấy nhớ đôi chút. Triệu Quốc Đống cắt ngang câu nói của Mễ Phong Hằng. Tôi biết tính của anh, đừng nói nhiều, bây giờ bên Hà Khẩu thế nào rồi? Hà Khẩu bây giờ đang phát triển khá tốt, khu mặc dù đã rút nhưng thị trấn Hà Khẩu lại đi ra,
dựa vào nhà máy chè Dụ Thái, nhà máy thực phẩm của tập đoàn Sán Hoàng, Trần Thị, ngoài ra còn có mấy nhà máy chế biến thực phẩm khác cũng kinh doanh tốt. Và lại cũng có thêm vài nhà máy chè khác đến Hà Khẩu, mặc dù quy mô không thể so sánh với Dụ Thái nhưng sản phẩm của bọn họ khác với Dụ Thái nên cũng kinh doanh tốt. Bên Bồng Sơn có không ít trang trại trồng chè mang tới bán cho các nhà máy này. Nói đến chuyện nhà mình, Mễ Phong Hằng vui lên nhiều. Hơn nữa Hà Khẩu có quốc lộ Bồng Hoa chạy qua nên hoàn cảnh thay đổi nhiều. Bây giờ đường liên thôn cũng đều được đổ xi măng hết, trực tiếp thông tới cửa nhà, dân chúng cũng làm nhà bên cạnh quốc lộ, huyện và thị trấn đều có trợ giúp nhất định khiến nhiều hộ vốn ở trong núi cũng đã chuyển ra. Ồ, huyện và thị trấn đều có trợ giúp. Triệu Quốc Đống khá kinh ngạc, chuyện này là lần đầu hắn nghe thấy. Huyện ủy, ủy ban Hoa Lâm không ngờ còn có hành động này làm hắn có chút bất ngờ. Ít nhất theo hắn biết trước khi tỉnh, thị xã chưa ra chính sách thì chưa có huyện nào chủ động làm vậy. Đúng thế, bây giờ phần lớn các hộ trong núi vì nguyên nhân kinh tế nên không thể tự xây nhà. Nhưng ở trong núi dễ bị sụp, lún khi mùa mưa tới. Năm trước đã có một nhà bị như vậy, may người nhà chạy ra kịp nên không sao. Huyện và thị trấn liền cổ vũ người dân chuyển nhà sang gần đường quốc lộ và có trợ cấp. Đối với các nhà quá nghèo thì huyện cũng cấp tiền, không chuyển ra sẽ không có, vì thế hầu hết các hộ trong núi đã chuyển ra hết. Mễ Phong Hằng thở dài nói. Đây đều là do Bí Thư Triệu đã tạo cơ sở, tình hình tài chính tốt mới có thể chi ra như vậy. Chỉ riêng Hà Khẩu đã mất hơn 200 ngàn, toàn huyện có nhiều xã, thị trấn như vậy nên mất mấy triệu. Như lời Bí Thư Đường nói cũng là bỏ tiền mua bình yên. Khi đã có cảnh báo mà đảng ủy, chính quyền không có hành động, coi như không thấy đó chính là phạm tội. Triệu Quốc Đống hơi chấn động, Mễ Phong Hằng không phải người thích nịnh bợ, nếu không sẽ không đến mức bị đẩy sang Đại hội đại biểu nhân dân huyện. Bí thư đảng ủy Hà Khẩu là ai thế? Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Là Hướng Quân, không biết Bí thư Triệu còn ấn tượng với người này không? Đó là phó chủ tịch thị trấn Hà Khẩu trước đây, sau đó lên phòng tài chính huyện làm một thời gian rồi về Hà Khẩu làm bí thư đảng ủy, đầu óc rất tốt. Mễ Phong Hằng giới thiệu. Năm ngoái Hà Khẩu đã thành lập một siêu thị chè với trên 20 cửa hàng kinh doanh, sản lượng giao dịch trên 4.000 tấn, bán sang các tỉnh như Chiết, Tương, Quế, Mân, Việt, hàng năm thu thuế từ siêu thị cũng trên 1 triệu. Ồ, Triệu Quốc Đống cảm thấy tò mò. Hắn không ngờ Hà Khẩu còn mở siêu thị bán chè, còn bao trùm các khu vực lớn đến thế. Điều này nói rõ vị bí thư đảng ủy kia không đơn giản, có đầu óc. Thị trấn thu hút được một nhà đầu tư bên Tân Châu thành lập khu nghỉ dưỡng Bích Liên bên cạnh núi Bích Phụ, giai đoạn 1 đã xây dựng xong. Ngoài quảng cáo ở Ninh Lăng chúng ta còn quảng cáo sang bên Tân Châu, Tương Tây, kinh doanh khá tốt. Cứ đến ngày cuối tuần là kín chỗ, đỗ đầy xe đến từ Ninh Lăng, Tân Châu. Đến tối còn có thể thưởng thức các loại đặc sản của dân tộc thiểu số, các điệu múa, hát. Mễ Phong Hằng nói với giọng tự hào. Không biết Bí Thư Triệu đã đến đó chưa? Nơi này thì tôi chưa đi qua. Chẳng qua lúc đến Kỳ Lân Quan thì tôi cũng thấy biển quảng cáo của khu nghỉ dưỡng Bích Liên, thật không ngờ Hà Khẩu lại có một nơi như vậy. Quyển 14, chương 58. Một suất vào quân đội đối với cán bộ cấp huyện mà nói là khó như lên trời. Thời buổi này nếu muốn làm nữ binh thì đều có lai lịch ở sau lưng, đại khái ngay cả tham mưu trưởng quân khu, chủ nhiệm ban chính trị nếu muốn giúp người cũng phải suy nghĩ xem có thể giúp được hay không. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Mễ Phong Hằng tìm không ít người nhưng đều phí công. Y cũng đã phải đưa tiền cho vài người, bọn họ cũng nhận rồi sau đó ra vẻ cũng có hoạt động và thở dài nói chi tiêu năm nay quá ít, bảo sang năm anh chạy sớm một chút. Chẳng qua chuyện này đối với Triệu Quốc Đống là quá đơn giản. Làm bí thư thị ủy, hắn còn kiêm chức chính ủy thứ nhất của quân khu, cho nên hắn có thể ra lệnh cho tư lệnh, chính ủy của quân khu. Mãi đến khi Mễ Phong Hằng rời đi, Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ về tình hình ở Hoa Lâm. Hắn không ngờ mấy năm qua Hoa Lâm biến hóa nhiều như vậy. Sau khi về lại Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống đã đến Hoa Lâm hai lần nhưng vẫn chủ ý chính ở phát triển khu công nghiệp và ngành du lịch, ít có tâm trí xuống các xã, thị trấn bên dưới. Nhưng hôm nay Mễ Phong Hằng giới thiệu làm Triệu Quốc Đống có chút vui mừng. Thị trấn Hà Khẩu đã trở thành thị trấn đứng thứ tư về kinh tế của Hoa Lâm. Thị trấn Hoa Lâm không nói, mà thị trấn Kỳ Lân và Mã Thủ đều dựa vào khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân để phát triển các ngành liên quan. Chỉ riêng việc bán các sản phẩm đặc sản, thủ công mỹ nghệ cũng đã có trên 60 nhà, chẳng những bán ở địa phương còn bán sang các nơi như An Đô, Vĩnh Lương, Thông Thành, Ninh Lăng, Tân Châu.
giá trị sản lượng năm ngoái cũng đã trên 50 triệu. Mà công ty thực phẩm Đạo Gia Kỳ Lân Quan cũng đã phát triển thành một ngọn cờ trong ngành thực phẩm Hoa Lâm. Chỉ riêng công ty này đã bán được trên 20 triệu. Năm ngoái sản lượng tiêu thụ rượu Bích Ngọc Nhũ đã đạt kỷ lục 200 tấn, thêm vào đó là đồ ăn Đạo Gia cũng thành đặc sản nổi tiếng của Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ Mễ Phong Hằng lại quen thuộc tình hình Hoa Lâm như vậy. Từ sự phát triển các xã, thị trấn đến xây dựng khu công nghiệp, thậm chí ngay cả việc cổ vũ dân chúng đi xa về quê gây dựng sự nghiệp cũng hiểu rõ. Xem ra Mễ Phong Hằng không phải người muốn ngồi im. Việc này cũng làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ nên dành thời gian đi thăm khắp Hoa Lâm. Dù sao đó cũng là nơi hắn khởi nghiệp, hơn 3 năm hắn từ một cán bộ kiêm nhiệm dần thành chủ tịch, bí thư huyện ủy, thậm chí thường vụ thị ủy. Vi biểu bây giờ là phó bí thư huyện ủy, chẳng qua y gần đến tuổi nên có lẽ hết khóa này sẽ sang đại hội đại biểu nhân dân. Miêu Nguyệt Hoa bây giờ làm phó trưởng phòng nông nghiệp thị xã. Hoàng Thiết Thần đã vào thường vụ, vẫn là phó chủ tịch. Mà Tân Tồn Hoán có quan hệ khá tốt với Triệu Quốc Đống bây giờ vẫn là phó trưởng phòng giáo dục. Còn Vương Nhị Khải đã rời khỏi Hoa Lâm, đến Thương Hóa làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Ngoài ra còn một người quen khác là Lỗ Đạt bây giờ đã là phó cục trưởng cục tư pháp thị xã. Nghĩ đến những người này, Triệu Quốc Đống không khỏi suy nghĩ miên man sang bên cục thông tin thị xã. 2 tháng trước Trần Đại Lực đã chính thức từ chức, hơn năm qua tên này khá im tiếng, ít khi sang thị ủy, ủy ban báo cáo công việc làm nhiều người tò mò muốn xem kết cuộc của Trần Đại Lực sẽ là như thế nào. Ai cũng biết Triệu Quốc Đống và Trần Đại Lực có mâu thuẫn. Mà Hoàng Lăng bị bắt coi như đã kết thúc tiền đồ chính trị của Trần Đại Lực. Mặc dù chuyện của Hoàng Lăng không dính líu tới Trần Đại Lực nhưng có không ít người đều biết Trần Đại Lực làm như thế nào lên được chức cục trưởng đó. Ở tuổi này mà dám can đảm từ chức, Triệu Quốc Đống đúng là phục Trần Đại Lực. Hắn vẫn nghĩ rằng Trần Đại Lực sẽ ngồi đó đợi mình điều chỉnh. Hắn không phải không muốn làm vậy mà do năm qua nhiều việc, hắn không muốn lãng phí tâm trí vào các việc đâu đâu. Thứ hai hắn cũng muốn xem đối phương có thể ngồi ở vị trí đó được bao lâu. Cuối cùng Trần Đại Lực đã dùng cách từ chức, thậm chí còn rời khỏi công chức. Trần Đại Lực rời đi cũng không tiếp xúc với Triệu Quốc Đống, mà chỉ gặp Lục Kiếm Dân. Đối phương rất thản nhiên, nói không thích ứng với công việc bây giờ, bạn rủ đi kinh doanh nên cũng muốn thử. Lục Kiếm Dân cũng khuyên bảo một phen, bảo đối phương thận trọng, không nên vì cảm tính mà làm mình thế. Nhưng Trần Đại Lực rất kiên quyết từ chối khéo, sau khi làm xong thủ tục liền rời khỏi Ninh Lăng. Có đôi khi Triệu Quốc Đống thầm nghĩ nếu mình chủ động nói chuyện với Trần Đại Lực, đối phương có thể giống Hoàng Côn là dựa vào mình không? Bí thư Lam, anh xem, tờ An Nguyên đương đại đã giới thiệu khá chi tiết về chế độ đại biểu thôn dân và cơ chế thành viên giám sát tài chính ở thôn Thiết Môn Ninh Lăng chúng ta. Hơn nữa trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Hàn cũng tự mình đưa ra bình luận, đây là đánh giá rất cao về chế độ đại biểu thôn dân và cơ chế thành viên giám sát tài chính ở cơ sở của Ninh Lăng chúng ta. Vào phòng hội nghị thường vụ, Tiêu Phượng Minh kích động đưa tờ báo lên nói. Như Hoài, đây là thành tích của Tây Giang các anh, đáng ăn mừng. Ha ha, trưởng ban Tiêu, đây hoàn toàn là dựa vào sự tuyên truyền và giúp đỡ của ban tổ chức cán bộ thị ủy. Nếu không điển hình thôn Thiết Môn có lẽ sẽ chìm trong biển, bao giờ sáng lên cũng khó nói. Lưu Như Hoài là thường vụ thị ủy nhỏ nhất nên mỗi lần tham gia hội nghị thường ủy y đều cố gắng đến sớm 10 phút. Bí thư Lưu, lúc nào mời khách chứ? Có thể lên được nhật báo của tỉnh ủy sẽ làm cho anh thêm vinh dự. Hay là tối nay thường vụ chúng ta liên hoan, để lão Lưu mời. Bí thư Triệu, ngài nói có được không? Lỗ Năng cũng đi theo sát. Ai mời khách, là lão Lưu hả? Vậy thì tốt, mỗi lần tiến bộ lão Lưu đều phải mời khách đó, vậy mà chưa mời khách lần nào. Toàn Lực Chí nói với giọng này làm cho các vị thường vụ có chút kinh ngạc. Người này bình thường ít qua lại nói chuyện với mọi người, sao hôm nay lại đổi khác thế? Bí thư Toàn, anh không nên nói tôi như vậy. Mời bữa cơm tôi mời được mà, mỗi lần mời anh dùng bữa anh đều có việc. Chứ mấy vị ngồi đây đều đã gõ tôi bữa ăn đó. Lưu Như Hoài cười nói. Hôm nay tôi rảnh, vậy phải nhìn xem bí thư Lưu có ý muốn mời khách không? Toàn Lực Chí cười ha hả nói. Sao, đừng đến ăn ở Ninh Uyển, ăn nhiều rồi mà. Đến Lệ Cảnh Đường Hồ được chứ? Không vấn đề gì, bí thư Toàn quyết định, tôi tiếp chiêu. Lưu Như Hoài có chút khó hiểu về thái độ của Toàn Lực Chí. Trung Dược Quân bước vào phòng hội nghị thì khá kinh ngạc. Thứ nhất là thấy Toàn Lực Chí nói chuyện vui vẻ với các vị thường vụ, hiện tượng này khá hiếm thấy. Thứ hai Triệu Quốc Đống còn chưa tới.
Triệu Quốc Đống hiếm khi đến muộn mà. Bí thư Triệu chưa tới sao? Trung Dược Quân vào phòng hội nghị rồi nói. Đúng thế, bí thư Triệu chưa tới, trưởng ban thư ký Lệnh Thuần gọi điện cho bí thư Triệu nhưng bí thư Triệu không nghe. Trưởng ban thư ký Lệnh Thuần đã đến văn phòng bí thư Triệu xem một chút, có lẽ sẽ nhanh chóng trở về. Lam Quang cười nói. Tăng Lệnh Thuần đến văn phòng Triệu Quốc Đống thì gặp phải Vân Duệ. Y biết Triệu Quốc Đống có việc nên có chút khó hiểu nói. Vân Duệ, bí thư Triệu có khách à? Trưởng ban thư ký, là phó chủ nhiệm Lạc bên ủy ban kỷ luật thị xã, hình như phó chủ nhiệm Lạc đến báo cáo công việc với bí thư Triệu. Vân Duệ vội vàng dẫn Tăng Lệnh Thuần vào văn phòng mình. Đến từ lúc nào vậy? Đã đến giờ họp mà. Tăng Lệnh Thuần khó hiểu hỏi nhưng lập tức cảm thấy không đúng. Lạc Dục Thành đến văn phòng Triệu Quốc Đống báo cáo công việc mà Toàn Lực Trí lại cười nói vui vẻ trong phòng hội nghị, đúng là lạ. Vâng, chủ nhiệm Lạc đến từ nửa tiếng trước, giờ vẫn chưa đi ra. Vân Duệ không được Triệu Quốc Đống gọi nên cũng không dám đi vào. Tăng Lệnh Thuần trầm ngâm một chút và gật đầu nói. Tôi biết rồi, Vân Duệ, cậu vào xin chỉ thị của bí thư Triệu xem có nên đổi lịch họp không. Quyển 14, chương 59. Mặt Triệu Quốc Đống xa sầm lại trông rất đáng sợ, ngay cả Lạc Dục Thành cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh từ người đối phương chuyển sang. Gặp chuyện này dù là ai cũng ngại, lần này ai tới tìm chuyện nhất định sẽ đầu rơi máu chảy, nhưng mình không thể không ngồi đây. Bí thư Triệu không nói gì nhưng mình như ngồi trên đống lửa, mình phải nhẫn nại. Lạc Dục Thành ngoài việc thầm than oán như vậy thì đúng là không có biện pháp nào khác. Dục Thành, anh cảm thấy Đường Diệu Văn sẽ làm chuyện như vậy sao? 50.000 là có thể khiến y mù mắt sao? Thứ mà Lữ An Bang nói ra là thật sao? Nói xong câu này, Triệu Quốc Đống mới phát hiện mình nói không ổn. Hắn lắc đầu nói tiếp. Tôi cảm thấy trong này sợ là có chuyện. Bí thư Triệu, tôi cũng hy vọng đây là Lữ An Bang vu cáo. Nhưng căn cứ theo những gì mà Lữ An Bang khai thì về cơ bản là thật, mỗi một khoản nhận hối lộ đều chính xác đến từng đồng, thậm chí ngay cả đợt y bị bệnh nhận được phong bì, y đều nhớ rõ. Căn cứ theo chúng tôi điều tra thì thấy đều là thật. Đương nhiên tiền phong bì không nhất định coi là nhận hối lộ nhưng vì vậy có thể thấy Lữ An Bang nhớ rất tốt, khai báo là thật cho nên. Cho nên các anh cho rằng Đường Diệu Văn nhận 50.000 của Lữ An Bang. Triệu Quốc Đống có chút bực mình. Bí thư Triệu, chúng tôi điều tra ghi chép của các hội nghị, căn cứ thời gian phán đoán nếu như Lữ An Bang khai là thật thì khi Lữ An Bang làm phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân cũng chính là nửa tháng sau khi đưa tiền cho Đường Diệu Văn. Hội nghị thường ủy Hoa Lâm lúc ấy thông qua đề nghị để Lữ An Bang làm phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân huyện. Lạc Dục Thành biết tâm trạng Triệu Quốc Đống lúc này không tốt nên không giải thích nhiều mà nói. Từ lý luận thì thấy nó khá phù hợp. Khoản tiền này đưa trực tiếp cho Đường Diệu Văn, có ai khác ở đó không? Triệu Quốc Đống tức giận nói. Là vợ Đường Diệu Văn nhận, lúc ấy được đặt trong một hộp trà. Ừ, lúc ấy Lữ An Bang đến nhà Đường Diệu Văn, Đường Diệu Văn không có nhà, ngoài vợ y ra còn có bảo mẫu cũng thấy Lữ An Bang đến nhà. Lạc Dục Thành cười khổ nói. Hơn nữa căn cứ Lữ An Bang khai thì khi y từ trên nhà Đường Diệu Văn xuống vừa lúc gặp Đường Diệu Văn. Hai người còn đứng đó nói chuyện một lúc. Có thể nào là khi Lữ An Bang đặt tiền trong hộp trà, bản thân Đường Diệu Văn không biết cho nên. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Bí thư Triệu, khả năng này không lớn. Lữ An Bang đến nhà Đường Diệu Văn và mang theo thuốc lá, chè, rượu là có ý đồ. Hơn nữa khi ấy Lữ An Bang muốn cạnh tranh vào chức phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thì từ lẽ thường mà nói Đường Diệu Văn không biết là không thể, cho nên. Lạc Dục Thành đương nhiên biết suy nghĩ trong lòng Triệu Quốc Đống nhưng sự thật ở ngay trước mắt, anh không thể làm gì khác. Lữ An Bang bị bắt thì đối với Triệu Quốc Đống mà nói không quan trọng. Một phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân huyện không đủ sức nặng. Lúc ấy huyện ủy Hoa Lâm đề cử Lữ An Bang thì hắn đã thấy không thích. Nhưng nghĩ Đường Diệu Văn là bí thư huyện ủy và cần động tác ổn định tình hình. Hơn nữa Đường Diệu Văn mới lên mà thị ủy chối bỏ ý kiến của huyện ủy Hoa Lâm chính là làm tổn hại uy tín của Đường Diệu Văn. Vì thế hắn không bác bỏ. Triệu Quốc Đống im lặng không nói. Lạc Dục Thành cũng không biết nên nói gì mới tốt, chuyện này đáng lẽ không do y báo cáo, nhưng do quan hệ giữa Toàn Lực Trí cùng Triệu Quốc Đống không được tốt, hơn nữa Triệu Quốc Đống khá coi trọng Đường Diệu Văn nên Toàn Lực Trí mới bảo Lạc Dục Thành đến báo cáo với Triệu Quốc Đống. Vụ án của Lữ An Bang mà liên lụy tới Đường Diệu Văn là khá bất ngờ. Theo lý thuyết Đường Diệu Văn làm khá tốt, không có nghe thấy phản ánh gì về vấn đề này,
hơn nữa 50.000 đối với tiền đồ của một vị bí thư huyện ủy là không đáng gì. Sau đây các anh định xử lý như thế nào? Một lúc lâu sau Triệu Quốc Đống mới nói. Chuyện này chủ nhiệm Toàn để tôi tới báo cáo với ngài, sợ là chúng tôi phải điều tra Đường Diệu Văn, vợ và bảo mẫu của y. Lạc Dục Thành nhăn nhó nói. Sau khi Lữ An Bang bị bắt, các anh tới Hoa Lâm điều tra thì Đường Diệu Văn có biểu hiện gì? Triệu Quốc Đống đột nhiên nói. Không có gì lạ cả, bí thư Đường rất nhiệt tình nhưng cũng tỏ vẻ đau lòng, cũng tỏ vẻ huyện ủy sẽ toàn lực phối hợp với ủy ban kỷ luật thị xã. Lạc Dục Thành nói. Dục Thành, anh đến ủy ban kỷ luật đã nhiều ngày, anh cảm thấy Toàn Lực Chí là người như thế nào? Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế và nói. Lạc Dục Thành ngẩn ra vì không biết nên trả lời như thế nào. Y im một lúc mới nói. Bí thư Triệu, tôi cảm thấy giữa ngài và chủ nhiệm Toàn có hiểu lầm. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy có phải là do chủ nhiệm Toàn lập dị, khó gần hay không. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc tôi cảm thấy cái nhìn của mình về chủ nhiệm Toàn đã thay đổi. Triệu Quốc Đống gật đầu ra hiệu đối phương nói tiếp. Tính cách của chủ nhiệm Toàn có chút cực đoan, chính xác mà nói là kẻ ghét ác như thù, trong mắt không có hạt bụi. Hơn nữa y vẫn chủ trương đánh hổ không đánh ruồi, cảm thấy ủy ban kỷ luật điều tra cần phải dùng sức mạnh để trấn áp, nếu không chỉ dựa vào giáo dục và giám sát thường ngày là khó có thể đạt được hiệu quả. Đánh hổ không đánh ruồi. Triệu Quốc Đống cẩn thận suy nghĩ hàm ý trong câu này. Toàn Lực Chí đương nhiên sẽ không đơn giản như lời Lạc Dục Thành nói. Nhưng Lạc Dục Thành nói cũng đúng, người này đúng là có chút thú vị, một lòng muốn làm việc lớn. Đây là y nhìn chằm chằm vào Đường Diệu Văn rồi bảo Lạc Dục Thành đến báo cáo với mình, muốn xem mình làm như thế nào. Nghĩ đến đây Triệu Quốc Đống không khỏi cười lạnh một tiếng. Đúng, thực ra bình thường chủ nhiệm Toàn rất hiểu ý cấp dưới. Tôi và y mới đầu còn xa lạ nhưng bây giờ khá ăn ý. Chuyện của Đường Diệu Văn thì chủ nhiệm Toàn cũng rất thận trọng, thậm chí còn tự mình thẩm vấn Lữ An Bang, chính là muốn xác định xem có vu cáo hay không. Mặc dù là như vậy nhưng chủ nhiệm Toàn vẫn thấy nên báo cáo trước và hỏi ý kiến của ngài. Đứng giữa Triệu Quốc Đống và Toàn Lực Chí khiến Lạc Dục Thành rất khó xử. Triệu Quốc Đống mặc dù cứng rắn nhưng coi trọng mình, nhưng Toàn Lực Chí là lãnh đạo trực tiếp. Hơn nữa theo Lạc Dục Thành quan sát thì Toàn Lực Chí cũng không phải kẻ bình thường, có chỗ dựa mạnh. Vì thế Lạc Dục Thành có thái độ như thế nào, làm sao phối hợp tốt quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Toàn Lực Chí là điều cần phải suy nghĩ. Hừ, trưng cầu ý kiến của tôi sao? Ở tình huống này tôi có thể có ý kiến gì? Triệu Quốc Đống đang định nói chuyện thì có tiếng gõ cửa vang lên. Vân Duệ lặng lẽ đẩy cửa ra nói. Bí thư Triệu, trưởng ban thư ký Toàn muốn hỏi ngài xem có nên hoãn hội nghị thường ủy lại không? Không cần, tôi tới ngay đây. Dục Thành, anh đi cùng tôi. Triệu Quốc Đống đứng lên nói. Các thường vụ có chút kinh ngạc khi Triệu Quốc Đống vào chỉ đặt cặp lên bàn, còn gọi Toàn Lực Chí sang phòng bên cạnh. Hơn nữa mọi người cũng đều thấy Lạc Dục Thành tiến vào với vẻ mặt nghiêm túc làm bọn họ run lên vì đoán được đã có chuyện gì đó. Lực Chí, chuyện tôi thấy như thế này, do văn phòng thị ủy thông báo Đường Diệu Văn lên thị xã, bảo là tôi muốn nghe anh ta nói về tư tưởng cổ vũ người Hoa Lâm về quê hương gây dựng sự nghiệp. Sau khi anh ta đến tôi, anh và Dục Thành cùng gặp anh ta, xem anh ta nói như thế nào. Ngoài ra bên kia cũng bảo Vương Ích dẫn người xuống huyện điều tra xác minh vợ, bảo mẫu của Đường Diệu Văn. Triệu Quốc Đống nói. Toàn Lực Chí ngẩn ra, y không ngờ Triệu Quốc Đống quyết đoán như vậy. Là tuyệt đối tin tưởng Đường Diệu Văn hay cảm thấy chuyện này không thể bao che nên quyết định chặt đứt. Chẳng qua dù như thế nào chuyện này nhất định cũng không bình tĩnh được, Toàn Lực Chí cũng không sợ có vấn đề gì trong đó. Vương Ích đã tới Hoa Lâm từ sớm, chỉ chờ điện thoại mà thôi. Được, biện pháp này cũng được, để Đường Diệu Văn lên, chúng ta cũng có thể nghe xem y giải thích như thế nào. Toàn Lực Chí gật đầu nói. Mặt khác tôi có ý kiến tạm thời không nên để lộ ra. Trước khi xác minh rõ thì phải thận trọng, không nên tạo ra tin đồn khắp nơi. Triệu Quốc Đống nói. Đương nhiên nếu Đường Diệu Văn thật sự dính vào thì phải làm theo quy định pháp luật. Như vậy là tốt nhất, chúng ta không thể vu oan người tốt, cũng không thể bỏ qua kẻ xấu. Toàn Lực Chí cười nói. Bí thư Triệu. Hay là nhờ anh mời trưởng ban thư ký Tằng gọi điện cho Đường Diệu Văn bảo y lập tức lên thị ủy, chúng ta vừa họp vừa chờ. Tôi thấy cũng được, chúng ta ở đây chờ y. Quyển 14, chương 60. Các thường vụ đều muốn từ vẻ mặt Triệu Quốc Đống để nhìn ra gì đó, nhưng bọn họ lại bất ngờ vì Triệu Quốc Đống không có gì lạ, mà Toàn Lực Chí cũng chỉ mỉm cười không lộ gì cả.
Nội dung hội nghị thường ủy lần này có vài chuyện. Một là học tập tinh thần quyết định về tăng cường công tác giáo dục nông thôn, học tập tinh thần hội nghị lần thứ 3 khóa 16 Đại hội Đảng Toàn quốc, học tập tinh thần chiến lược thu hút nhân tài, đưa đất nước lớn mạnh của Trung ương, cũng thông báo tình hình phát triển kinh tế tháng 11 của Ninh Lăng. Tâm trạng Triệu Quốc Đống có vẻ không bị ảnh hưởng gì. Khi nói đến việc tăng cường công tác giáo dục nông thôn, Triệu Quốc Đống nói khá nhiều. Hắn tỏ vẻ hiện nay thị xã đang tích cực đẩy mạnh hệ thống giáo dục, tài chính thị xã cần tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn, đồng thời cũng yêu cầu tất cả các quận, huyện dạy nghề miễn phí cho người lao động ở nông thôn. Đây là trụ cột để Ninh Lăng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Khi nói đến vấn đề năng lực thu hút nhân tài của Ninh Lăng, Phó Thị trưởng Thường trực Cố Vĩnh Bân giới thiệu về việc xây dựng và sử dụng của khu nhà chuyên gia. Khu nhà đã được xây dựng gồm 128 căn hộ, tiêu tốn 16 triệu tệ, hiện nay đã có 14 vị chuyên gia của công ty trách nhiệm hữu hạn máy biến thế Ninh Lăng, Học viện Sư phạm Ninh Lăng, công ty trách nhiệm hữu hạn dây cáp điện Thiên Hằng, công ty dây cáp điện Trường Liên, tập đoàn rượu Ninh Lăng, công ty Neo, công ty trách nhiệm hữu hạn phân bón Ninh Lăng đủ tiêu chuẩn vào đó ở. Hiện nay công ty chất bán dẫn Liên Hoa, chất bán dẫn Nam Pha, công ty Thần Phong, công ty vật liệu xây dựng Phong Đình có tổng cộng 9 chuyên gia xếp vào diện xem xét. Mà công ty ô tô Fukuda, công ty rượu hoa cũng có 7 chuyên gia cũng chuẩn bị được xét. Chuyện này đã khiến nhiều trang báo đài đưa tin, đương nhiên cũng có ý kiến cho rằng chính quyền Ninh Lăng ra vẻ như vậy. Nhưng hầu hết đều đánh giá tốt. Đồng thời công ty Phong Đình cung cấp vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường từ tre cũng được lộ mặt, khiến bên ngoài chú ý. Có thể nói việc xây dựng khu nhà chuyên gia và quỹ trợ cấp nhân tài đã làm tăng sức cạnh tranh của Ninh Lăng trong việc thu hút đầu tư. Cũng khiến cho tâm lý không thoải mái của những nhân viên các công ty đầu tư vào Ninh Lăng phải từ trụ sở chính đến Ninh Lăng làm giảm đi khá nhiều. Dù sao tiền trợ cấp từ 500 đến 1.000 tệ do chính quyền phát không chỉ đơn giản là trợ cấp về tài chính, nó còn đại biểu chính quyền tán thành năng lực làm việc và thân phận của các vị chuyên gia. Điều này là cơ sở để những chuyên gia này muốn lên chức hoặc nhảy việc. Sau khi vào quý tư ngành sản xuất công nghiệp của Ninh Lăng phát triển rất nhanh. Tháng 10 tăng trên 88% năm trước, tháng 11 tăng đạt con số 192% so với cùng kỳ, có lẽ tháng 12 sẽ còn cao hơn nữa. Tháng 11 cũng là tháng lịch sử trong việc tiêu thụ điện của Ninh Lăng, nó gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù việc cung ứng điện đã được chuẩn bị từ trước nhưng vẫn thi thoảng xuất hiện hiện tượng quá tải. Các thường vụ đều rất mong chờ số liệu kinh tế năm nay ra lò. GDP tăng tốc đứng đầu toàn tỉnh là điều chắc chắn, thậm chí còn vượt quá dự định. Chủ yếu là xem GDP năm nay của Ninh Lăng đạt bao nhiêu mà thôi. Tăng thu tài chính của Ninh Lăng cũng vượt xa các thành phố, thị xã khác trong tỉnh. Thu từ thuế cũng tăng trưởng nhanh chưa từng có. Mãi cho đến khi Lạc Dục Thành xuất hiện trước cửa phòng hội nghị, tâm trạng tốt của Triệu Quốc Đống mới kết thúc. Dù như thế nào cũng phải đối mặt sự thật. Mặc dù Triệu Quốc Đống rất tin vào Đường Diệu Văn nhưng điều mà Lạc Dục Thành giới thiệu làm hắn thấy áp lực lớn. Dù sao từ đủ dấu hiệu cho thấy Đường Diệu Văn cũng có trách nhiệm. Đường Diệu Văn đã đến. Lực Chí, anh đi xử lý đi, bên này không cần anh tham gia. Ra ngoài cửa phòng hội nghị, Triệu Quốc Đống dừng một chút và nói. Vậy Bí Thư Triệu, anh. Toàn Lực Chí có chút kinh ngạc nói. Tôi không tham gia, các anh làm theo trình tự là được. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng nói. Tôi cảm thấy Đường Diệu Văn không đến mức như vậy nhưng tất cả phải dựa vào chứng cứ. Ủy ban kỷ luật cần nghiêm túc điều tra làm rõ, nếu thật sự vi phạm pháp luật thì không được bỏ qua. Toàn Lực Chí gật đầu nói. Bí Thư Triệu, dù kết quả vụ án này như thế nào thì tôi cũng muốn tìm thời gian báo cáo công việc gần đây của Ủy ban kỷ luật với anh, ngoài ra tôi cũng muốn trao đổi vài suy nghĩ của mình với anh. Triệu Quốc Đống hơi động tâm nói. Được. Tôi cũng sớm muốn tìm cơ hội nói chuyện với anh. Tôi cảm thấy việc nói chuyện riêng có hiệu quả tốt hơn là các buổi trao đổi tự do của hội nghị thường ủy. Được. Toàn Lực Chí gật đầu rời đi. Triệu Quốc Đống vẫn muốn làm mình bình tĩnh lại nhưng hắn phát hiện mình khó làm được. Chuyện không liên quan đến hắn cơ mà. Đường Diệu Văn và hắn không có quan hệ đặc biệt gì. Nhưng không thể nghi ngờ Triệu Quốc Đống coi trọng Đường Diệu Văn. Nhất là việc thay đổi hoàn cảnh đầu tư và ủng hộ người xa quê về Hoa Lâm gây dựng sự nghiệp, Đường Diệu Văn đã đi trước toàn thị xã, hơn nữa lại có hiệu quả ngay. Xu thế phát triển trong năm của Hoa Lâm khá tốt, tháng 10, 11 liên tục có nhiều công ty đến đầu tư, nhất là việc phát triển các công ty vừa và nhỏ cũng rất nhanh.
Trong tháng 10 đã có 6 công ty từ khu vực châu Tam Giác đến đầu tư vào khu công nghiệp da của Hoa Lâm, chủ yếu sản xuất giày da, dây lưng, túi xách, quy mô mặc dù không lớn nhưng đó là điểm báo trước. Tháng 11 chính quyền huyện Hoa Lâm đưa ra chính sách giúp đỡ dân chúng gây dựng sự nghiệp khiến việc đầu tư vào Hoa Lâm tăng vọt. Không chỉ có người gốc Hoa Lâm, còn cả người trong tỉnh và vài tỉnh lân cận đều bị hấp dẫn bởi chính sách do huyện ủy, ủy ban Hoa Lâm đưa ra. Nhật báo Ninh Lăng hai hôm trước cũng đã có bài viết Hoa Lâm quật khởi nói về việc Hoa Lâm cải thiện hoàn cảnh đầu tư, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, phát triển các ngành nghề thu hút nhiều sức lao động, hấp thu sức lao động dư thừa ở nông thôn, đạt được hiệu quả rõ ràng. Năm nay tốc độ tăng trưởng của Hoa Lâm vẫn đứng thứ 3 toàn thị xã. Ngoài khu khai phát và Tây Giang có nhiều hạng mục công nghiệp lớn đầu tư vào không thể so sánh ra, Hoa Lâm không có nhiều hạng mục lớn tới nhưng dựa vào rất nhiều công ty vừa và nhỏ đầu tư nên cũng duy trì được tốc độ tăng trưởng. Mặc dù các quận, huyện khác phát triển nhanh nhưng Hoa Lâm vẫn có thế mạnh của mình. Ngành da giày thu hút nhiều sức lao động ở nông thôn đã mang lại hiệu quả rõ ràng. Hàng năm Hoa Lâm có nhiều dân chúng ra ngoài làm thuê nhưng bây giờ có thể làm việc ngay tại huyện tuy lương thấp hơn so với khu vực Duyên Hải nhưng chi phí ăn ở, đi lại cũng đủ bù đắp. Hơn nữa ngay gần nhà, hết giờ làm có thể làm phụ gia đình nên khiến nhiều người không muốn đi nữa. Mà do có nhiều công nhân đi làm nên cũng khiến thị trường tiêu dùng phát triển, khiến cho các xã, thị trấn của Hoa Lâm từ nơi vắng vẻ năm 98 giờ đã rất phồn hoa. Các ngành như buôn bán, ăn uống của Hoa Lâm phát triển rất tốt. Hoa Lâm phát triển sau thời kỳ ổn định khi Hoàng Côn làm bí thư huyện ủy đã chuyển sang thời đại phát triển với tốc độ cao khi Đường Diệu Văn lên. Trong nhiều hội nghị gần đây Triệu Quốc Đống vẫn khen Hoa Lâm. Đường Diệu Văn cũng được coi là ngôi sao mới trong chính đàn Hoa Lâm, nhưng bây giờ y lại vướng vào việc này là sao chứ? Nghĩ tới đây Triệu Quốc Đống không khỏi có chút tức giận. Quyển 14, chương 61. Trong văn phòng Triệu Quốc Đống, Đường Diệu Văn thấy Toàn Lực Trí và Lạc Dục Thành xuất hiện trước mặt mình chứ không phải là Triệu Quốc Đống, trong lúc nhất thời y không hiểu. Không phải bí thư Triệu muốn nghe Hoa Lâm báo cáo công việc sao? Sao lại là hai người này? Chủ nhiệm Toàn, chủ nhiệm Lạc, bí thư Triệu. Nhưng khi Đường Diệu Văn thấy Lạc Dục Thành thường hay tươi cười lúc này lại nghiêm túc liền hiểu ra. Y nhìn quanh rồi nói. Chủ nhiệm Toàn, có phải có chuyện gì không? Diệu Văn. Hôm nay tôi và đồng chí Dục Thành đại biểu tổ chức muốn xác minh một chuyện với anh, đây cũng là do trách nhiệm với cá nhân anh, tổ chức hy vọng anh có thể phối hợp để điều tra làm rõ vấn đề. Toàn Lực Trí nói khá ôn hòa và bình tĩnh, không nghe ra có gì không ổn nhưng ai cũng biết thường khi Toàn Lực Trí tươi cười chính là muốn bắt kẻ khác. Vương Bá Đào cùng Cung Tự Thành cũng đổ hết dưới vẻ tươi cười của Toàn Lực Trí. Mặt Đường Diệu Văn hơi tái sau đó đỏ lên, tất nhiên là có chút kích động. Chẳng qua y thấy Lạc Dục Thành khẽ nhíu mày liền cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Lúc này mà mất bình tĩnh sẽ nói nhầm ra còn đâu không có tác dụng gì. Chủ nhiệm Toàn, anh nói gì vậy? Tôi là đảng viên, tổ chức có gì cần tôi làm sáng tỏ tôi đương nhiên nghe theo. Về phần có thể làm hai người hài lòng hay không thì tôi không chắc. Đường Diệu Văn nói khá sắc bén, nếu đối phương ra vẻ làm việc thì y cũng không hề khách khí nữa. Toàn Lực Trí cũng chỉ cười cười không nói nhiều. Y nhìn sang Lạc Dục Thành và nói. Dục Thành, anh hỏi đi, tôi thấy đồng chí Đường Diệu Văn có chút thành kiến đối với tôi. Lạc Dục Thành hơi buồn bực, Triệu Quốc Đống quyết định không tới rồi giao nhiệm vụ cho mình và Toàn Lực Trí. Nhưng Toàn Lực Trí vừa thấy Đường Diệu Văn có vẻ không hợp tác liền đẩy sang cho mình. Xem ra chỉ có mình đi làm kẻ ác. Đường Diệu Văn thấy mặt Lạc Dục Thành hơi đổi thì cũng hiểu suy nghĩ của đối phương. Y cười nói. Lão Lạc, có gì cần cứ hỏi. Tôi cũng không biết có phải bí thư Triệu thật sự muốn nghe tôi báo cáo hay không. Nếu là thật thì tôi còn định sớm kết thúc chuyện với hai vị rồi còn báo cáo với bí thư Triệu. Toàn Lực Trí thoáng đổi sắc, xem ra Đường Diệu Văn này rất bình tĩnh. Chẳng qua cũng không quan trọng, chỉ cần có chuyện kia thì không sợ hắn cứng miệng bao nhiêu. Lạc Dục Thành suy nghĩ một chút và quyết định nói thẳng. Dù sao Lữ An Bang cũng đã bị bắt vài ngày, nếu Đường Diệu Văn có vấn đề thì chỉ sợ sớm đã có chuẩn bị. Chẳng qua có nhiều thứ không phải chỉ vài ngày là rửa hết được. Bí thư Đường, chúng ta đều là người quen nên có một số việc tôi thấy không cần quanh quẩn. Chúng tôi có mấy vấn đề cần anh xác minh, hy vọng anh có thể cung cấp thông tin đúng sự thật cho chúng tôi. Anh thấy có được không? Được, tôi vừa nói rồi, tôi có gì nói đó. Đường Diệu Văn ngửa mặt không thẹn với trời, không có gì mà không dám nói. Đường Diệu Văn gật đầu, y biết Lạc Dục Thành làm ngành này nên phải làm tròn nhiệm vụ. Không trách được.
Nhưng Toàn Lực Chí thì khác, Đường Diệu Văn biết tên Toàn Lực Chí này chỉ muốn chôn vùi sự nghiệp của quan chức cấp dưới. Toàn Lực Chí cười cười không nói, chỉ nhàn nhã ngồi bên xem phản ứng của Đường Diệu Văn. Bí thư Đường, anh cũng biết Lữ An Bang đã bị Ủy ban Kỷ luật thị xã chúng tôi bắt đi. Hơn nữa căn cứ điều tra trước đó của chúng tôi thì nội bộ Ủy ban xây dựng Hoa Lâm có không ít vấn đề. Ngoài bản thân Lữ An Bang ra còn có người của Ủy ban xây dựng tiến vào. Thái độ của Lữ An Bang rất thành khẩn, y hy vọng thông qua việc mình khai báo để được giảm nhẹ tội. Tôi muốn biết anh có qua lại gì về mặt kinh tế với Lữ An Bang không? Mặc dù Lạc Dục Thành hỏi rất huyền chuyển nhưng Đường Diệu Văn có thể lập tức nghe ra vấn đề. Lão Lạc, anh nói là Lữ An Bang tố cáo tôi. Ý là tôi và y có giao dịch kinh tế. Anh không cần biết Lữ An Bang khai như thế nào, tôi chỉ hỏi giữa anh và Lữ An Bang có qua lại gì về kinh tế hay không? Lạc Dục Thành lạnh nhạt nói. Chưa từng có, tôi và y chỉ có quan hệ công việc đơn thuần, chính xác mà nói thì quan hệ không sâu. Câu, quan hệ không sâu, cũng chính là không có quan hệ cá nhân, càng phủ định hoàn toàn việc bọn họ có giao dịch kinh tế. Toàn Lực Chí cười lạnh một tiếng, chưa từng có giao dịch kinh tế cũng chứng minh nếu 50.000 kia là thật thì Đường Diệu Văn nhất định là nhận hối lộ. Vậy Bí Thư Đường, lúc nào Lữ An Bang lên làm Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Hoa Lâm, anh có ấn tượng không? Lạc Dục Thành từng bước đi vào vấn đề. Vào tháng 9 năm nay, còn thời gian cụ thể tôi không nhớ, huyện có văn bản quyết định. Đường Diệu Văn thản nhiên nói. Vậy anh có ấn tượng nào về việc y lúc ấy tại sao lại đạt được quyền đề cử làm Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Hoa Lâm do huyện ủy Hoa Lâm chọn không? Lạc Dục Thành nói. Ừ, có lẽ là trong tháng 8, trước một tháng khi Lữ An Bang được phê chuẩn. Đường Diệu Văn không cần suy nghĩ nói. Thị ủy phê duyệt sau khi huyện đề cử nửa tháng, hơn nữa còn có một trình tự nên mất khoảng tháng. Vậy ai đề cử Lữ An Bang làm Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân trong Hội nghị Thường ủy Hoa Lâm? Là tôi, nhưng trước đó tôi và Lão Cát, Lão Vi đã bàn với nhau, Hội nghị Thường ủy do tôi nói ra. Đường Diệu Văn bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ vì mình đề cử Lữ An Bang trong Hội nghị Thường ủy nên nghi ngờ mình có qua lại với y? Vậy quá hoang đường rồi, Đường Diệu Văn không tin đám người ở Ủy ban Kỷ luật lại thiếu đầu óc đến thế. Bí thư Lạc, tôi muốn hỏi anh một câu. Anh có cảm tưởng như thế nào về Lữ An Bang? Toàn Lực Chí đột nhiên nói xen vào. Đường Diệu Văn ngẩn ra nhưng vẫn nói. Rất bình thường, hoặc là nói không tốt lắm. Toàn Lực Chí ngẩn ra, y vốn nghĩ đối phương sẽ nói rất được, như vậy mình có thể tung ra một câu hỏi khác, đó là tại sao 2 năm trước khi đề cử thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch huyện mà Đường Diệu Văn và Hoàng Côn vẫn không nhất trí. Hoàng Côn đề cử Lữ An Bang, mà Đường Diệu Văn đề cử người khác. Chỉ là ý kiến của Hoàng Côn không được Hội nghị Thường vụ Thị ủy thông qua. Không ngờ Đường Diệu Văn lại nói thế. Vậy tại sao anh đề cử Lữ An Bang làm Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân? Toàn Lực Chí hỏi tiếp. Đường Diệu Văn nhìn Toàn Lực Chí đầy khinh thường. Y vốn không định trả lời vấn đề này nhưng nghĩ nếu không trả lời thì đối phương sẽ cắn chặt không buông, nghi ngờ càng nhiều. Người này là con chó điên, cắn sẽ không chịu nhả ra. Chủ nhiệm Toàn. Tôi vốn không định trả lời câu hỏi này của anh, bởi vì nó không có quan hệ gì đến vấn đề của tôi cả. Nhưng tôi thấy anh quan tâm như vậy thì có thể trả lời. Bởi vì Lữ An Bang có lý lịch dày, có sức ảnh hưởng trong Ủy ban xây dựng, đã 2 lần có cơ hội làm Phó Chủ tịch huyện nhưng vì không được thông qua ở Hội nghị Thường ủy, hơn nữa có một số đồng chí khác cho rằng nên để Lữ An Bang lui ra với cấp bậc tốt nhất. Vì thế tôi cảm thấy y đến làm Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân có lợi cho sự đoàn kết của huyện. Chỉ đơn giản như vậy. Nghe Đường Diệu Văn nói với giọng khiêu khích, Toàn Lực Chí không hề tức giận mà chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu Lạc Dục Thành có thể tiếp tục. Vậy anh nhớ xem một thời gian trước khi Lữ An Bang được xác định làm Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân, Lữ An Bang có qua lại gì với anh không? Lạc Dục Thành thấy Đường Diệu Văn tỏ vẻ khó hiểu nên nói thêm. Lữ An Bang có đến nhà anh không? Theo tôi nhớ hình như không có, chúng tôi nói chuyện đều ở văn phòng tôi. Tôi chưa từng tiếp y ở nhà. Đường Diệu Văn lắc đầu nói. Thật sự không có, anh nhớ lại xem. Lạc Dục Thành hỏi một cách nghiêm túc. Không có, tôi nhớ là không có. Đường Diệu Văn suy nghĩ một chút rồi mặt tái lại. Ồ, hình như là tới nhà tôi nhưng tôi không có nhà, chỉ gặp tôi ở cửa. Tôi bảo y vào nhà ngồi nói chuyện nhưng y nói không vào. Nói như vậy Lữ An Bang đã đến nhà anh. Lạc Dục Thành thấy khá nặng nề. Xem ra đã đến gần sự thật rồi.
Có, là vợ tôi tiếp, ý các anh là vợ tôi. Mặt Đường Diệu Văn đỏ bừng lên. Không thể, vợ tôi chưa bao giờ làm loại chuyện này, tôi đã sớm yêu cầu tuyệt đối không dính đến vấn đề kinh tế. Sau khi anh về thì vợ anh có nói chuyện này không? Lạc Dục Thành cũng không muốn tranh luận vấn đề này nên hỏi tiếp. Tôi nghĩ đã, đúng, hôm đó tôi vừa đến nhà nhận được điện nói có nơi sụt lún nên tôi phải đi ngay, hôm đó ở nơi tai nạn cả đêm, sáng hôm sau mới về huyện ủy. Đúng, chiều thứ hai tôi lên thị xã họp, ngày thứ ba mới về nhà. Vậy sau khi anh về, vợ anh có nói gì với anh không? Lạc Dục Thành kiên nhẫn nói. Không có, cô ấy không nói gì với tôi. Đường Diệu Văn có chút lo lắng. Chuyện này đúng là không thể nói rõ, chẳng lẽ vợ mình thật sự làm việc này? Không thể, mình sớm dặn mà, cô ấy cũng không phải người không có lý trí. Nếu thật sự nhận tiền của Lữ An Bang thì đâu có thể tự nhiên với mình như vậy, ít nhất cũng phải bóng gió vài câu chứ. Toàn Lực Trí cười cười đang định nói chuyện thì đột nhiên điện thoại di động vang lên. Y sang bên nghe rồi mặt trở nên khác lạ. Quyển 14, chương 62. Triệu Quốc Đống tỉnh lại đã là hơn 8 giờ sáng. Đã lâu rồi hắn không uống nhiều như vậy, nó làm hắn thoải mái hơn cả khi quan hệ nam nữ. Rượu Bích Ngọc Nhũ càng uống càng ngọt nhưng sau đó lại làm người ta ngây ngất. Triệu Quốc Đống nằm trên giường rất vui vẻ. Tối qua vò rượu Bích Ngọc Nhũ 5 cân đã được hắn, Đường Diệu Văn, Hoắc Vân Đạt uống hết. Trong đó hắn uống ít nhất một nửa. Bích Ngọc Nhũ có độ trên 30, uống hơn 2 lít khiến Triệu Quốc Đống tự nhận uống giỏi cũng không chịu nổi. Về phần Đường Diệu Văn đã sớm được nâng ra ngoài, chỉ còn hắn và Hoắc Vân Đạt ở lại uống hết. Đường Diệu Văn và Hoắc Vân Đạt đi lúc nào Triệu Quốc Đống không nhớ. Tâm trạng vui vẻ làm hắn về nhà rồi lăn ra ngủ. Cũng may Vân Duệ biết hôm nay hắn đã xin nghỉ nửa ngày. Biểu hiện của Toàn Lực Trí không có gì lạ, thậm chí còn có vẻ vui mừng vì Đường Diệu Văn không phải là nhận hối lộ. Nhưng Triệu Quốc Đống biết tên này lộ rõ ánh mắt nuối tiếc. Triệu Quốc Đống không rõ đối phương muốn nhân cơ hội nhằm vào mình, hay là bản tính thích cho quan chức ngã ngựa, thích người khác run sợ trong tay y. Nói tóm lại đây không phải là tâm lý được mọi người chấp nhận. Chuyện thực ra rất đơn giản, Lữ An Bang mang chè, rượu tới nhà Đường Diệu Văn nhưng vì ngày thứ hai, thứ ba Đường Diệu Văn không về nhà, vợ Đường Diệu Văn liền gọi thư ký của Đường Diệu Văn mang chè, rượu lên huyện. Mà bởi vì vợ Đường Diệu Văn không thấy có gì khác lạ nên chồng về cũng không nhắc đến chuyện này. Đường Diệu Văn đã sớm dặn vợ nếu có khách mang chè, rượu tới nhà thì không tiện từ chối, vì vậy đưa lên cho văn phòng huyện, có thể để Đường Diệu Văn lấy ra tiếp khách. Như vậy vừa tránh được việc làm tổn thương tình cảm của các đồng chí, vừa tránh được việc nói mình nhận hối lộ. Dù sao có chút chè, rượu tính ra cũng mấy ngàn tệ. Bình thường không thấy gì nhưng nếu có người lấy ra nói chuyện thì khó tránh khỏi chuyện bị tình nghi. Cho nên Đường Diệu Văn đã đưa ra ý này. Cách làm này là do trước đây Đường Diệu Văn học cách làm của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống bình thường không hút thuốc, uống rượu nên ít nhận, có nhận cũng chuyển sang văn phòng. Ủy ban kỷ luật thị xã đương nhiên sẽ không dễ dàng tin lời vợ Đường Diệu Văn như vậy. Bọn họ lập tức gọi thư ký của Đường Diệu Văn, tránh văn phòng huyện ủy Hoa Lâm, lãnh đạo phụ trách việc tiếp đón của văn phòng để xác minh và biết lời đối phương là đúng. Hơn nữa cũng đã tìm được 2 hộp trà thiết quan âm với 50.000 tệ ở bên trong. Việc này đều do phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Vương Ích đến Hoa Lâm phụ trách, Toàn Lực Trí nhanh chóng biết được tình hình. Mà bên này Đường Diệu Văn lại hoàn toàn không biết gì. Y chỉ biết Lữ An Bang đã đến nhà mình, mà lúc ấy mình không có nhà, vợ cũng không đưa gì cho mình, còn các thứ khác cũng không có gì đáng nói. Sự thật chứng minh Đường Diệu Văn không nói dối. Vợ Đường Diệu Văn cũng không nói chuyện này với chồng, mà quà cũng đưa đến văn phòng huyện ủy. Vụ việc cuối cùng đã tan thành mây khói. Khi nghe Đường Diệu Văn báo cáo về việc Hoa Lâm thành lập hệ thống hỗ trợ giúp dân chúng gây dựng sự nghiệp đã là 6 giờ tối, Triệu Quốc Đống gọi cho Hoắc Vân Đạt đến một quán ngồi ăn. Để Toàn Lực Trí cùng Lạc Dục Thành ngồi trong phòng khách ở văn phòng mình hỏi Đường Diệu Văn là do Triệu Quốc Đống muốn tỏ thái độ hắn tin Đường Diệu Văn không phạm sai lầm kinh tế. Nếu như nói hắn nhìn nhầm người thì Triệu Quốc Đống cảm thấy mình cũng cần xem lại cách phán đoán, dùng người của mình. Tảng đá này rơi xuống làm tâm trạng Triệu Quốc Đống tốt hơn nhiều. Rời giường rửa mặt, Triệu Quốc Đống gọi điện cho Cù Vận Bạch. Trên TV đã đưa tin Bắc Kinh bắt đầu đón đợt tuyết đầu tiên, trời dần chuyển lạnh. Hắn quan tâm hỏi làm Cù Vận Bạch cũng thấy ấm áp. Con vẫn ở bên Hong Kong, Cù Vận Bạch gần như hàng tuần đều bay sang Hong Kong ở bên đó 1-2 ngày rồi bay về Bắc Kinh.
có đôi khi bảo mẫu cũng mang con cô đến Bắc Kinh vài hôm nhưng khá hiếm. Bình thường chỉ khi Cù Vận Bạch quá bận không có thời gian sang Hong Kong thì mới làm vậy. Cù Vận Bạch thuê bảo mẫu khá đắt, 8.000 USD Hong Kong một tháng, coi như bằng nhân viên quản lý của một công ty bình thường. Nhưng Cù Vận Bạch thấy cũng đáng vì bảo mẫu làm rất tốt. Trong một năm sinh con, Cù Vận Bạch cũng học được tiếng Anh không ít từ bảo mẫu, người tốt nghiệp đại học chính quy. Nói chuyện giữa hai người gần như đều bằng tiếng Anh, điều này cũng làm Cù Vận Bạch khá tự hào. Mà con cô luôn được nghe tiếng Anh cũng có lợi cho trí thông minh. Triệu Quốc Đống cũng đã lên Bắc Kinh thăm con. Phải nói đứa bé càng lớn càng giống Cù Vận Bạch, nhất là cặp mắt giống hệt mẹ. Cù Vận Bạch nói bây giờ con còn nhỏ không nhìn ra, có lẽ lớn sẽ trông giống bố. Cù Vận Bạch bây giờ rất bận, tập đoàn Thiên Phu đã chuyển trọng tâm sang bên bất động sản. Khi thị trường bất động sản nóng lên thì không ai có thể bỏ qua khoản lợi nhuận khổng lồ từ nó. Cù Vận Bạch ngoài việc phụ trách công việc hành chính hàng ngày của tập đoàn ra, còn phải phụ trách Thiên Phu ở các khu vực phía Bắc. Ngoài Thiên Tân ra, Thiên Phu cũng đã thành lập các công ty bất động sản ở Trầm Dương, Đại Liên, Thanh Đảo, cũng nhanh chóng mở rộng nghiệp vụ. Một mình Kiều Huy phụ trách toàn bộ thị trường bất động sản của Thiên Phu trong cả nước là không thể. Vì thế ở thị trường phương Bắc ngoài Bắc Kinh ra còn đâu đều dần giao cho Cù Vận Bạch. Mặc dù Cù Vận Bạch chỉ là người giám sát chung nhưng do mấy công ty con mới thành lập, lượng công việc khá nhiều khiến Cù Vận Bạch gần như không có thời gian gặp Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cảm thấy sau khi sinh con, Cù Vận Bạch vốn chú ý đến mình đã chuyển sang con gái. Điều này làm hắn cảm thấy có chút mất mát, hai người chủ yếu gọi điện trao đổi là chính, còn gặp mặt thì 1-2 tháng chưa chắc có một lần. Đời người chính là như vậy, hợp tan là duyên phận. Hắn và Cù Vận Bạch mặc dù không đến mức tan nhưng bây giờ Cù Vận Bạch có sự nghiệp khiến trạng thái tinh thần tốt hơn trước nhiều. Hơn nữa còn có con gái làm chỗ dựa nên Triệu Quốc Đống phát hiện Cù Vận Bạch trông còn nhiều sức sống hơn trước. Sau đó Triệu Quốc Đống gọi cho Cổ Tiểu Âu, nhưng Cổ Tiểu Âu tắt máy, có lẽ cô chưa ngủ dậy hoặc không ở trong nước. Hắn định thử việc buôn điện thoại cả sáng, bình thường hắn hiếm khi có thời gian rảnh đến thế. Từ Trình Nhược Lâm đến La Băng, từ chị em từ Xuân Nhạn đến Lam Đại cùng Kiều San, Đồng Úc, cuối cùng còn có Khấu Linh cùng Mễ Á, Hàn Đông cùng Phùng Minh Khải. Triệu Quốc Đống phát hiện mình gọi điện làm đối phương vui mừng, hưng phấn. Điều này làm hắn có chút xấu hổ và tự trách, lâu như vậy mình ít liên lạc với bọn họ. Chẳng lẽ mình bận đến độ không có thời gian gọi điện tâm sự sao? Hình như không phải, hình như mình đã lười đi, công việc có người khác báo cáo, thư ký bố trí, mình quyết định. Mà cuộc sống riêng của mình thì sao? Phải để người khác chủ động gọi ư? Vì thân phận của mình tăng lên sao? Quyển 14, chương 63. Cả buổi sáng Triệu Quốc Đống nhốt mình trong phòng gọi điện. Bắt đầu từ Phùng Minh Khải, hắn gọi thông cho mọi người. Đã lâu hắn không thoải mái đến thế làm hắn tìm được niềm vui thú. Trần Đông Chiêu, Lôi Hướng Đông, Phòng Tử Toàn, Khâu Nguyên Phong, Đồng Mạn cùng các đồng nghiệp trên bộ, mỗi cuộc điện của hắn đều làm đối phương ngạc nhiên, đồng thời cũng làm Triệu Quốc Đống thấy an ủi. Triệu Quốc Đống biết mình gọi điện có chút đột ngột, thậm chí làm đối phương bỏ máy xuống phải suy nghĩ một lúc lâu. Nhưng hắn thấy không sao cả. Làm một bí thư thị ủy có lẽ đã lâu hắn không trải nghiệm cảm giác vui vẻ của thanh niên, mấy năm qua hắn gần như chưa trải qua cuộc sống vui vẻ của người đồng lứa, mà chỉ dồn tâm trí vào trong công việc. Vì công việc mà hắn đã mất đi nhiều thứ. 3 tiếng 2 cục pin hết, máy bàn trong phòng ngủ lần đầu phát huy tác dụng của nó. Ứng Đông Lưu ném mạnh tập báo cáo lên bàn sau đó chắp tay sau lưng đứng lên đi tới trước cửa sổ. Bên trong phòng khá ấm áp nhưng lại làm y cảm thấy có chút xúc động khó hiểu. Ứng Đông Lưu mở cửa, một làn không khí lạnh đập vào mặt làm người ta tỉnh táo lên không ít. Rừng tùng bên ngoài mọc dày đặc, màu xanh đập vào mắt làm Ứng Đông Lưu tỉnh táo lại không ít. Y cố hít sâu một hơi, trận mưa đêm qua làm nhiệt độ giảm xuống vài độ. Thành phố Ando đã chính thức vào mùa đông. Mùa đông Ando đối với người phương Bắc chính là sự dày vò. Mặc dù nhiệt độ không quá thấp nhưng không có khí ấm. Thi thoảng lại có những trận mưa kèm tuyết, mặt đất ướt át khó chịu. Một mùa đông âm u làm người ta không thể thoải mái nổi. Làm Ứng Đông Lưu càng khó chịu chính là số liệu kinh tế trước mắt. Năm 2003 sắp kết thúc nhưng số liệu kinh tế các thành phố, thị xã trình lên làm y không vui nổi. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, lúc này người được thư ký trực tiếp đưa vào không hỏi ý kiến Ứng Đông Lưu chỉ là Dương Kính Quang. Ứng Đông Lưu lạnh nhạt nói. Vào đi. Dương Kính Quang vừa vào đã nhận ngay cơn gió lạnh, y không ngờ bí thư Đông Lưu lại mở cửa sổ khiến điều hòa mất đi tác dụng.
Bí thư ứng, thời tiết hôm nay thay đổi, ngài phải chú ý giữ sức khỏe. Thời tiết Ando khác với ở Bắc Kinh, u ám, ẩm ướt, thay đổi nhiều. Ngài không cẩn thận một chút là sẽ bị cảm. Dương Kính Quang cầm một tập văn bản đi tới. Tôi bây giờ đang rất khó chịu, thêm chút cảm cũng không sao. Ứng Đông Lưu có chút tức giận nói. Chỉ khi có y và Dương Kính Quang ngồi riêng y mới có thể nói chuyện tùy ý. Ha ha, bí thư ứng, xem ra ngài đã dần biến thành người An Nguyên chúng tôi rồi. Ngay cả mấy câu tục ngữ của An Nguyên cũng nói thành thạo như vậy. Dương Kính Quang cười ha hả nói. Y nhìn thấy bản báo cáo số liệu kinh tế trên mặt bàn làm việc của Ứng Đông Lưu là biết nguyên nhân đối phương không vui. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cả nước năm nay rất cao. An Nguyên tăng tốc không chậm nhưng chỉ xếp hạng trung bình của cả nước, còn kém không nhỏ so với mấy tỉnh thành xếp ngay trên. Nhất là tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đặt mục tiêu hết khóa này sẽ đạt thứ tư toàn quốc nhưng bây giờ xem ra mục tiêu càng lúc càng xa vời. Bí thư Ứng, tôi vừa nhận được điện trên chính phủ. Bộ trưởng Hứa, bộ đường sắt trong tuần tới có thể đến An Nguyên chúng ta, thị sát tình hình xây dựng đường sắt An Tương và quy hoạch đầu mối giao thông đường sắt ở An Đô. Dương Kính Quang giơ tờ fax lên nói. Ngoài ra Phó Giám đốc Ngân hàng Phát triển Quốc gia sang tuần tới cũng sẽ đến An Nguyên khảo sát việc xây dựng các hạng mục trọng điểm quốc gia và tình hình sử dụng tài chính. Ừ tôi biết rồi, Bộ trưởng Hứa sớm đã xác định đến An Nguyên chúng ta. An Nguyên chúng ta 1-2 năm nay đầu tư không ít vào làm đường nhưng tổng thể mà nói vẫn rơi ở phía sau, mà xây dựng đường sắt cũng khá đình trệ, cũng cần phải nhanh chóng hoàn thành. Nếu không sẽ ngăn cản sự phát triển của Nam Hoa, Thông Thành. Nhất là Nam Hoa thì giao thông chính là nguyên nhân lớn nhất ngăn cản sự phát triển của bọn họ. Ứng Đông Lưu nhíu mày nói. Đường sắt An Tương tiến triển cũng không nhanh, hy vọng Bộ trưởng Hứa đến có thể mang lại tin tức tốt. Đúng thế, đầu tư xây dựng đường sắt và quốc lộ của An Nguyên chúng ta luôn lạc hậu so với các tỉnh thành lân cận. Tôi thật ra cảm thấy tỉnh cần đẩy mạnh xây dựng phát triển giao thông, nhất là đường nối giữa các thành phố, thị xã với tỉnh, tỉnh cũng nên có hành động. Không nên chỉ đổ trách nhiệm xuống cấp dưới, nhất là một số nơi có kinh tế không phát triển mà muốn bọn họ bỏ ra vài chục triệu làm đường thì không thực tế. Tôi cảm thấy tài chính tỉnh cần phải phát huy tác dụng mới được. Dương Kính Quang suy nghĩ một chút và nói. Kính Quang, tỉnh cũng có khó xử của tỉnh, các thành phố, thị xã bên dưới cũng không đến mức nghèo khó như anh nghĩ đâu. Mấy hôm trước Mục Cương đến báo cáo công việc, nói là Ninh Lăng đang tích cực xúc tiến cải tạo quốc lộ từ Nam Hoa đến Nam Độ. Vân Lĩnh đến Ninh Lăng. Nhưng tài chính Nam Hoa không đủ, mặc dù có ý này nhưng mãi không khởi động, vậy mà Ninh Lăng đã động. Ninh Lăng đang cải tạo quốc lộ đến Vân Lĩnh, mà đoạn từ Vân Lĩnh đến Nam Hoa qua Vân Lĩnh cũng đã được khởi công. Nhưng Nam Hoa tụ tập tài chính vẫn còn thiếu nên hy vọng tỉnh hỗ trợ. Ứng Đông Lưu thở dài nói. Chính sách của tỉnh chỉ có thể hỗ trợ một chút mà thôi. Nam Hoa lại muốn đẩy hết lên tỉnh thì sao có thể được. Bọn họ không nghĩ đến sự khó xử của tỉnh. Ha ha, bí thư Ứng, cái này có thể thấy biểu hiện của Ninh Lăng khác. Chỉ cần đạt được mục đích coi như là bản lĩnh. Dương Kính Quang cũng nói giúp Nam Hoa một chút. Vương Đình Hoa là thị trưởng Nam Hoa là người có đầu óc linh hoạt, có quan hệ khá tốt với Dương Kính Quang nên Dương Kính Quang thấy mình cần nói giúp Nam Hoa. Hừ, anh không cần nói giúp Vương Đình Hoa. Tôi cũng biết điều kiện kinh tế của Nam Hoa có hạn. Nhưng anh nói xem tình hình tài chính trước đây của Nam Hoa kém hơn Ninh Lăng bao nhiêu. Ứng Đông Lưu lắc đầu nói. GDP của Nam Hoa năm ngoái là 32 tỷ, thu tài chính của thị xã là 2,8 tỷ. GDP năm ngoái của Ninh Lăng chưa đầy 20 tỷ, thu thuế chưa đầy 1,8 tỷ. Cho dù thu thuế của Ninh Lăng năm nay tăng lên thì có thể vượt qua Nam Hoa quá nhiều sao. Hơn nữa tôi vẫn cho rằng nếu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất mà anh cứ dựa vào tài chính bên trên thì đó không phải biện pháp. Làm như thế nào lôi kéo được tài chính thì nó sẽ phản ánh tầm nhìn của đảng ủy, chính quyền một nơi. Đầu óc có rộng mở, linh hoạt hay không sẽ thể hiện rõ năng lực bộ máy. Dương Kính Quang im lặng không nói. Xu thế phát triển năm nay của Ninh Lăng quá nhanh, Nhật báo Kinh tế thậm chí lấy tiêu đề, con hổ đến từ An Nguyên, để khen ngợi sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Nhất là khen về việc Ninh Lăng xác định chính xác việc phát triển ngành năng lượng mới, tài liệu mới và thiết bị ô tô, toàn lực cải thiện hoàn cảnh đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư, đạt hiệu quả rất lớn. Bài báo này làm cho cả tỉnh An Nguyên xôn xao. Mà Ninh Lăng phát triển nhanh như vậy khiến sự phát triển khác của các tỉnh thành còn lại trong tỉnh không đáng nhắc đến. Ngay cả Hoài Khánh cùng Vĩnh Lương 2 năm trước vẫn đứng đầu cả tỉnh cũng bị Ninh Lăng ném lại rất xa.
Căn cứ số liệu hiện nay thì dù là tăng tốc GDP, tăng giá trị sản lượng công nghiệp hay tăng thu tài chính thì Ninh Lăng đều tăng rất cao. Điều này mặc dù có nguyên nhân khách quan là do trụ cột kinh tế năm trước của Ninh Lăng kém nhưng nó cũng được coi là kỳ tích trong phát triển kinh tế. Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Ứng Đông Lưu chấp nhận để Lục Kiếm Dân và Vưu Liên Hương từ Ninh Lăng điều đến nơi khác làm lãnh đạo chủ yếu. Dương Kính Quang cũng có thể cảm nhận được áp lực mà Ứng Đông Lưu đang gặp phải. Khi Ninh Pháp làm bí thư An Nguyên phát triển rất nhanh, kéo gần khoảng cách với tỉnh Chiết. Nhưng tỉnh Chiết năm nay lại tăng tốc quá nhanh, lại giựt lại khoảng cách với An Nguyên. Đây là đả kích mà Ứng Đông Lưu không thể chịu nổi. Vì thế chỉ cần là việc có lợi cho sự phát triển của An Nguyên, Ứng Đông Lưu sẽ không hề do dự ủng hộ. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng đúng là rất tốt, làm cho Ứng Đông Lưu phải khen ngợi trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Một bí thư thị ủy 33 tuổi, mới nhận chức năm rưỡi đã có thể tạo thành tích tốt như vậy. Thời gian trước một vị lãnh đạo ban tổ chức cán bộ trung ương đến An Nguyên khảo sát, Ứng Đông Lưu khi nhắc tới việc bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ trẻ thì cũng đã nói đến Triệu Quốc Đống. Lúc ấy Dương Kính Quang còn nhớ rõ vị lãnh đạo kia rất hứng thú với Triệu Quốc Đống. Quyển 14, chương 614. Kính Quang, tốc độ tăng trưởng của An Nguyên năm nay giảm đi, áp lực của chúng ta rất lớn. Mấy hôm trước tôi lên Bắc Kinh báo cáo công việc, Phó Thủ tướng Giác Hoa rất quan tâm đến sự phát triển của An Nguyên chúng ta. Phó Thủ tướng hy vọng An Nguyên có thể một lần nữa phát triển nhanh trở lại. Hiện nay chiến lược phát triển phía Tây đã được đẩy mạnh, khu vực Trung Tây phát triển với tốc độ kinh người, mà khu vực ở giữa lại chậm đi. Vì thế Phó Thủ tướng rất kỳ vọng vào An Nguyên chúng ta. Mặt Ứng Đông Lưu lúc này trông rất nặng nề. Dương Kính Quang chú ý hai bên mai Ứng Đông Lưu đã có sợi bạc. Bí thư Ứng, tôi cũng cẩn thận phân tích tình hình phát triển An Nguyên chúng ta trong năm và thấy An Nguyên phát triển không cân bằng, có xu thế hai cực. Mà có nhiều nguyên nhân tạo thành như vậy. Dương Kính Quang chậm rãi nói. Ninh Lăng, Vĩnh Lương cùng Hoài Khánh phát triển rất nhanh. Tốc độ tăng trưởng đã kéo cho kinh tế toàn tỉnh ta tăng mấy phần trăm. Mà mấy thành phố lớn về kinh tế như An Đô, Miên Châu cùng Kiến Dương năm nay lại phát triển chậm đi, không tương xứng với tình hình cả nước. Mà Đường Giang, Lô Hóa cùng Vinh Sơn bởi vì nguyên nhân lịch sử nên phát triển trì trệ. Tỉnh ủy mới điều chỉnh bộ máy các nơi này, điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp cũng cần thời gian mới thấy có hiệu quả. Mà mấy các nơi khác phát triển có mừng có lo. Tôi cảm thấy kinh tế An Nguyên năm sau sẽ có khởi sắc thì vừa phải điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp, về phần khác cũng cần phải tìm điểm đột phá. Ví dụ như Kiến Dương, Miên Châu cùng với Lam Sơn vốn là trụ cột kinh tế của An Nguyên chúng ta, bây giờ tốc độ phát triển lại chậm hẳn. Vấn đề này tôi thấy chính là điều rất quan trọng, nếu muốn cho An Nguyên chúng ta khôi phục phát triển kinh tế một lần nữa thì cần phải đẩy mạnh phát triển mấy thành phố này. Ứng Đông Lưu biết Dương Kính Quang tránh đề cập tới An Đô. Trên thực tế kinh tế An Đô chậm phát triển đi rất nhiều. Ngay khi cả nước phát triển rất nhanh thì tốc độ tăng trưởng của An Đô năm nay lại chỉ đạt 5,4%, thấp hơn tốc độ tăng trưởng của tỉnh 6%, nó kéo theo cả nền kinh tế của tỉnh xuống thấp. Quan hệ của thị ủy ban An Đô không hài hòa, phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy An Đô, Tôn Liên Bình và thị trưởng Diêu Văn Chí có nhiều điểm không nhất trí khiến bộ máy hai bên mâu thuẫn nghiêm trọng. Ứng Đông Lưu có chút không hài lòng với cách làm của Tôn Liên Bình. Đã từng phê bình trong hội nghị dân chúng ở tỉnh ủy về công việc An Đô. Tôn Liên Bình cũng đã tự mình trao đổi với Ứng Đông Lưu, từng hai lần đưa ra ý kiến tỉnh ủy nên cân nhắc điều chỉnh Diêu Văn Chí, điều này càng làm Ứng Đông Lưu phản cảm. Ứng Đông Lưu không đồng ý với Tôn Liên Bình, mặc dù y cũng không quá thích Diêu Văn Chí, nhưng Ứng Đông Lưu cảm thấy sự phát triển kinh tế của An Đô chủ yếu nằm bên thị ủy. Mà bản thân Tôn Liên Bình có trách nhiệm lớn ở việc này. An Đô là vấn đề lớn nhất nhưng An Đô là thành phố cấp phó tỉnh, Tôn Liên Bình lại còn là phó bí thư tỉnh ủy, mới đến An Nguyên được 2 năm. Ứng Đông Lưu nếu muốn thông qua trình tự bình thường để điều chỉnh là rất khó khăn. Trung ương sẽ không đồng ý. Ứng Đông Lưu không suy nghĩ việc này nữa mà nghĩ đến mấy thành phố mà Dương Kính Quang nói. Nguyên Châu, 10 năm đứng thứ 2 về kinh tế của An Nguyên, lực lượng giáo dục, khoa học kỹ thuật hùng hậu, phát triển mạnh ngành cơ giới chế tạo, luyện thép, khai thác quặng. Mấy ngành này chống đỡ cho kinh tế Miên Châu. Bởi vì 2-3 năm qua phát triển chậm nên bị Vĩnh Lương cùng Kiến Dương vượt qua. Thành phố Kiến Dương có mấy ngành tiêu biểu như thiết bị phát điện, máy móc động cơ, dụng cụ quang học, đồng hồ. Thành phố Kiến Dương vẫn cạnh tranh vị trí thứ 2 với Miên Châu, nhưng tốc độ tăng trưởng cũng đã chậm lại. Năm ngoái khó khăn lắm mới vượt qua Miên Châu thì lại bị Vĩnh Lương vượt mặt,
vẫn không thể thoát khỏi vị trí thứ ba, hơn nữa còn có thể bị Hoài Khánh bắt kịp. Lam Sơn có các ngành chủ yếu về sắt thép, phân bón, khai thác quặng mỏ chiếm 1/3 GDP toàn thành phố, có tài nguyên du lịch phong phú, mấy năm qua phát triển ngành du lịch tốt, dần trở thành điểm tăng trưởng, tốc độ kinh tế vững vàng. Chủ yếu vẫn là hai thành phố công nghiệp chủ yếu của An Nguyên là Miên Châu và Kiến Dương, cùng với An Đô khiến cho kinh tế toàn tỉnh phát triển chậm lại. Kính Quang, tôi thấy Miên Châu và Kiến Dương là mấu chốt. Ngành sản nghiệp trụ cột của hai thành phố này khá ổn định nhưng làm sao giữ ổn định và có đột phá là một vấn đề lớn. Có phải là nên cân nhắc đưa ngành nghề mới vào, cải tạo kết cấu sản nghiệp, ở điểm này tôi thấy Miên Châu cùng Kiến Dương thiếu đổi mới. Tại sao Ninh Lăng vốn chỉ có mỗi ngành thiết bị điện, tài liệu chế tạo bây giờ có thể kéo sang ngành năng lượng mới, tài liệu mới, quyết đoán lựa chọn hai hạng mục mới này, trở thành tâm điểm của cả nước thì thị ủy Miên Châu và Kiến Dương cần phải suy nghĩ, học hỏi. Ứng Đông Lưu suy nghĩ và nói. Bí thư Ứng, tôi vẫn suy nghĩ tình hình phát triển của Ninh Lăng. Hiện nay Ninh Lăng về cơ bản không có công ty nhà nước thuộc thị xã. Ví dụ như công ty trách nhiệm hữu hạn máy biến thế Ninh Lăng đã do Tập đoàn Quốc điện khống chế cổ phần chính, Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia Ninh Lăng chỉ chiếm 28% cổ phần. Mà mấy công ty nhà nước khác như nhà máy rượu Ninh Lăng, nhà máy phân bón Ninh Lăng đều cải cách và thành công ty tư nhân. Các công ty mới tiến vào Ninh Lăng hầu hết đều là công ty cổ phần hoặc công ty tư nhân. Tại sao Ninh Lăng có thể trở thành thiên đường cho kinh tế tư nhân phát triển như vậy, mà các nơi khác vốn là điển hình trước đây như Hoa Dương, Kiến Dương bây giờ lại không thể so sánh? Câu hỏi mà Dương Kính Quang đưa ra làm Ứng Đông Lưu động tâm. Dương Kính Quang có sức quan sát và phân tích rất nhạy bén, đây là điểm Ứng Đông Lưu coi trọng Dương Kính Quang nhất, là nguyên nhân tại sao Ứng Đông Lưu kéo Dương Kính Quang về làm trợ thủ cho mình. Anh có ý gì? Ứng Đông Lưu gật đầu nói. Tôi muốn tự mình mang một tổ khảo sát đến Ninh Lăng vài hôm, xem bọn họ phát triển ngành nghề mới có kinh nghiệm gì đáng phổ biến không. Dương Kính Quang nói, Ninh Lăng phát triển nhanh như vậy làm người ta rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ mặc dù có liên quan đến việc đưa vào các hạng mục lớn nhưng vẫn cảm thấy có thứ đáng để học hỏi, nhân rộng. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi sang tỉnh ủy nói Viện Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia cũng rất hứng thú với sự phát triển vượt bậc của Ninh Lăng trong năm qua, muốn tới Ninh Lăng khảo sát. Tôi thấy cũng vừa lúc để tôi tới điều tra một chút. Ứng Đông Lưu ngẩn ra nói. Tổ khảo sát từ Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Bao giờ tới? Sang tuần sau, có 5 người. Tôi nghĩ Văn phòng Nghiên cứu Chính sách tỉnh ủy chúng ta cũng có thể cử 2 người cùng đi với bọn họ, thêm 5 người bọn họ là 8 người, đi một xe du lịch là đủ. Dương Kính Quang cười nói. Tuần sau có không ít việc, hay là anh bảo Lão Thường dẫn người đi? Ứng Đông Lưu nói. Bí thư Ứng, tôi nghĩ mình đi một chuyến là tốt nhất. Tôi vẫn muốn xuống các quận, huyện của Hoa Lâm xem, trao đổi với lãnh đạo của quận, huyện, hiểu rõ suy nghĩ của bọn họ, xem quy hoạch ngành nghề của bọn họ. Ninh Lăng đạt được kỳ tích này có thể thông qua tôi và người của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia tìm hiểu được hết thì có lẽ sẽ có tác dụng tham khảo cho các thành phố, thị xã khác của An Nguyên chúng ta. Dương Kính Quang kiên trì nói. Ồ, nếu như vậy thì anh phải đi rồi. Chẳng qua tôi đề nghị anh chọn một chút. Chủ yếu hiểu chính sách và việc đổi mới chế độ của bọn họ, cùng với việc đổi mới đó có tác dụng như thế nào đến phát triển kinh tế. Mấy hôm trước Vi Phong nói đến việc một huyện ở Ninh Lăng dám thành lập quỹ tài chính đảm bảo việc cho dân chúng gây dựng sự nghiệp, dùng đó làm đòn bẩy thúc đẩy đầu tư dân gian. Ngoài ra tôi cũng nghe nói chính quyền Ninh Lăng đã chủ động tiếp xúc với Ngân hàng Nhân dân tỉnh, Ngân hàng Công thương tỉnh, Ngân hàng Thương mại tỉnh mời bọn họ lập chi nhánh ở Ninh Lăng. Điều này chứng minh thị ủy ban Ninh Lăng chăm chú làm việc. Tôi muốn biết tại sao thị ủy ban Ninh Lăng có thể nghĩ như vậy mà các nơi khác trong tỉnh không thể nghĩ ra. Ứng Đông Lưu nói làm Dương Kính Quang phải thở dài một tiếng. Bí thư Ứng có thể nói lo lắng ở mức từ trước đến giờ chưa từng có. Nhất là khi thấy cả nước phát triển nhanh như vậy, các tỉnh thành anh em đều đuổi nhau, An Nguyên lại phát triển không như ý khiến cho bí thư Ứng rất không hài lòng. Trước mặt người ngoài Ứng Đông Lưu còn có thể giữ vẻ bình tĩnh. Chỉ khi trước mặt Dương Kính Quang thì Ứng Đông Lưu mới có thể thả lỏng tâm trạng mình. Nhưng có một số việc anh có gấp cũng không được. Sự phát triển kinh tế của một tỉnh không phải một sớm một chiều là thay đổi hẳn. Hiện tượng như Ninh Lăng là quá ít, anh không thể hy vọng nơi nào cũng được như vậy. Làm như thế nào tìm được biện pháp để phổ biến ra cả tỉnh, xúc tiến kinh tế toàn tỉnh phát triển là vấn đề cụ thể và phức tạp. Hơn nữa nó còn cần không ngừng thay đổi theo thời gian.
phải không ngừng tìm biện pháp và đột phá, chỉ mong lần này mình đến Ninh Lăng là có hiệu quả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 14, chương 65. Trung Dược Quân cầm tờ fax trên tỉnh ủy truyền xuống mà không dám xác định. Tổ khảo sát, hơn nữa là Viện Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô trực thuộc Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia nữa chứ. Theo Trung Dược Quân thấy thì tờ Nhật báo Kinh tế đã có tác dụng. Điều này cũng không có gì, đến sẽ chào đón, muốn gì cung cấp đó là được. Nhưng sao lần này lại còn có ba người của Viện Nghiên cứu Chính sách tỉnh ủy tới nữa chứ? Mình gọi điện lên cho người quen ở tỉnh ủy, bọn họ nói không nhận được thông báo. Vậy là sao? Triệu Quốc Đống không ở thị xã, mới nghỉ phép, nghe nói là người nhà mới từ Iran về. Dù sao cũng còn trẻ mà, vợ Triệu Quốc Đống ở nước ngoài mấy tháng mới về một chuyến nên Triệu Quốc Đống phải lên mà. Nhưng Triệu Quốc Đống không có ở đây, mình phải nhận nhiệm vụ tiếp đón. Tuy nói Viện Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô cấp bậc không cao nhưng sức ảnh hưởng không hề nhỏ, nhất là còn có người của tỉnh ủy đi cùng. Đây là khẳng định công việc của Ninh Lăng, có thể đúc rút kinh nghiệm từ Ninh Lăng sẽ làm cả Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân đều được vinh dự. Vậy cũng cần chuẩn bị một chút, chỉ là không biết đối phương đến điều tra khảo sát ở đâu, nhất là Viện Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô kia nghe đã thấy rộng, không biết là sản nghiệp thứ nhất, hai hay ba. Là ngành nghề truyền thống hay là ngành công nghệ cao? Đối phương đến để hiểu rõ tình hình phát triển của Ninh Lăng, hay là nguyên nhân mà Ninh Lăng phát triển nhanh như vậy? Trung Dược Quân suy nghĩ một chút và thấy cần phải trao đổi với Triệu Quốc Đống rồi về họp nghiên cứu tiếp đón đoàn như thế nào. Triệu Quốc Đống nhận được điện của Trung Dược Quân thì hắn mới bay lên Bắc Kinh. Lưu Nhược Đồng về gọi tới, hắn dù như thế nào cũng phải lên Bắc Kinh một chuyến. Dù sao cũng là vợ chồng, Lưu Nhược Đồng không mấy khi về nước, có thể ở bên nhau vài ngày cũng là chuyện tốt. Lại có việc sao chú? Lưu Thác quan tâm hỏi. Mới đầu Triệu Quốc Đống không biết sao Lưu Thác lại lên Bắc Kinh nhưng hắn đoán có lẽ là có quan hệ đến cơn sóng gió trong thời gian qua ở Hắc Hà. Phó Bí thư tỉnh ủy Hắc Hà, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh Hắc Hà bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương bắt, mà hai tháng trước đó nguyên Chủ tịch tỉnh Hắc Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cũng bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương bắt. Vâng, Viện Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia cử một tổ công tác đến Ninh Lăng khảo sát. Viện Nghiên cứu Chính sách tỉnh ủy cũng cùng tới Ninh Lăng, bây giờ gần cuối năm rồi còn điều tra, khảo sát gì nữa chứ? Triệu Quốc Đống nói. Chú đó, chuyện này người khác mong còn không được, chú còn ra vẻ không vui. Lưu Thác cười ha hả nói. Anh biết Ninh Lăng năm nay phát triển rất nhanh, bài viết trên Nhật báo Kinh tế đủ làm chú nổi tiếng cả nước. Con hổ Ninh Lăng, tên hay đó. Ha ha Thác ca, đó là do cơ sở kinh tế của Ninh Lăng thấp mới được như vậy. Không có gì đáng để nhắc tới. Triệu Quốc Đống không muốn giải thích nhiều, hắn quá khiêm tốn người khác lại coi hắn là giả dối. Được rồi, đây là việc tốt, anh còn thấy mừng thay cho chú. Nhất là khi toàn đảng toàn dân chú trọng phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, thành tích kinh tế có sức thuyết phục hơn bất cứ thứ gì khác. Chú phải nắm bắt cơ hội thật tốt. Lưu Thác cười nói, là người từ ban tổ chức cán bộ trung ương đi ra, y biết rõ cách làm trước khi khảo sát cán bộ. Nhất là đối với các khu phát triển kinh tế thì điểm này càng được chú trọng. Thác ca, anh lần này lên Bắc Kinh làm gì thế? Hắc Hà các anh bây giờ không yên tĩnh, anh là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mà có thể ăn ngon ngủ yên trên Bắc Kinh sao? Triệu Quốc Đống rất tò mò về mục đích tại sao Lưu Thác lên Bắc Kinh. Nhanh thôi, ngày kia là phải về, mai anh còn phải lên Trung ương một chuyến. Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên nói. Thác ca, anh sẽ được điều chỉnh. Ừ. Cũng không hẳn, vẫn là vị trí đó, chẳng qua chỉ là phân công công việc được điều chỉnh một chút mà thôi. Liên tục xảy ra nhiều việc như vậy khiến lòng người đầy lo lắng. Trung ương có chút không tin tưởng công tác xây dựng đảng ở Hắc Hà. Mai lãnh đạo ban tổ chức cán bộ Trung ương và Ủy ban Kỷ luật Trung ương sẽ nói chuyện với anh, trọng điểm là vấn đề khảo sát phân công công việc. Lưu Thác thở dài nói, mặc dù y làm phó bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hắc Hà chưa lâu, nhưng Ủy ban Kỷ luật Trung ương cùng Ủy ban Kỷ luật tỉnh liên tục phá được vài vụ án lớn, dính tới nhiều quan chức cao cấp ở mức chưa từng có khiến Trung ương cảm nhận rõ ràng tình hình Hắc Hà không thể không thay đổi. Trên thực tế trước đó Trung ương đã thay đổi lãnh đạo chủ yếu của Hắc Hà, mà lần này sẽ thay máu hoàn toàn bộ máy lãnh đạo tỉnh ủy Hắc Hà. Bản thân Lưu Thác sẽ chuyển sang làm phó bí thư phụ trách tổ chức. Triệu Quốc Đống nghe thấy Lưu Thác chỉ điều chỉnh công việc liền biết Lưu Thác sẽ không kiếm chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy nữa, mà về ngành chính của y.
phụ trách tổ chức là công việc Lưu Thác am hiểu nhất. Hắc Hà trầm lắng nhiều năm, phải cần anh đi chữa trị. Triệu Quốc Đống trêu chọc. Đây là vấn đề thi hành chế độ, không phải ai có bao bản lĩnh. Anh chỉ hy vọng khi anh công tác có thể làm được vài việc tốt. Hơn nữa kinh tế Hắc Hà năm nay xếp tầm dưới trung bình của cả nước, phát triển chậm, điều này rất không phù hợp với điều kiện tự nhiên và xã hội của Hắc Hà. Anh cảm thấy nó có quan hệ đến việc lựa chọn cán bộ của Hắc Hà trong nhiều năm qua. Lưu Thác không hề e ngại mà nói thẳng suy nghĩ của mình. Nếu Trung ương đã quyết định đặt y vào cương vị này thì chỉ việc thành lập cơ chế niêm khiết, chống hủ bại là không đủ, mà còn phải biến việc phân công cán bộ xúc tiến kinh tế Hắc Hà phát triển. Mà hiện nay vấn đề tham nhũng với chậm phát triển đang đan xen vào nhau ở Hắc Hà. Cán bộ tham ô nên đâu có tâm trạng phát triển kinh tế, chỉ lo lấy tiền nhét đầy túi mình, lấy đủ liền cống lên mua quan chức, tìm kiếm lợi ích lớn hơn. Mà kinh tế càng lạc hậu càng làm tài nguyên tập trung vào chính quyền, càng có lợi cho cán bộ mọt tiền, nó tạo thành vòng tròn khép kín. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu. Việc phân công công việc muốn đạt thành tích thì phải có bản lĩnh. Anh vừa phải phù hợp nguyên tắc, vừa tìm con đường mới. Làm như thế nào chọn đúng, dùng đúng cán bộ, xúc tiến kinh tế xã hội phát triển, tránh việc tạo lỗ thủng là rất khó khăn. Quốc Đống, bây giờ Trung ương càng lúc càng chú ý đến việc chống tham nhũng, nó đã đến mức sống còn của Đảng. Công tác chống tham nhũng sẽ kéo dài. Anh biết chú nhất định không có vấn đề về kinh tế nhưng về cuộc sống phải chú ý. Chú còn trẻ, tương lai còn rộng mở nên cần phải nắm chắc. Nhất là chú và Lưu Nhược Đồng lại ở xa nhau nên càng cần chú ý hơn nữa. Lưu Thác nói làm Triệu Quốc Đống run lên. Hắn không biết Lưu Thác chỉ là nhắc mình hay là có ý ám chỉ. Quan hệ giữa hắn và Lưu Nhược Đồng rất tốt, người ngoài không ai có thể biết quan hệ thật sự giữa hắn và Lưu Nhược Đồng. Người nhà nếu có hỏi sao chưa có con thì cả hai cũng đã sớm thống nhất nói chưa tính tới, chờ thêm 2 năm nữa rồi tính. Thác ca, em biết rồi. Triệu Quốc Đống nói. Quốc Đống, bọn anh cũng đã qua thời trẻ tuổi. Chú còn trẻ, bên ngoài có nhiều hứng thú và hấp dẫn nên cần cẩn thận, nhất là tình hình ở địa phương càng phức tạp, lòng người khó dò, hơi không để ý là chú sẽ lộ sở hở rơi vào tay kẻ khác. Anh cảm thấy câu nói hại người không có nhưng phòng người không thể không có, nên anh phải cẩn thận nhắc chú là mọi việc đều phải cẩn thận. Nhất là ở vấn đề nguyên tắc cần phải suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Lưu Thác nói khá nghiêm túc, nói rất thấm thía vì y không hy vọng Triệu Quốc Đống phạm sai lầm ở vài vấn đề chi tiết. Nhất là bây giờ Triệu Quốc Đống đã làm cán bộ cấp giám đốc sở, bước vào cấp phó tỉnh chỉ là sớm muộn. Nếu như ngã vì phụ nữ là không đáng. Theo Lưu Thác thấy thì Triệu Quốc Đống nhất định không vướng về kinh tế, nhưng ở tác phong sống lại khó nói. Một người đàn ông mới hơn 30 sống một mình lâu như vậy với đủ hấp dẫn xung quanh thì khó có thể tránh khỏi xuất hiện vài vấn đề. Mấy vấn đề này nhìn qua không có gì nhưng thường bị đối thủ lợi dụng vung ra lúc quan trọng thế là anh có thể mất cơ hội lên chức. Quyển 14, chương 66. Hôm qua Lưu Thác cũng đã đi gặp cấp dưới của bố cũng là phó trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương, Trương Nhược Cốc. Lúc ấy Trương Nhược Cốc cũng đã nhắc tới Triệu Quốc Đống, nói biểu hiện của Triệu Quốc Đống được lãnh đạo chủ yếu tỉnh ủy tỉnh An Nguyên coi trọng, hơn nữa vài lãnh đạo trung ương cũng coi trọng hắn. Mặc dù không nói rõ vị lãnh đạo trung ương nào, nhưng có thể do Trương Nhược Cốc nói ra thì ít nhất cũng là ủy viên Bộ Chính trị. Trong thời gian này Nhật báo Nhân dân, Nhật báo Kinh tế cũng liên tiếp xuất hiện tin về Ninh Lăng, hơn nữa trên mạng cũng không ngừng đưa tin về Ninh Lăng. Hắc Hà mặc dù ở Hắc Hà cách mấy ngàn cây nhưng vẫn chú ý tình hình phát triển của Triệu Quốc Đống. Y có cảm giác việc đưa tin dày đặc như vậy thường là một điểm báo. Chỉ là Triệu Quốc Đống mới đến Ninh Lăng nhận chức hơn năm, nếu nói lại điều chỉnh thì quá gấp. Bây giờ Triệu Quốc Đống chính là ngôi sao chói mắt nhất trong đời thứ ba của Lưu gia, hơn cả Lưu Trọng Bình, Lưu Thác, Lưu Nham. Mà Hứa Gia Ninh do nguyên nhân chính kiến nên không quá thân thiết với Lưu gia, thậm chí không thể được coi là người Lưu gia. Còn Lưu Trọng Bình tuy phát triển vững chắc trong quân đội nhưng ít tham gia vào việc của Lưu gia. Nói đến tiềm lực phát triển thì Lưu Thác cảm thấy Triệu Quốc Đống vượt qua mình và Lưu Nham. Dù sao Triệu Quốc Đống mới hơn 30 tuổi, lại được một vài lãnh đạo trung ương coi trọng. Điều quan trọng nhất là hắn không có quan hệ quá sâu sắc với Lưu gia, điểm này ở vài thời điểm quan trọng sẽ lộ ra tác dụng của nó. Không ít người đều cho rằng vấn đề tác phong sống khi đến một cấp độ nhất định sẽ không ảnh hưởng mấy, Lưu Thác không cho rằng như vậy. Thuyền đi ngàn dặm cũng có khi còn thủng vì một tổ mối, anh nếu không quản được nửa bên dưới thì phụ nữ chính là viên đạn bọc đường làm anh nổ tung mà chết.
Mặc dù sau lưng Triệu Quốc Đống có gia tộc mạnh về kinh tế ủng hộ nhưng không thể nào xóa bỏ tất cả những ảnh hưởng mang tới. Phụ nữ nếu một khi quấn lấy anh thì muốn rời bỏ cũng khó. Lưu Thác cũng vì thế mà nói chuyện với Lưu Nhược Đồng, hy vọng cô nhanh chóng về nước ở bên Triệu Quốc Đống. Nhưng Lưu Nhược Đồng rất cố chấp với công việc của cô. Hơn nữa công việc đặc thù của Lưu Nhược Đồng làm Lưu Thác không tiện can thiệp. Nhưng theo Lưu Thác thấy Lưu Nhược Đồng quá cố chấp, nếu như mất chồng thì Lưu Nhược Đồng sẽ phản ứng rất mạnh. Y cũng đã nói chuyện với Lưu Kiều, hy vọng Lưu Kiều có thể thuyết phục Lưu Nhược Đồng. Nhưng Lưu Kiều cũng bất lực, Lưu Kiều có thể giúp Triệu Quốc Đống trong sự nghiệp nhưng không thể ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân giữa Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng. Lưu Kiều không có quyền lên tiếng. Ra khỏi chỗ Lưu Thác, Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng đều cảm thấy bây giờ về nhà thì hơi sớm. Đi xem phim, hình như không ổn, uống cà phê lại có vẻ già, hay là vừa đi vừa nói chuyện, hai người nắm tay nhau đi bộ trong đêm đông Bắc Kinh. Người theo võ nói chuyện nhà binh, nhà văn nói bút, đây có lẽ là bệnh chung. Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng ở bên nhau cũng là như vậy, nói chuyện cuộc sống không tránh khỏi nói chuyện công việc, giống như hai người phải thông qua công việc của mình mới có thể nhận được nhau. Lưu Nhược Đồng phát hiện mình càng lúc càng thích không khí ở bên cạnh Triệu Quốc Đống. Dù là đi chậm trên đường hay ngồi trong nhà, hoặc xem phim cô đều thích. Nhưng nó lại rất nguy hiểm, Lưu Nhược Đồng phải thầm nhắc mình như vậy. Nhưng cô khó có thể làm trái lương tâm mình là xa lánh không khí đó. Đôi khi cô nghĩ mình có thể ở bên hắn thế này đến bao giờ với cách quái dị đó. Có lẽ không lâu nữa mình sẽ yêu hắn thì sao? Cô không muốn nghĩ đến vấn đề này, có thể hưởng thụ hạnh phúc này là điều mà cô muốn. Từ cục diện hỗn loạn ở Iraq đến việc Mỹ rơi vào chiến tranh du kích, từ các thế lực khủng bố không ngừng tiến vào Iraq cùng với các quốc gia láng giếng không ngừng có qua lại với Iraq. Từ tình hình kinh tế khó khăn của Iran đến việc Trung Quốc tăng cường hợp tác với Iran, Lưu Nhược Đồng đều nói chuyện với hắn. Nhưng Lưu Nhược Đồng lại biết làm như vậy là vi phạm nguyên tắc bí mật. Thảo luận với hắn làm cô luôn tìm được vài quan điểm mới. Lưu Nhược Đồng biết mình làm nhân viên thường trú ở nước ngoài 2-3 năm qua, cô không ngừng đưa ra các bản phân tích và được khen ngợi, có nguyên nhân lớn là các cuộc trao đổi với hắn. Mà hắn hình như cũng thích trao đổi mấy vấn đề này với cô. Cô thích trao đổi và tranh luận với hắn. Hắn là chồng cô, dù tình cảm của cô và hắn đến mức nào nhưng Lưu Nhược Đồng cảm nhận được hắn sẽ không hại mình. Đương nhiên cô không biết có đôi tổn thương tình cảm càng làm người ta tuyệt vọng hơn cả. Triệu Quốc Đống cũng thích như vậy, hắn thích việc có thể hiểu tất cả về thế giới này. Dù hắn không thể làm được nhiều việc nhưng hắn rất hy vọng mình có thể thay đổi gì đó cho lịch sử. Cục diện Iraq đã có chút thay đổi so với hắn biết. Mỹ gặp khó khăn rất lớn ở Iraq. Điều này làm hắn vui mừng. Dù có phải là do tác dụng của mình hay không thì cũng làm hắn thấy đáng so với những gì mình cố gắng. Có một điều có thể khẳng định là Trung Quốc đã nhận ra việc Mỹ đang tăng cường sức khống chế Trung Đông. Lật đổ chính quyền Iraq là bước đầu, hành động này sẽ uy hiếp một loạt quốc gia xung quanh như Iran, nó sẽ uy hiếp cả thế giới. Nếu như khống chế được Trung Đông với lượng dầu mỏ khổng lồ thì Mỹ sẽ có thể lợi dụng lực lượng để ảnh hưởng và thao túng cả thế giới. Làm cho lợi ích của Mỹ áp đảo mọi lợi ích các quốc gia khác. Mà Trung Quốc cần làm chính là tránh cho nguồn năng lượng ở Trung Đông bị Mỹ kiềm chế, như vậy nhất định cần phải tăng cường quan hệ với mấy quốc gia chủ yếu của khu vực này. Bây giờ Trung Quốc đang làm như vậy, tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị với Iran là một bước nhưng còn chưa đủ. Là một quốc gia lớn, Trung Quốc cần phải tạo ra sức ảnh hưởng lớn hơn nữa đối với khu vực Trung Đông, Trung Á. Cuộc nói chuyện rất nhanh chuyển về trong nước. Chuyển đến công việc của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy Lưu Nhược Đồng có vẻ rất thích nghe công việc của mình. Điều này làm hắn có chút bất ngờ. Trước đây hầu hết nói chuyện đến phạm vi công việc của Lưu Nhược Đồng, nhưng bây giờ cô đã có chút thay đổi. Lưu Thác sắp làm phó bí thư tỉnh ủy Hắc Hà phụ trách tổ chức, anh biết chưa? Em thấy hôm nay y nói chuyện với anh khá lâu, hai người nói chuyện rất hợp ý phải không? Lưu Nhược Đồng rất tự nhiên khoác tay Triệu Quốc Đống. Lưu Thác vốn là phó bí thư, chỉ là bây giờ sang phụ trách tổ chức mà thôi, phải nói trách nhiệm nặng nề hơn. Triệu Quốc Đống không quá quen với cái lạnh của Bắc Kinh. Mặc dù hắn đã ở Bắc Kinh một mùa đông nhưng khi về An Nguyên, hắn thấy mình thích hợp với tỉnh An Nguyên hơn. Hòa hợp ư, từ này hình như không quá chính xác, phải nói bọn anh có đề tài chung, có vài quan điểm nhất trí thôi. Đây không phải hài hòa thì là gì? Lưu Nhược Đồng liếc nhìn Triệu Quốc Đống. Nếu em thấy thế thì coi là như vậy đi, chẳng qua anh cảm thấy quan hệ giữa anh và y chưa đến mức đó. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói.
Em nghe Lưu Thác nói Ninh Lăng năm nay phát triển rất nhanh, ngay cả Nhật báo Nhân dân cùng Nhật báo Kinh tế cũng đã đưa tin. Đây có phải có nghĩa công việc của anh sẽ được điều chỉnh? Anh mới đến Ninh Lăng có năm rưỡi, theo lý thuyết mà nói thì tỉnh không có lý do gì điều chỉnh anh. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Bản thân anh cũng hy vọng mình có thể làm thêm thời gian nữa ở Ninh Lăng, làm cho cơ cấu kinh tế và sự nghiệp dân sinh của Ninh Lăng được tạo thành. Như vậy không đến mức vì vị lãnh đạo nào đó đến sẽ ảnh hưởng quá lớn đến sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Ý anh là sức ảnh hưởng của anh đối với Ninh Lăng quá lớn, anh đi bây giờ sẽ khiến Ninh Lăng kém phát triển đi. Lưu Nhược Đồng nói rất sắc bén. Quyển 14, chương 67. Triệu Quốc Đống cười cười, vấn đề này nếu ai hỏi hắn sẽ không trả lời. Nhưng với Lưu Nhược Đồng thì lại khác, hắn không cần nói trái lòng mình. Anh không phủ nhận cá nhân anh hiện nay có sức ảnh hưởng khá lớn đối với Ninh Lăng. Chính xác mà nói về kinh tế, chính trị, xã hội của Ninh Lăng hiện nay thì cá nhân anh đều có sức ảnh hưởng khá lớn. Bởi vì rất nhiều việc được đẩy mạnh sau khi anh tới Ninh Lăng, bây giờ vẫn trong giai đoạn khởi bước. Nếu công việc của anh có thay đổi sẽ ảnh hưởng khá lớn đối với các công việc đang triển khai. Lưu Nhược Đồng nghe xong không khỏi nở nụ cười. Triệu Quốc Đống thấy cô như vậy, hắn cũng không quá để ý mà thản nhiên nói. Anh nói cũng không phải là khoe khoang, cũng không phải nói quá. Anh chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Hơn nữa anh cho rằng loại hiện tượng này không đáng nhắc đến bởi vì nó sẽ đột xuất một người, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Chẳng qua Ninh Lăng ở tình huống khá đặc thù, nếu anh không thể phát huy tính chủ động thì Ninh Lăng sẽ mất cơ hội phát triển tốt. Cho nên anh không thể không như vậy. Đương nhiên anh không phủ nhận mình cũng bị chủ nghĩa anh hùng ảnh hưởng. Nhưng anh có thể chịu trách nhiệm mà nói tất cả những gì anh làm đều là vì sự phát triển của Ninh Lăng. Anh vì cái gọi là đại cuộc nên có thể đi ngược lại nguyên tắc sao? Lưu Nhược Đồng cười hì hì trông càng quái dị hơn. Anh cũng không đi ngược lại nguyên tắc, chỉ có thể nói anh phát huy tác dụng chức bí thư thị ủy hơi nhiều một chút mà thôi. Em không nên tranh cãi với anh có tiêu chuẩn làm việc của mình. Trong phạm vi nguyên tắc thì anh có thể linh hoạt nắm giữ, biết trọng điểm, biết phát huy ở đâu. Nhưng nếu vượt quá nguyên tắc thì anh sẽ không làm. Triệu Quốc Đống cười nói. Đây là tiêu chuẩn cơ bản của một cán bộ lãnh đạo. Được rồi, anh không cần giải thích với em. Lưu Thác rất coi trọng năng lực nắm bắt cơ hội của anh. Y nói đặc điểm lớn nhất của anh là biết thời thế, có thể phân tích phán đoán ra công việc quan trọng nhất trong từng giai đoạn, có thể làm cho mỗi hạng mục công việc đều đạt hiệu quả tốt nhất, kể cả hiệu quả thực tế và hiệu quả chính trị. Lưu Thác rất hiếm khi khen người. Em biết mặc dù là Lưu Nham cũng ít khi được Lưu Thác đánh giá tốt. Anh được như vậy là rất hiếm. Lưu Nhược Đồng lớn lên ở Lưu gia khiến cô rất nhạy cảm với chính trị. Lãnh đạo bình thường có thể nắm giữ thời cơ chính xác đạt thành tích nhưng có thể phát huy sức ảnh hưởng của thành tích đến mức lớn nhất. Nói trắng ra đây là năng lực kết hợp tố chất chính trị và năng lực lại một cách hoàn mỹ. Triệu Quốc Đống ở tuổi này đã làm được như vậy sẽ nói rõ tất cả. Lưu Thác 40 tuổi mà vẫn còn kém một bước. Vì thế Lưu Thác không khỏi khâm phục Triệu Quốc Đống. Mỗi người ở mỗi giai đoạn đều có công việc trọng điểm, phải nói công việc trước đây anh làm chỉ là tạo cơ sở. Thác ca cũng làm việc này khá tốt, nếu không trung ương sao điều chỉnh phân công công việc của y. Từ mảng ủy ban kỷ luật khá đơn nhất sang phụ trách tổ chức, đây là nhảy vọt về chất. Anh đoán trong 1-2 năm nữa Thác ca lại sẽ lên tiếp. Triệu Quốc Đống nói. Lưu Nhược Đồng cười cười không nói. Cô biết chồng mình cũng là một nhân vật. Nhìn người rất chuẩn. Hắn dám đánh giá Lưu Thác như vậy đương nhiên là có điều nắm chắc. Nhược Đồng, trong hoàn cảnh chính trị ở Trung Quốc thì tất cả đều phải phục tùng công việc trung tâm, bất cứ quan chức nào cũng phải rõ điểm này. Công việc trung tâm là gì? Đó chính là sự chỉ đạo về phương hướng của Trung ương Đảng, của Chính phủ. Trong mấy năm gần đây Trung ương kiên định đi theo con đường phát triển kinh tế và cải thiện cuộc sống nhân dân. Phát triển kinh tế là trụ cột, cải thiện dân sinh là mục đích. Phải kết hợp dân giàu nước mạnh trong công việc thực tế của chính quyền địa phương. Triệu Quốc Đống nói, anh cảm thấy trong một năm mình ở Ninh Lăng thì mấy công việc này làm khá được. Một thời gian sắp tới đó vẫn là công việc trung tâm của Ninh Lăng, anh cũng hy vọng kết hợp tốt mấy công việc này lại với nhau một cách hoàn hảo. Đây là ý tưởng cơ bản trong công việc ở Ninh Lăng của anh. Lưu Nhược Đồng có chút hứng thú nghe Triệu Quốc Đống tự do phát huy. Nhưng tình hình từng nơi đều có điểm đặc thù. Lãnh đạo một nơi phải căn cứ tình hình thực tế mà điều chỉnh. 2 năm qua tình hình Hắc Hà làm dân chúng oán thán nhiều, Trung ương sớm nghe thấy nhưng cần thời cơ. Bây giờ lãnh đạo chủ yếu của Hắc Hà đã được thay thế, Lưu Thác cũng đã đứng vững gót chân,
cục diện về cơ bản đã được nắm giữ nên mới ra tay mạnh như vậy. Ít nhất coi như để tạo không khí mới cho Hắc Hà. Triệu Quốc Đống cười nói. Thành tích này là điều mà Trung ương có thể thấy, Thác Ca lên chức chỉ là vấn đề thời gian. Vậy ư, sao em cảm thấy hai người như đang tâng bốc nhau vậy nhỉ? Lưu Nhược Đồng nghiêng đầu cười nói. Em muốn nghĩ như vậy thì anh cũng không có biện pháp. Triệu Quốc Đống thở mạnh ra một làn sương trắng. Hai người cứ như vậy đi bộ trên đường. Không khí lạnh lạnh làm người ta hơi run lên nhưng lại làm hai người càng dựa vào nhau nhiều hơn. Quốc Đống, anh cảm thấy mình theo đuổi gì? Hoặc là nói lý tưởng của anh là gì? Đi được vài trăm mét, Lưu Nhược Đồng hỏi. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhìn cô. Đôi mắt đẹp của Lưu Nhược Đồng trong trời đêm trông rất sâu sắc, nó như một hố đen muốn soi thấu tâm can Triệu Quốc Đống. Nhược Đồng, vấn đề này hơi cao thâm, anh không dễ trả lời. Triệu Quốc Đống nói. Không muốn trả lời hay thấy không tiện trả lời. Lưu Nhược Đồng không chịu bỏ qua. Em muốn câu trả lời như thế nào? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Câu trả lời chân thật, hoặc là suy nghĩ thật lòng của anh. Lưu Nhược Đồng nói. Suy nghĩ bây giờ chỉ là tạm thời, có lẽ theo thời gian, theo thế giới khách quan thay đổi sẽ khiến tư tưởng thay đổi. Em muốn nghe câu trả lời bây giờ của anh. Em tin những thứ này khá lâu mới có thể thay đổi. Lưu Nhược Đồng rất cố chấp nói. Triệu Quốc Đống dừng lại cúi đầu suy nghĩ. Lưu Nhược Đồng cũng lẳng lặng đứng đó không dục. Nhược Đồng, anh nghĩ chúng ta là cùng một loại người, đều muốn dựa vào lực lượng của mình mà thay đổi thế giới này, dù là thay đổi một chút cũng được. Chỉ cần chúng ta cố gắng hết mức, chúng ta cũng có mục tiêu mình theo đuổi. Anh tin và cũng mong em tin rằng phương hướng cuối cùng của chúng ta là nhất trí. Em nói đúng, dù sau này quan hệ của hai ta phát triển đến đâu nhưng điểm này anh nghĩ sẽ không thay đổi. Triệu Quốc Đống biết tâm trạng Lưu Nhược Đồng lúc này khá mê man. Tình cảm của cô thay đổi làm cô bàng hoàng, biểu hiện của hắn làm cho cô càng lúc càng muốn dựa vào hắn, thậm chí biến thành sợ hãi. Cho nên cô mới dùng cách này để mong mình được bình tĩnh lại. Thật sao, em có thể tin không? Lưu Nhược Đồng nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Quốc Đống. Thật, ở vấn đề này anh không nói dối. Triệu Quốc Đống cũng rất nghiêm túc nói. Có lẽ cảm nhận được sự cam đoan của Triệu Quốc Đống, Lưu Nhược Đồng cười rất tươi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nở nụ cười giống như một đóa hoa nở rộng làm Triệu Quốc Đống phải ngây ngần. Triệu Quốc Đống đang muốn đáp lời thì tiếng phanh xe vang sát bên tai. Tôi còn nói trông ai giống thế, còn đang định xem có phải nhìn nhầm người hay không, không ngờ đúng là vợ chồng hai người. Trời lạnh như vậy mà còn thích lãng mạn sao? Lãng mạn mà không sợ bị lạnh cóng sao? Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng nghe tiếng phanh xe chói tai liền có chút cảnh giác. Chẳng qua đây là Bắc Kinh nên các không thể xảy ra chuyện bất ngờ được. Nghe giọng nói quen thuộc, hai người mới biết là ai. Trần Đông Chiêu mặc đồ đen chui đầu từ xe Cherokee ra ngoài. Ồ, sao lại trùng hợp như vậy? Hai người các anh định đi đâu thế? Triệu Quốc Đống nhìn ngay ra tên ngồi phía sau là ai, đó là Từ Chí Minh. Ha ha, tổ chức cuộc gặp mặt thôi. Hai người nếu rảnh thì đi cùng bọn tôi. Trần Đông Chiêu thấy Triệu Quốc Đống liền khá vui vẻ. Đã lâu không tâm sự với tên này, hôm nay vừa lúc có cơ hội. Thôi, tôi không đi đâu. Quốc Đống, anh nếu muốn đi thì đi với bọn họ. Lưu Nhược Đồng suy nghĩ một chút rồi từ chối khéo lời mời của Trần Đông Chiêu. Từ Chí Minh kia thì cô cũng biết, mới từ bộ tổng tham mưu xuống làm phó tham mưu trưởng quân khu Lan Châu, là một trong số các thiếu tướng trẻ nhất Trung Quốc, một người theo phái chủ chiến được truyền thông quân sự Nhật Bản, Mỹ khá chú ý. Tôi không đi có được không? Triệu Quốc Đống nhăn nhó nói. Cậu định trốn ư, khó khăn lắm mới gặp được cậu, cậu dám đi thì sau này chúng ta không làm bạn nữa. Trần Đông Chiêu lúc này đã nhảy xuống xe kéo Triệu Quốc Đống lên. Lên xe cho tôi, Nhược Đồng, xin lỗi mượn chồng cô một chút, đã lâu không gặp nên hôm nay khiến hai người bớt thân thiết. Xe Cherokee lao vụt đi chỉ còn lại một mình Lưu Nhược Đồng đứng ở ven đường. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết Trần Đông Chiêu nghĩ gì nữa. Nghe nói y từ chối cơ hội xuống quân khu bên dưới, không biết y đang chờ đợi cơ hội tốt hơn hay là muốn làm người thăm dò cô độc. Quyển 14, chương 68. Triệu Quốc Đống về đến nhà đã là hơn 12 giờ tối. Lưu Nhược Đồng vẫn chưa ngủ, nhìn Triệu Quốc Đống người đầy mùi rượu mà cô có chút không vui. Nhưng khi cô thấy ánh mắt tỉnh táo của hắn, trên mặt vẫn đang suy nghĩ làm cô nghĩ hắn là kẻ thụ hại nên không nói nhiều. Cô chỉ lấy nước cho hắn rửa mặt. Ngâm mình trong nước nóng làm Triệu Quốc Đống rất thoải mái.
Trần Đông Chiêu và Từ Chí Minh đúng là giỏi hại người, trong quân đội là đầm rồng hang hổ không giả, tùy tiện kéo hai người đi ra đều là có năng lực. Từ Chí Minh cuối cùng đã thực hiện được tâm nguyện xuống Lan Châu làm phó tham mưu trưởng, vừa lên chức thiếu tướng đã xuống tỉnh coi như xong hỉ lâm môn. Đương nhiên trong mắt nhiều người Lan Châu không phải lựa chọn tốt nhưng đó không phải là Từ Chí Minh. Theo Từ Chí Minh thấy với hoàn cảnh quân sự hiện nay của Trung Quốc thì trên đất liền gần như không có chiến tranh quy mô lớn, thậm chí ngay cả giao chiến thông thường cũng không có hy vọng. Ví dụ bây giờ nước Mỹ tạo cơn sóng chiến tranh chống khủng bố nhưng về sau thế giới sẽ duy trì hòa bình khá lâu. Mặc dù áp lực về quân sự đối với Trung Quốc không nhiều, nhưng theo Từ Chí Minh cho rằng khi tình hình Trung Đông cùng Trung Á càng lúc càng không yên thì cục diện cũng nghiêm trọng hơn, sẽ lan tới gần khu vực phía Tây Trung Quốc. Mà các quốc gia trong tổ chức hợp tác Thượng Hải có không ít lan tràn chủ nghĩa tôn giáo, hiện nay Trung Quốc không chỉ muốn có ảnh hưởng lớn về mặt chính trị, còn phải đẩy mạnh về mặt hợp tác kinh tế, văn hóa, quân sự với các nước này. Mặc dù không được Nga hưởng ứng nhưng các quốc gia Trung Á cũng rất quan tâm đến việc hợp tác với nước lớn như Trung Quốc. Các nước Trung Á càng lúc càng muốn thoát khỏi sự lệ thuộc quá nhiều vào Nga. Bọn họ cần một nước lớn phát huy tác dụng chủ đạo để chống lại sức ảnh hưởng và áp lực từ Nga. Mà Trung Quốc cũng có nhu cầu về năng lượng với khu vực này. Mà việc Mỹ tiến vào Iraq cùng Afghanistan khiến Trung Quốc cảm thấy bị uy hiếp. Bây giờ Nga đang dần khôi phục nhưng Trung Quốc không thể chuyển các nước Trung Á sang cho bất cứ ai khác ngoài mình. Vì thế Từ Chí Minh kiên trì tin rằng quân khu Lan Châu sẽ là một đầu cầu quan trọng về quân sự của Trung Quốc. Vì thế khi có cơ hội tới Lan Châu, y không hề do dự lựa chọn. Lần lượt từng nhân vật xuất hiện trong đầu Triệu Quốc Đống, điều này làm hắn phải suy nghĩ. Công tác ở địa phương hơn năm không làm hắn bớt đi ý chí, cuộc rượu tối nay mọi người thoải mái trao đổi. Ngay cả những thứ có vẻ không thực tế đều được nói ra. Lưu Nhược Đồng nằm sát bên cạnh Triệu Quốc Đống lặng lặng nghe hắn kể lại nội dung cuộc nói chuyện tối nay. Cô có thể cảm nhận được hắn vẫn chưa bình tĩnh lại do rượu kích thích, hoặc là hắn không muốn bình tĩnh lại và muốn mượn men rượu nói gì đó. Tiền đồ và vận mệnh của Trung Quốc luôn gặp cơ hội và nguy cơ. Cách nói và lối suy nghĩ của hắn có vẻ loạn nhưng Lưu Nhược Đồng lại không bao giờ coi hắn nói năng linh tinh. Rất nhiều sự thật chứng minh lời tiên đoán của hắn đầy lý trí và độ chính xác còn cao hơn cả nhân viên tình báo chuyên nghiệp. Điều này làm Lưu Nhược Đồng rất kinh ngạc về trực giác của hắn. Ngoài trực giác ra cô không tìm được lý do thích hợp nào để hình dung. Máy bay vững vàng lên kinh tế, Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế suy nghĩ. Hôm qua nói chuyện rất vui vẻ làm đến giờ hắn vẫn nhớ rõ, vẫn không thể bình tĩnh được. Những người như bọn họ đều là người có năng lực. Đều có lý tưởng và mục tiêu theo đuổi, cũng có thể là tinh anh nhất thời. So với việc bọn họ cố gắng theo đuổi thì mình có vẻ thoải mái hơn nhiều. Trần Đông Chiêu, Từ Chí Minh, Lâm Mộc Sâm, mỗi một người đều là nhân tài, bản thân hắn tham gia vào đó có vẻ như là với cao. Điều này làm Triệu Quốc Đống vô thức cố gắng xác định mục tiêu đi tới của mình. Nó giống như Lưu Nhược Đồng vậy, không ngừng kiên trì cố gắng vì mục tiêu sự nghiệp của mình. Từ Chí Minh đến quân khu Lan Châu xem ra là vì chuẩn bị một đội quân phản ứng nhanh. Khu vực biên giới phía Tây rất phức tạp, liền sát với khu vực Nam Á, Trung Á, về sau sẽ là trụ sở quan trọng của lục quân. Mà đây cũng sẽ là lực lượng chính chống khủng bố và các hành động quân sự đặc biệt. Lâm Mộc Sâm, nhân vật quan trọng trong Bộ Tư lệnh Hải quân, thân phận cụ thể không rõ, nghe nói rất nhanh đến hạm đội Nam Hải nhận chức. Quảng Thiên Cửu sắp đến một tập đoàn ở Tây Nam nhận chức. Cũng là nhân vật anh hùng, tài năng. Y và Triệu Quốc Đống gặp và cảm thấy gặp nhau quá muộn, nói chuyện cả tối làm hai người rất vui vẻ. Mặc dù không cùng ở một chiến tuyến nhưng đối phương sớm nghe đến danh tiếng của Triệu Quốc Đống ở vòng tròn này. Nhất là ánh mắt chiến lược của Triệu Quốc Đống làm cho đối phương rất tán thành, nói lúc thích hợp sẽ đến Ninh Lăng gặp Triệu Quốc Đống. Tôi đã xem qua về cơ cấu sản nghiệp và tình hình phát triển của nơi này. Có lẽ là sau khi bắt đầu lên cấp mới lục tục phát triển nhưng không lộ rõ. Mãi cho đến năm 97, 98, 99 mới tăng vọt. Năm 2000, 2001 phát triển vững chắc, nhưng từ năm 2002 lại bắt đầu xuất hiện xu thế tăng nhanh, năm nay còn tăng đến dọa người. Triệu Quốc Đống đang mơ màng buồn ngủ nghe thấy hai người phía bên cạnh nói chuyện không khỏi cảm thấy thú vị. Nơi này trước năm 97 vẫn là nơi xếp cuối trong 14 thành phố, thị xã của An Nguyên. Nhưng tôi đã cẩn thận tìm hiểu điều kiện tự nhiên ở đây thì thấy không quá kém, chỉ là do cơ sở vật chất lạc hậu, không lợi dụng đầy đủ mà thôi. Lão Lý, anh có chú ý đến việc là ba mặt đông,
Tây, Bắc của khu vực này có trụ cột giao thông khá lạc hậu. Lương, Thông Thành, Tường Tây khiến nơi này có ưu thế tất nhiên làm trung tâm phụ của An Nguyên, duy nhất có thể cạnh tranh với nó chính là Tân Châu. Đường sắt Tây Liễu cùng cảng Ô Giang thông suốt khiến nơi này nghênh đón thời kỳ phát triển rất nhanh. Hơn nữa bây giờ đường sắt An Tương cùng cao tốc An Tương sắp xây dựng xong khiến ưu thế vị trí địa lý, giao thông của nơi này càng thêm rõ ràng. Vận chuyển đường thủy, đường bộ có thể đi khắp nơi, phúc xạ sang các thị xã xung quanh, có ưu thế về thương mại và giao thông. Nếu có thể đột phá lớn về sản nghiệp thì tôi thấy nơi này rất có tương lai phát triển. Về sản nghiệp thì trên thực tế Ninh Lăng đã có đột phá nhưng ở các giai đoạn khác nhau sẽ xác định mục tiêu khác nhau. Hiện nay Ninh Lăng là trụ sở thiết bị điện và tài liệu chế tạo quan trọng nhất của khu vực Trung Tây, tôi đã xem một chút thì thấy nó chiếm 50% giá trị sản lượng công nghiệp của Ninh Lăng năm trước. Trụ sở này bắt đầu được áp dụng từ năm 98, mà từ năm trước Ninh Lăng cũng xây dựng ngành năng lượng mới, tài liệu mới và thiết bị kỹ thuật bảo vệ môi trường là sản nghiệp trụ cột của bọn họ, đã đạt đột phá lớn, được coi là đô thị năng lượng mới. Xem ra chính quyền địa phương Ninh Lăng còn muốn đẩy mạnh chính sách lôi kéo phát triển lĩnh vực này. Thực hiện đột phá về sản nghiệp không đơn giản chỉ là đưa vài hạng mục vào, tôi cảm thấy được nó có quan hệ lớn đến vị trí địa lý và cơ sở vật chất. Đúng là do mấy năm gần đây hệ thống giao thông của Ninh Lăng được cải thiện lớn mới khiến tiềm lực của nó được khai thác. Ninh Lăng là nơi có tài nguyên thạch anh, tài nguyên điện phong phú nhưng do thị trường quốc tế và cơ sở vật chất lạc hậu ảnh hưởng nên mới chậm phát triển. Bây giờ lại gặp phải cơ hội ngành năng lượng mới phát triển khiến cục diện của nó thay đổi nhiều. Lão Hàn, tôi cảm thấy anh chỉ nói nguyên nhân ngoài mặt. Nơi có tài nguyên thạch anh phong phú không chỉ có Ninh Lăng, mà cung ứng điện sung túc thì ở khu vực Trung Tây nơi nào chẳng có. Đây không phải nhân tố mang tính quyết định, tôi vẫn suy nghĩ Ninh Lăng có điểm gì hấp dẫn các nhà đầu tư, tôi nghĩ đó là mục đích chuyến đi này của chúng ta khi tới Ninh Lăng. Mãi đến khi máy bay hạ cánh, Triệu Quốc Đống vẫn vảnh tai nghe hai vị ngồi phía bên nói chuyện. Hắn không ngờ tổ khảo sát của Viện Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô lại bay cùng chuyến với mình. Quyển 14, chương 6-19. Cái gì, trưởng ban thư ký Dương cũng sẽ tới. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói. Có nhầm không, cuối năm rồi, tỉnh nhiều việc như vậy mà trưởng ban thư ký Dương còn cùng tổ khảo sát tới. Đúng thế, văn phòng tỉnh ủy gọi điện thoại cho tôi cũng hỏi chủ nhiệm Tào, nhưng chủ nhiệm Tào nói trưởng ban thư ký Dương đã được bí thư Ứng đồng ý để cùng tổ khảo sát đến Ninh Lăng chúng ta một tuần, hơn nữa đi theo cả hành trình. Nghe nói trưởng ban thư ký Dương yêu cầu mấy điều chỉnh viện nghiên cứu chính sách tỉnh ủy cần phải dựa theo góc độ của tỉnh mà khảo sát, không nên chỉ làm trong phạm vi mà tổ khảo sát ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia chọn, phải có quan điểm và cái nhìn của riêng mình. Triệu Quốc Đống vừa về văn phòng, Trung Dược Quân và Tằng Lệnh Thuần đã đến. Đúng là lạ, tôi nhớ các cuộc khảo sát như thế này trước đây nhiều lắm chỉ là một vị phó chủ nhiệm viện nghiên cứu chính sách tham gia, có thêm phó trưởng ban thư ký đã là rất chú trọng. Lần này sao trưởng ban thư ký Dương lại tới? Trung Dược Quân cũng rất khó hiểu nói. Bí thư Triệu, tôi cũng đã chuẩn bị trước một chút nhưng không ngờ trưởng ban thư ký Dương sẽ tới. Anh xem có cần điều chỉnh lại không? Tôi thấy không cần. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Người ta tới khảo sát không phải đến để tìm vấn đề. Chúng ta cũng không cần phải che đậy nếu không sẽ phản tác dụng. Ninh Lăng chúng ta vẫn là khu vực cấp 3 cấp 4, kém xa so với khu vực Duyên Hải. Có vấn đề là rất bình thường. Có thể làm cho các đồng chí tổ công tác hiểu rõ hoàn cảnh thực tế của Ninh Lăng chúng ta là việc tốt. Đương nhiên tôi cảm thấy chúng ta cũng nên có vài trọng điểm, muốn thể hiện rõ nguyên nhân phát triển kinh tế 2 năm qua của Ninh Lăng chúng ta. Đó chính là hoàn cảnh kinh tế tốt đẹp và cơ chế phục vụ hành chính kiện toàn. Trung Dược Quân và Tằng Lệnh Thuần ngẩn ra rồi lập tức hiểu ý. Hoàn cảnh, chế độ và xây dựng hệ thống mới là trụ cột để kinh tế Ninh Lăng phát triển với tốc độ cao. Mới là điểm sáng chói mắt, khiến Ninh Lăng đạt được thành tích. Dù là tổ công tác chọn được điểm gì thì đó cũng là khẳng định thành tích trong công việc của đảng ủy, chính quyền Ninh Lăng, mà không phải do mấy hạng mục hoặc xây dựng đô thị. Mặc dù các hạng mục lớn và xây dựng đô thị cũng là nguyên nhân khiến kinh tế phát triển, tăng thu tài chính nhưng phải xem trọng tâm. Chúng ta làm gì cứ làm, không nên chú ý quá mức đến việc này, như vậy có khi lại làm trưởng ban thư ký Dương phản cảm. Trung Dược Quân hiểu ra nên nói. Dược Quân, Lệnh Thuần, chúng ta cũng cần phải chú ý lễ tiết. Mai ba chúng ta sẽ gọi thêm Vĩnh Bân đến đón bọn họ ở cửa lớn. Ngày mai Dược Quân và tôi đi cùng cả hành trình. Tôi đoán trưởng ban thư ký Dương sẽ không muốn chúng ta đi cùng nhưng quy củ vẫn phải giữ.
bắt đầu từ ngày kia trong bốn người chúng ta ít nhất phải có một người đi cùng. Còn chỗ ăn ở bố trí tốt rồi chứ? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút nói. Bố trí ở Ninh Uyển, cách thị ủy, ủy ban không xa, có chuyện gì cũng tiện. Trung Dược Quân gật đầu nói. Trước mắt Ninh Lăng chỉ có nơi này, đợi thêm 2 năm nữa khi khách sạn Kiến Quốc hoặc khách sạn Vương Triều xây dựng xong thì Ninh Lăng chúng ta coi như có khách sạn cấp 4 sao. Ừ, chúng ta không nên cố gắng bố trí hoặc đề cử gì. Tôi thấy Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia và Viện Nghiên cứu Chính sách tỉnh đều có mục tiêu hoặc con đường của mình, chúng ta đề cử chưa chắc bọn họ muốn xem. Tôi thấy kệ bọn họ. Triệu Quốc Đống quyết đoán nói. Thật không ngờ trưởng ban thư ký lại thích ăn món này. Món này trong nhiều lúc không được mang lên. Triệu Quốc Đống không ngờ Dương Kính Quang lại thích ăn lòng lợn. Quán lòng lợn Lão Tống là quán lòng lợn lớn nhất nội thành Ninh Lăng, mà bên cạnh cũng có nhà hàng Dương Huyết Phượng, chuyên môn làm các món từ tiết canh. Triệu Quốc Đống mặc dù không thích ăn lòng nhưng lại biết nhiều về nơi này. Khu Trư Lung này được gọi là khu Tam Gia bởi vì nó có 3 nhà hàng tụ tập ở đây. Khu Trư Lung vẫn được xác định làm khu trung tâm của khu truyền thống dân tộc của Tây Giang. Khi khu dân cư Tây Giang được cải tạo chẳng những các công trình kiến trúc cổ được giữ nguyên dạng, hơn nữa các nhà vệ sinh công cộng cũ kỹ cũng được sửa chữa lại. Nơi này sau khi cải tạo vừa giữ phong cách cổ, vừa bảo trì đặc sắc khu dân cư cổ, vừa phải phù hợp với thói quen cuộc sống dân chúng hiện đại. Vì thế lúc đầu đã công khai tuyển chọn các bản thiết kế. Bởi vì Ninh Lăng đang cố gắng tạo tấm danh thiếp về khu dân cư Tây Giang, nhiều nhà ở đây vẫn giữ nguyên dạng so với 100 năm trước. Cục du lịch thị xã cũng chọn nhiều nhà hàng ở đây thành nơi ăn uống nổi tiếng cả tỉnh, thị xã cũng yêu cầu bọn họ cố gắng giữ hương vị cũ, không nên dễ dàng thay đổi phong cách. Mà cách này chính là nguyên nhân chính để hấp dẫn khách từ bên ngoài tới. Quốc Đống, cậu đừng nhìn mấy món này trông như vậy, người bình thường có thể không dám ăn nhưng cậu không sợ ăn với tôi. Dương Kính Quang cười ha hả nói. Tôi mời đám người ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia tới ăn món này, bọn họ đều lắc đầu. Ha ha, đây là không có phúc. Nhìn trưởng ban thư ký như thế này đương nhiên là không sợ rồi. Tăng Lệnh Thuần cũng cười nói. Bây giờ mọi người đều sợ ba cao, một khi lên muốn hạ xuống cũng khó. Ngoài thói quen sống ra chủ yếu vẫn là rèn luyện. Tôi bây giờ ở trường Đại học An Nguyên, mỗi sáng đúng 6 giờ 30 dậy, chạy bộ 45 phút trong trường sau đó đi tắm mới chưa đầy 8 giờ, ăn sáng xong đi bộ tới tỉnh ủy mất 10 phút. Dương Kính Quang gắp miếng ruột ra bỏ miệng vừa ăn vừa nói. Thói quen sống hiện đại không quá tốt, uống rượu hút thuốc, ăn nhiều uống nhiều, không tập luyện, cả ngày ngồi trước bàn làm việc, bụng phát phì, gan nhiễm mỡ, cao huyết áp, bệnh tiểu đường. Đúng thế, dưỡng thành một thói quen cuộc sống tốt, kiên trì tập luyện mỗi ngày là rất quan trọng. Lúc còn trẻ không thấy gì nhưng khi đến độ tuổi nhất định sẽ dần thấy bệnh tật. Triệu Quốc Đống hùa theo. Quốc Đống. Lời này đến lượt cậu nói sao? Lão Tằng và tôi nói con được, cậu mới bao tuổi mà đã nói thế trước mặt bọn tôi. Dương Kính Quang tức giận nói. Đừng vì cái gọi là sức khỏe mà cái này không dám ăn, cái kia không dám uống. Tôi thấy tác phong làm việc của cậu rất quyết đoán, chẳng lẽ ăn uống lại chọn này chọn kia sao? Ha ha, trưởng ban thư ký, ngài không thể bởi vì tôi không thích ăn lòng lợn mà chụp mũ cho tôi chứ. Bên kia có quan Dương Huyết Phượng. Nếu không chúng ta sang đó ăn. Tôi một người 2 bát tiết, ngài 1 bát, được không? Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Ăn tiết sẽ bổ phổi, bổ gan, ngài hứng thú như vậy với ngành bảo vệ môi trường thì nhất định cũng biết không khí bây giờ nhiều bụi, mỗi ngày phổi hút nhiều bụi nên ăn nhiều tiết có thể trừ bụi. Ăn tiết có thể trừ bụi có cơ sở khoa học gì không? Trung Dược Quân ra vẻ không tin tiếp tục ăn món của mình. Quốc Đống, cậu giàu sức tưởng tượng quá phải không? Ăn tiết mà cũng liên lạc đến ngà bảo vệ môi trường nữa chứ. Ha ha, có tin hay không là do ngài. Chẳng qua nói đến việc này thì trưởng ban thư ký, ngày kia một công ty bảo vệ môi trường xây dựng trong khu khai phát Ninh Lăng chúng ta sẽ khánh thành. Tôi dựa theo yêu cầu trước đây của ngài sẽ mời ngài đến tham gia, sau đó thông báo cho công ty đó. Đây là một công ty mang tính tổng hợp sản xuất thiết bị cao tần và thiết bị tiết kiệm điện năng, cũng là hạng mục công nghệ cao trọng điểm của ngành bảo vệ môi trường Ninh Lăng trong năm nay. Ồ, hạng mục công nghệ cao, đầu tư bao nhiêu? Dương Kính Quang rất hứng thú với ngành này. Quy mô đầu tư không nhiều nhưng chúng tôi chú trọng đến tiềm lực phát triển của hạng mục này, nhất là nó có tác dụng thúc đẩy cho địa vị trụ sở thiết bị điện và tài liệu chế tạo của Ninh Lăng. Vì hạng mục này mà Phó Thị trưởng Đại Phú đã 2 lần lên Bắc Kinh, 3 lần tới Quảng Châu.
chủ nhiệm Miễn Dương, ban quản lý khu khai phát cũng 5 lần bay sang Quảng Châu mới kéo được hạng mục này về Ninh Lăng. Hạng mục này vốn định đầu tư vào Thâm Quyến nhưng chúng tôi đã kéo được bọn họ với cả đội ngũ nhân viên quản lý, nhân viên kỹ thuật về. Chúng tôi chẳng những đưa ra ưu đãi lớn nhất về đất đai, hơn nữa thị xã cũng cấp 50 triệu để thành lập quỹ đảm bảo cho các hạng mục công nghệ cao, giúp đỡ bọn họ bằng cách nhanh chóng xây dựng, đưa vào sản xuất, thậm chí ngay cả chỗ ăn ở cho nhân viên quản lý, nhân viên kỹ thuật của công ty, ban quản lý cũng cố gắng cung cấp miễn phí cho bọn họ bước đầu, giúp bọn họ có thể nhanh chóng ổn định ở Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống rất tự hào nói. Quyển 14, chương 70. Dương Kính Quang không khỏi suy nghĩ nhưng phải thừa nhận ở nhiều phương diện Ninh Lăng đã tạo được hoàn cảnh tốt để thu hút đầu tư và gây dựng sự nghiệp hơn nhiều các nơi khác. Đây không đơn giản là sáng tạo, các ngành chức năng của thậm chí đã đưa ra quy định rõ ràng, đưa ra thời hạn của hạng mục, độ tin cậy, đánh giá về tính mạo hiểm của thị trường rồi cuối cùng đưa ra hệ thống đảm bảo tài chính, hơn nữa quỹ tài chính này cũng phát huy đầy đủ tác dụng. Hơn nữa chính quyền còn vận dụng cơ cấu tuyên truyền để tuyên truyền, cổ vũ những người muốn gây dựng sự nghiệp bằng quỹ tài chính đảm bảo. Điều này chứng minh chính quyền địa phương không phải chỉ đưa ra quỹ này cho có, để tạo thanh thế mà thực lòng hy vọng lợi dụng quỹ tài chính này điều động tính tích cực của đầu tư tư nhân để gây dựng sự nghiệp. Mấy hôm trước khi Dương Kính Quang cùng người của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đến khảo sát huyện Hoa Lâm, nhất là khách sạn về quỹ tài chính đảm bảo gây dựng sự nghiệp do huyện thành lập. Quỹ này chủ yếu đảm bảo việc vay vốn cho các công ty nhỏ, cổ vũ các công ty nhỏ trong toàn huyện phát triển và đã tạo được tác dụng tương đối rõ ràng. Quỹ này thành lập được 3 tháng đã nhận được 70 đơn xin vay vốn, sau khi thẩm tra đã cho 49 hạng mục vay vốn, cung cấp tài chính đảm bảo đạt 6,5 triệu, chia đều mỗi khoản vay không tới 150 ngàn. Hiệu suất thông qua nhanh như vậy làm cho huyện có tranh luận, lo rằng sẽ khiến cho quỹ mới thành lập dễ bị sụp đổ, chủ trương đề cao yêu cầu. Nhưng huyện sau khi nghiên cứu cuối cùng đã quyết định vẫn áp dụng chính sách rộng rãi để nuôi cá, dù là tài chính huyện gánh chịu một chút mạo hiểm cũng được. Hoa Lâm là một huyện không quá phát triển, có thể nói là khá khó khăn. Ngay cả thành viên tổ công tác của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia cũng khiếp sợ về sự quyết đoán và tầm nhìn của huyện ủy, Ủy ban Hoa Lâm. Vì thế còn chuyên môn tiến hành thảo luận cách làm này với bí thư huyện ủy Đường Diệu Văn. Đường Diệu Văn cũng nói ra cảm nhận của mình khi đến học tập kinh nghiệm ở khu vực Châu Tam Giác, cũng tỏ vẻ đây là do thị ủy, ủy ban ủng hộ nên Hoa Lâm mới có thể thực hiện được kế hoạch này. Bây giờ Ninh Lăng lại dám bỏ ra 50 triệu để thành lập quỹ thúc đẩy phát triển ngành công nghệ cao, hành động này ở rất nhiều thành phố cấp phó tỉnh mới là ý tưởng, mới trên kế hoạch, vậy mà Ninh Lăng đã dám áp dụng vào thực tế. Hơn nữa còn đạt được hiệu quả rõ ràng. Đào được một công ty từ Thâm Quyến về thì dù công ty đó về sau phát triển như thế nào cũng là một hiệu quả chói mắt. Ngoài con đường cung cấp tài chính ra thì chính quyền địa phương Ninh Lăng cũng phục vụ rất tốt cho các có thể. Ban quản lý khu khai phát có thể chủ động cung cấp tòa nhà làm việc tạm thời và nơi ở cho nhân viên quản lý, nhân viên kỹ thuật các công ty từ ngoài vào thì sợ là không phải nơi nào cũng có thể làm được. Nhiệt tình như vậy đủ khiến công ty đó động tâm. Quốc Đống, tôi nghe nói các cậu đã nghĩ không ít biện pháp để giúp đỡ các công ty vừa và nhỏ, tôi cũng đến không ít công ty và bọn họ đều nói khó khăn lớn nhất là tài chính, nhất là việc vay vốn từ ngân hàng nông nghiệp và thương mại rất khó khăn, yêu cầu rất cao. Nhưng bọn họ cũng đều cho rằng chính quyền Ninh Lăng làm khá tốt ở việc này. Nếu so sánh với các thành phố, thị xã khác trong toàn tỉnh thì hoàn cảnh tài chính ở Ninh Lăng là tốt nhất. Dương Kính Quang bỏ đũa xuống cầm thìa múc nước đậu uống. Ở điểm này tôi cho rằng Ninh Lăng đi đầu toàn tỉnh. Mặc dù là các khu vực có kinh tế phát triển nhất như An Đô, Kiến Dương cũng phải xếp sau. Theo xu thế này thì nếu An Đô và Kiến Dương không nghĩ biện pháp đuổi kịp thì không đầy 2 năm các quận, huyện của bọn họ sẽ mất khả năng cạnh tranh. Chính xác mà nói bây giờ bọn họ đã không có sức cạnh tranh. Trưởng ban thư ký, công ty vừa và nhỏ cùng công ty tư nhân gặp khó khăn về tài chính là điều từ trước đến giờ vẫn có. Chẳng qua hiện nay nền kinh tế, chính trị quốc gia đã thay đổi, các ngành liên quan đến quốc kế dân sinh do nhà nước khống chế, đảm bảo sự an toàn về kinh tế. Như vậy sẽ đảm bảo an toàn kinh tế của quốc gia, mặc dù bị nhiều người kêu than vì nó lũng đoạn, mất công bằng nhưng lại được nhiều nhà kinh tế trong nước ủng hộ. Vì thế nó sẽ ảnh hưởng đến phương hướng cho vay của các ngân hàng, khiến cho con đường vay vốn của công ty vừa và nhỏ cùng công ty tư nhân càng khó khăn, yêu cầu càng cao. Triệu Quốc Đống cũng muốn nhân cơ hội này thông qua việc Dương Kính Quang đến để khiến các hành động của Ninh Lăng được danh chính ngôn thuận. Các tổ chức tài chính thị xã mặc dù do chính quyền yêu cầu nên đã điều chỉnh một chút trong phạm vi cho phép nhưng mức độ quá ít.
Mặc dù chính quyền đã cung cấp đảm bảo nhưng bọn họ vẫn bị ngành chủ quản hạn chế. Vì thế Triệu Quốc Đống hy vọng thông qua việc này để tỉnh lên tiếng. Bây giờ nhiều nơi ở khu vực Duyên Hải thịnh hành việc cho vay nặng lãi phi pháp. Ngài có thể biết được các công ty tư nhân cùng công ty vừa và nhỏ cần tài chính đến như thế nào. Mà ngân hàng thương mại lại sợ mạo hiểm nên thà chấp nhận cho các công ty nhà nước lớn vay chứ không muốn cho các công ty nhỏ vay. Khu vực đất liền chúng ta không thể so sánh với khu vực Duyên Hải. Khu vực Duyên Hải còn có thể vay tiền từ người nhà, bạn bè, nhưng khu vực đất liền chúng ta lại khác. Nếu ngành tài chính làm quá chặt thì các công ty nhỏ muốn phát triển là không thể. Triệu Quốc Đống rất chú ý đến vẻ mặt của Dương Kính Quang. Hắn nhận ra Dương Kính Quang rất hứng thú đến điểm này. Dương Kính Quang mặc dù chỉ là trưởng ban thư ký tỉnh ủy nhưng lần này Dương Kính Quang tới chính tả đại biểu tỉnh ủy, điều này là không dễ. Cho nên tôi cảm thấy thị ủy, ủy ban Ninh Lăng nếu muốn cạnh tranh vượt qua các thành phố, thị xã anh em thì nhất định phải làm những việc chưa ai làm, nhất định phải dùng vài hành động mới để tạo dựng hoàn cảnh thu hút đầu tư, gây dựng sự nghiệp tốt. Vì thế dù cho đảng ủy, chính quyền Ninh Lăng có phải trả giá một chút thì tôi thấy cũng đáng. Quốc Đống, giới học thuật và kinh tế trong nước đang cạnh tranh kịch liệt về việc quốc lui dân tiến và quốc tiến dân lui. Ông có lý của ông, bà có lý của bà. Tôi cảm thấy bây giờ chúng ta không cần tranh luận vấn đề này, nhất là ở cấp thị xã như Ninh Lăng càng không cần thiết. Làm tốt công việc của mình là đủ rồi. Làm như thế nào có lợi cho phát triển kinh tế, làm như thế nào giải quyết công ăn việc làm cho người lao động dư thừa, làm như thế nào thỏa mãn việc tăng thu nhập cho nông dân, dân chúng thành thị, tôi cả thấy chính là tiêu chuẩn cơ bản nhất. Các cái khác có thể tạm thời gác lại, không cần tranh luận. Dương Kính Quang trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Ở vấn đề này tỉnh có thể kêu gọi cơ quan tài chính ở vài trường hợp khác nhau. Nhưng tôi cảm thấy nếu muốn chính thức giải quyết vấn đề thì phải dựa vào cố gắng của chính quyền địa phương. Có lẽ cậu cố gắng một chút thì miệng của tài chính sẽ mở rộng hơn một chút với cậu. Cậu không cố gắng cái miệng sẽ thu lại. Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên. Dương Kính Quang mặc dù không tỏ thái độ rõ ràng nhưng đó cũng là tỏ thái độ. Dương Kính Quang chính là muốn phản bác việc tranh luận mấy vấn đề hiện nay. Khi kinh tế tư nhân càng lúc càng trở thành ngành chủ lực của nền KTQG, nó gánh vác trách nhiệm chính giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, gánh vác trọng trách xuất khẩu thì các công ty nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc được đãi ngộ rất lớn, không ngừng mở rộng. Còn công ty tư nhân nếu như phát triển mạnh trong nước lại bị nghi ngờ ảnh hưởng đến phương châm đối ngoại, bị dùng kính lúp để soi. Trưởng ban thư ký, lời của ngài nói làm tôi hiểu ra đôi chút. Ninh Lăng chúng tôi cũng đang tiến hành đổi mới vài chế độ nhưng sợ tỉnh ủy không ủng hộ, rất nhiều thứ chúng tôi đều là thử, thậm chí có thể sẽ có mạo hiểm lớn. Làm như thế nào biết được hiệu quả thì chẳng lẽ lại chờ bên trên ra chính sách sao? Chúng tôi không chờ nổi. Triệu Quốc Đống cười nói. Cho nên thị ủy, ủy ban Ninh Lăng chúng tôi cũng chỉ có thể bạo gan, cắn răng xông lên một lần. Trong hội nghị toàn thị xã tôi cũng cổ vũ các quận, huyện, cổ vũ bọn họ nghĩ mọi biện pháp để phát triển. Chỉ cần không bị pháp luật cấm là có thể thử. Xảy ra chuyện vấn đề hoặc trả giá thì thị xã sẽ giúp đỡ gánh vác trách nhiệm. Được, Quốc Đống, tôi thích sự quyết đoán dám nói dám làm của cậu. Cải cách vốn là con đường chưa ai từng đi qua. Chờ đợi quan sát, thu tay thu chân chỉ có thể lạc hậu, thời cơ mất đi anh muốn kéo lại sẽ chậm hơn người khác. Cho nên tôi cảm thấy ở điểm này thì các cậu cứ việc làm theo mục tiêu mình đề ra, không nên để ý những lời bàn tán, chỉ có kết quả mới là có sức thuyết phục nhất. Dương Kính Quang vỗ bàn nói. Quyển 14, chương 71. Dương Kính Quang và Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia ở Ninh Lăng 6 ngày. Triệu Quốc Đống không ngờ vị trưởng ban thư ký tỉnh ủy này lại có nghị lực nhiều đến thế. Tỉnh ủy bận mà y có thể gác hết mọi công việc đến Ninh Lăng. Trong mấy hôm Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân thay nhau đi cùng. Lam Quang, Cố Vĩnh Bân cũng thi thoảng tham gia. Triệu Quốc Đống cũng có lúc kéo Lỗ Năng cùng Lưu Như Hoài đi cùng. Tăng Lệnh Thuần đi theo cả hành trình, sau vài ngày ít nhiều cũng tạo được chút quan hệ, nói chuyện với những người ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển coi như cũng khiến đám người Triệu Quốc Đống thêm kiến thức. Là các chuyên gia ở Viện Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, bọn họ nắm giữ tài liệu không phải các nhà xã hội học bình thường có thể so sánh, quan điểm đưa ra đều dựa vào số liệu và tài liệu đầy đủ.